chương 21, tương trọng kính lạnh lùng nói, lại đến phiền ta, cứ chờ chết, lời nói tàn nhẫn vừa mới thốt ra được một nửa, tương trọng kính dường như nhận ra điều gì đó, nét lạnh lẽo trên mặt cứng đờ, đột nhiên thả tay ra, hả, mũi tống hữu thu bị ép đến đỏ bừng, bị quăng ngã thành như vậy nhưng khi bò dậy chuyện đầu tiên đi làm không phải là phát hỏa, mà cuốn quyết nhặt lại những tiểu quan tài rơi trên mặt đất, tương trọng kính. Tương trọng kính nhìn tác phong, muốn quan tài không muốn sống, thật quen thuộc, Sờ sờ mũi, ho khan một tiếng, nhận sai người rồi, Cố Tông Như ở trong thức hải không chút khách khí mà cười nhạo thành tiếng, nhưng hắn đã quên trong miệng còn ngậm đồ vật, khi mở miệng liền khiến liên lý kết kia trực tiếp rơi xuống, hắn thiếu chút nữa bị tiếng cười làm nghẹn chết, vội vàng chui vào thức hải chạy đi ngậm liên lý kết trở về. Nguy hiểm thật, Cố Tông Như nghĩ thầm, nếu liên lý kết bị rơi mất, chắc chắn sẽ bị cười nhạo, uy nghiêm của Chân Long đại nhân không thể bị xâm phạm phải dùng răng nanh giữ càng chặt đồ vật trong miệng. Tương trọng kính lúng túng giúp Tống Hữu Thu nhặt tiểu quan tài, đợi khi nhận lại, tay Tống Hữu Thu vẫn còn run run một chút. Tống Hữu Thu còn tưởng rằng tính toán nhỏ muốn hố tương trọng kính của mình đã bị phát hiện, lập tức có được giảng được xin khoan dung, kiếm tôn thứ tội, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngọc thạch công tâm, xin ngài thủ hạ lưu tình, tương trọng kính. Tương trọng kính nghe không hiểu hắn nói cái gì, lộ ra biểu tình nghi hoặc mấy năm nay tống hữu thu giao lưu với đủ loại đầu trâu mặt ngựa năng lực nhìn mặt đoán ý có thể nói là hạng nhất thoáng thấy sự nghi vấn và xấu hổ trong ánh mắt tương trọng kính hắn nhíu mày thử thăm dò nói vừa rồi kiếm tôn là nhận sai người tương trọng kính gật đầu kéo hắn lên nói xin lỗi là tại ta không đã thương ngươi chứ tống hữu thu da dày thịt béo lại có linh lực hồ thể đương nhiên sẽ không bị một cái cục ngã đã thương nhưng hắn thấy Tương Trọng Kính tự hồ cũng không biết đến tính toán của mình, lại lần nữa sửa thái độ muốn hố Tương Trọng Kính một phen. Bị thương, mặt Tống Hữu Thu lộ ra vẻ thống khổ mà che eo lại, eo ta, lưng ta, còn có cổ ta nữa. Tương Trọng Kính đã nhận ra màn giả vờ vụng về của hắn, cũng không tức giận, cười nói, "Ngươi muốn ta xoa ngươi? Tống Hữu Thu, làm sao dám phiền đến kiếm tôn?" Ách, Tương Trọng Kính công mắt bóp chặt đằng sau cổ hắn, lực tay hàng năm cầm kiếm không thể xem thường chỉ cần dùng chút lực thôi, lòng bàn tay kia suýt nữa đã cắm vào thịt. Tương trọng kính ôn nhu nói, như vậy còn đau không? Tống hữu thu, tống hữu thu tự làm tự chịu, bị niết đến nước mắt trào ra, hàm hồ nói, không đau, đa tạ kiếm tôn. Lúc này tương trọng kính mới buông tay ra, tống hữu thu nghĩ mà sợ vội vút cổ mình, dư quan quét đến một phía, liền thấy giữa một đống đổi vận phù nam nhân xa lạ đang dùng một loại ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Tống hữu thu tấn sở linh khoan thai đến muộn đã thu hết vẻ mặt ôn nhu của tương trọng kính khi y đặt tay sau cổ tống hữu thu vào mắt thật vất vả mới thay một túi da mới lại vì hoàn cảnh này mà trở về nguyên hình hắn nắm chặt đổi vận phù trong tay hận không thể trực tiếp giết chết tống hữu thu tống hữu thu bỗng nhiên cảm thấy sau cổ thoáng lạnh vội che cổ lại quay đầu chạy trước tương trọng kính trực giác nói cho hắn biết không nên ở lại chỗ này thì hơn tương trọng kính vừa đi vừa nói mấy ngày trước ở trong bí cảnh ngươi nói gì nhỉ Túc Tạm Thanh phá hủy quan tài của ta, phải không? Tống Hữu Thu nhảy nhót đằng trước, nói, đúng vậy, nhưng ta không đền bù đâu. Vậy ngươi đem giấy nợ giao cho Túc Tạm Thanh, bảo hắn bồi thường quan tài cho ta, tương trọng kính nghĩ nghĩ, với lại, thuận tiện khiến hắn đưa định hồn quan tới chỗ ta. Tống Hữu Thu thấy có người đài thọ, chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản chi, vội vàng gật đầu không ngừng, được được, tiện thể ta muốn thêm 10 ngọc thạch, tương trọng kính. Thấy tương trọng kính không có ý định rút kiếm chém hắn, tống hữu thu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước cười tủng tỉm nói còn có mới vừa rồi ta đã bảo tống tán các đem tin tức tuyết lang của túc thủ tôn đổi chủ truyền khắp cửu châu hẳn là qua một hồi nữa tất cả mọi người đều biết hắn vừa nói vừa duỗi móng vuốt điên cuồng ra hiệu với tương trọng kính tương trọng kính rốt cuộc cũng biết bộ dạng muốn ăn thịt người của tống hữu thu mới vừa rồi là có ý gì hóa ra là muốn kiếm hời đầu óc tống hữu thu toàn là quan tài kiếm tiền chắc chắn sẽ không hảo tâm đi làm mấy chuyện tốn công vô ích này, chỉ có thể là có người không vừa mắt túc tạm thanh đưa tiền sai khiến hắn. Tương trọng kính cũng không từ chối, gật đầu nói, được, chờ định hồn quan giao tới, ta đưa cho ngươi, dù sao con ma cờ bạc quỳnh nhập nhất cũng có rất nhiều ngọc thạch. Nụ cười của Tống Hữu Thu Lan tận đuôi mắt, đa tạ kiếm tôn chiếu cố, tương trọng kính không để ý đến hắn, đi vào một chỗ không người, u hỏa trên hoa tai bỗng chốc thoát ra, tự như du lòng rít gào lao tới người phía sau đồng tử tấn sở linh co rút lại, chưa kịp phóng ra linh lực, ngọn lửa đã lao tới trước mắt, oanh một tiếng khiến đổi vận phù hắn ông trong lòng ngực cháy không còn một mảnh. Một chút cho tàn từ khe hở ngón tay của tấn sở linh trượt xuống. Mặt tấn sở linh đầy vẻ mơ mịt, nỗ lực khống chế túi da đã trở về bộ dáng vốn có. 60 năm trước, nếu tấn sở linh có gây đại họa, tương trọng kính tức giận, chỉ cần hắn đưa đến một đống đổi vận phù hoặc là ngọn đèn tới y sẽ lập tức vui vẻ, y sẽ liền tha thứ đây là lần đầu tiên tương trọng kính thiêu cháy đổi vận phù hô hấp của tấn sở linh suýt nữa không thông trong sự hoảng hốt đột nhiên hiểu được nỗi tuyệt vọng y rốt cuộc cũng không quay về nữa đừng lại đến làm phiền ta ánh mắt tương trọng kính nhìn hắn đều là sự lạnh lẽo thậm chí đến oán hận y cũng lười ban cho tấn sở linh bước về phía trước vài bước vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm nói trọng kính năm đó ngươi rõ ràng thích ta nhất ở trong nhận thức của kẻ điên tấn sở linh này dù hắn làm bao nhiêu chuyện sai trái, chỉ cần hắn chịu bồi thường, thì nhất định có thể trở lại điểm ban đầu, cho nên hắn mới không để ý có làm phiền tương trọng kính hay không mà tiếp cận y, hy vọng y và mình sẽ hòa hảo trở lại. Tương trọng kính bị ánh mắt này của hắn nhìn đến cực kỳ khó chịu. Mới vừa rồi y tàn nhẫn nói những lời đó cho Túc Tạm Thanh nghe, hẳn là từ nay về sau Túc Thủ Tôn sẽ không tiếp tục dây dưa vào mình nữa. Mà Tấn Sở Linh lại là kẻ không thích nghe lời người khác càng không sợ thị phi, chỉ một mực chấp nhận nguyên tắc của bản thân, so với túc tạm thanh càng khó xử lý hơn. Tương Trọng Kính hít một hơi thật sâu, bước xuống cầu thang, đứng trên bậc nhìn Tấn Sở Linh, từ trên cao hạ tầm mắt nhìn hắn, "Tấn Sở Linh, ngươi biết vì sao năm đó ta thích ngươi không?" Tấn Sở Linh ngửa đầu nhìn y, mờ mịt nói, "Bởi vì A Linh thông minh lại xinh đẹp." Tương Trọng Kính, Tống Hữu Thu, dù Tương Trọng Kính không tức giận, cũng thiếu chút nữa bật cười vì câu trả lời này. Tống Hữu Thu dùng sức nhịn cười nhưng vẫn núp sau cây cột chỉ sợ để tấn sở linh phát hiện sẽ lập tức bị diệt khẩu. Quá kích thích, lúc quay về hắn phải đem gút mắt ái hận tình thù của ba người túc tạm thanh, tương trọng kính, tấn sở linh viết thành một quyển sách, đến lúc đó khẳng định bán chạy nhất cửu châu. Lại lần nữa thầm cảm tạ tương kiếm tôn đã giúp hắn trở thành người đầu tiên xem được kịch hay. Không đúng, thần sắc tương trọng kính lạnh nhạt, sợ dĩ ta thích ngươi, là bởi vì từ đầu đến cuối ngươi đều chướng mắt ta. Tấn sở linh mê mang chớp mắt, không hiểu ý tứ của những từ này lắm. cái gì? đối với Khứ Ý Tông, ta chỉ là một con chó bọn hắn nuôi dưỡng. Khứ Ý Tông Tông chủ gọi ta là liễm, đó là muốn ta mọi lúc mọi nơi đều phải thu liễm, không được tranh đoạt vị trí của khúc nguy huyền, tương trọng kính hơi cuối người, rũ mắt nhìn đồng tử dựng đứng của Tấn Sở Linh, thấp giọng nói. nhưng từ khi ta nổi bật trong Nữ thú đại điển, bọn họ biết không thể khống chế được ta nữa, buộc ta kết thân với yêu tộc. Tấn Sở Linh ngơ ngác nhìn y. Mờ mịt không hiểu vì sao Tương Trọng Kính lại nói với hắn những chuyện này, nói là kết thân, trên thực tế chính là đưa cho yêu tộc một cái lô đỉnh, Tương Trọng Kính thầm thì bên tai Tấn Sở Linh, ta vốn dĩ đã nản lòng thoái chí, nhưng sau khi gặp ngươi ta liền biết, ta tự do rồi. Tấn Sở Linh tự hồ đã hiểu ra ý tứ trong lời nói này, sắc mặt chợt trắng bệch như tờ giấy. "Không phải, ngươi không phải như vậy." Tấn Sở Linh lắc đầu, không biết đang phủ nhận cái gì tương trọng kính lại gằn từng chữ một đánh vỡ lớp bảo vệ lừa mình dối người của hắn tấn sở linh ngươi chỉ là công cụ giúp ta thoát khỏi khứ ý tông mà thôi tương trọng kính lạnh lùng nói hiện tại khứ ý tông không khống chế được ta ngươi đối với ta đương nhiên không còn hữu dụng nữa tấn sở linh đột nhiên gào lên ngươi không phải là người như vậy năm đó ngươi thật lòng muốn kết đạo lữ với ta ngươi đối tốt với ta như vậy tốt đến như vậy sau khi tấn sở linh thốt ra câu đó chính bản thân hắn cũng có chút sửng sốt, hắn mờ mịt mà nghĩ thầm, năm đó tương trọng kính đối tốt với hắn như vậy, chính mình. Lại vì cái gì nhẫn tâm phong ấn y ở trong thạch quan không thấy mặt trời 60 năm, thẳng đến lúc này, tấn sở linh cao cao tại thượng mới chân chính nhận ra những chuyện năm đó hắn đè ép tương trọng kính rốt cuộc có bao nhiêu máu lạnh vô tình, làm sao hắn còn mặt mũi tới cầu cạnh tương trọng kính quay lại như trước đây. 60 năm trước ngươi cũng chỉ là xem ta như một thứ đồ chơi dùng để đùa bỡn trong tay, tương trọng kính nâng tay trái lên, nắm lấy một đồ vật giống như cành khô, đó là liên lý kết. Con ngươi tấn sở linh hiện lên một tia hoảng sợ, vươn tay về phía liên lý kết cầu xin, tự như muốn giữ lại. Trọng kính, mà hiện tại bàn tay tương trọng kính mạnh mẽ nắm lại, liên lý kết vang lên tiếng gãy vụn, chúng ta hòa nhau, y rủ tay xuống, hờ hững nói, sau này đừng đến làm phiền ta, dứt lời, tương trọng kính xoay người bỏ đi. Tống hữu thu nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của tấn sở linh, cười trộm một tiếng, nhảy nhót theo tương trọng kính. Mãi đến khi rời khỏi tầm mắt tấn sở linh, Tống Hữu Thu mới cất tiếng cười to, nói, đúng là thỏa mãn nhân tâm nha kiếm tôn. Tâm tình tương trọng kính không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đi tiền mãn thu hiệp còn ở trong giới tử nhã cát, không hé răng đáp một câu. Tống Hữu Thu há mồm liền buông chuyện ma quỷ, cười cười vuốt mông ngựa, vừa rồi kiếm tôn thật uy phong, tay không bóp nát liên lý kết. Tương trọng kính ho khan một tiếng, có chút chột dạ, hàm hồ lên tiếng, ừm, đúng vậy, kỳ thật bên ngoài nhìn y rất uy phong, thực ra là cố tổng như điều khiển tay trái bóp nát liên lý kết, mà hiện tại lực hắn dùng để va chạm vào thức hải còn mạnh hơn rất nhiều lần. Cố tổng như ở trong thức hải nói, là ta uy phong, ngươi cái gì cũng chưa làm, tương trọng kính, tương trọng kính phụ họa cho hắn, Từ ừ, đúng, chân long đại nhân uy phong nhất, cố tòng như nhịn xuống nổi vui mừng, lại đi vào thức hải sông cuộn biển gầm. Tương trọng kính có chút thất thần. Nếu lúc trước có người nói, y có thể hòa hợp sống chung với Cố tổng nhứ, ai cũng không tính kế ai, y khẳng định sẽ cho rằng kẻ đó đang nói mớ. Tương Trọng kính nhìn Cố tổng nhứ không che giấu được niềm vui, quay cuồng ở Thức Hải, bất đắc dĩ thở dài, xem ra con rồng này còn đơn thuần hơn so với tưởng tượng của mình, chỉ là không biết vì sao lại bị thế nhân gọi là Ác Long. Tương Trọng kính tìm một hồi lâu trong giới tử nhã các cũng chưa tìm ra, trên đài tỷ thí đã bắt đầu bước vào lượt loại trừ thứ hai, so với lúc đầu trận này còn rất ít người tương trọng kính biết dịch quận định cũng sẽ tham gia lượt này liền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống chờ xem hài tử kia phát huy biển người lại lần nữa bắt đầu tỉ thí lại là một trận thái kê mổ nhau tương trọng kính chán đến nỗi ngáp thành tiếng thẳng đến khi trên đài tỉ thí chỉ còn lại vài người một con báo đen chợt xuất hiện bất ngờ rít gào một tiếng khiến quần chúng chưa bình ổn sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi cũng không xong tương trọng kính đang coi quỳnh nhập nhất như gối mà dựa vào khi thấy cảnh này tinh thần liền tỉnh táo, ngồi thẳng người lên đưa mắt hướng về đài tỷ thí. Ở trung tâm đài tỷ thí, dịch quần đình đứng giữa hàng vạn con mắt, đạp lên móng vuốt của linh thú, nhìn đệ tử khứ ý tông cách đó không xa sắc mặt trắng bệch, ha, một tiếng, nói, dùng đuôi đập chúng. Linh thú vốn dĩ muốn duỗi móng vuốt chụp người, nghe được lời này của chủ nhân, sửng sốt một chút, vội xoay người vung cái đuôi lên, phịch. Cái đuôi cực lớn của linh thú đập một kích khiến mặt đất đâm ra từng vết trạng nước đệ tử khứ ý tông lập tức chạy tán loạn như bay, tiếng kêu thảm thiết vang khắp một vùng. Khi mọi sự quan sát đều hướng về phía trước, Lâm Giang Phong dịch trưởng môn đứng lên, cơ hồ muốn đạp lên lan can trước mặt, ồn ào hô, nhi tử. Đem đám tôn tử khứ ý tông kia giết hết không lưu một đứa, mọi người, những đệ tử khác của Lâm Giang Phong cũng không sợ mất mặt, đầy vẻ hưng phấn mà nhìn linh thú của dịch quận đình đánh đối thủ một mất một còn khứ ý tông đến chật vật vừa bỏ chạy, vừa gào khóc, sư huynh, sư huynh, hãy báo thù cho nỗi hận từ trước đến nay của chúng ta với khứ ý tông, làm thịt bọn nhãi ranh kia đi. Mọi người, dịch xích hàng, dịch xích hàng đỡ tráng, nhìn xuống nỗi xúc động muốn đào tẩu. Một đệ tử khứ ý tông cả người chật vật trước hành động của linh thú thất tha thất thể muốn chạy trốn, nhưng chạy được một lúc mới phát hiện phía sau hình như không còn động tĩnh khi cố gắng ngoảnh đầu lại. Mặt lập tức tái mét, linh thú của dịch quận đình sau khi dùng cái đuôi tập kích người, đột nhiên quấy phá theo bản năng, hoàn toàn không để ý địch nhân, ngược lại chạy lòng vòng đuổi theo cái đuôi của bản thân. Dịch quận đình nắm chặt lấy lông linh thú tránh để mình bị ném xuống, hắn bị sốc đến độ muốn nôn ra, thét to, dừng lại. Mau dừng lại a a a, linh thú chơi hoài thành nghiện, càng xoay càng nhanh. Dịch quận đình, ồ, mọi người, đệ tử Lâm Giang Phong, những người vừa kêu gào đến hăng say thu lại biểu tình ngồi xuống, không dám hé răng. Tương trọng kính cười đến nỗi ngã lên cánh tay Quỳnh Nhập Nhất, Quỳnh nhập nhất hít mắt nhìn linh thú đang làm loạn kia, bỗng chốc mở mắt ra. Một cổ kiếm ý lạnh lẽo như mũi tên bắn về phía linh thú đang đùa nghịch, cả người linh thú đột nhiên cứng đờ, bất chợt dừng động tác, đồng tử hoảng loạn nhìn xung quanh. Rốt cuộc cũng dừng lại, dịch quận đình lúc này mới yên tâm, tức giận dẫm lên móng vuốt của linh thú. Linh thú biết mình đã gây họa, vội lấy lòng mà cò cò dịch quận đình. Tính tình dịch quận đình thật tốt, rất nhanh đã không còn tức giận, điều khiển linh thú tiếp tục tỉ thí. Bấy giờ Quỳnh Nhập Nhất mới thu hồi tầm mắt, dùng ánh mắt bẩn cợt nói với trọng kính, vội vàng giải thích, tiểu tử kia thật mềm lòng, đến linh thú cũng có thể tùy tiện khi dễ hắn. Tương trọng kính cười không nói, thế giới không có túc tạm thanh cùng tấn sở linh, nơi nơi đều làm y vui vẻ. Nếu trận này không có gì bất ngờ, dịch quận đình sẽ thắng, tương trọng kính cũng không xem nữa, đỡ phải đợi lát nữa mãn thu hiệp dở thói bà mụ của trách không ngừng, lại tìm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được giới tử nhã các. Tương trọng kính cấp bước đi vào, lại thấy Tống Hữu Thu mới tách khỏi y đang ngồi bên cạnh mãn thu hiệp, dùng một đống giấy quảng bá cho Tống Tán các dán lên mặt mình, đỡ để mãn thu hiệp phiền lòng. Hắn cầm sắp giấy kia, lại nhảy. Rất đơn giản, mãn đại nhân chỉ cần đem mấy tờ quảng bá của Tống Tán các ta dán lên mấy cái cột của vô tận lâu là xong việc, dù sao kẻ tới tìm ngài đều là người sắp chết, ngài lại không muốn chữa. Trực tiếp khiến bọn họ nhảy đến tống tán các mua quan tài, không phải bớt đi rất nhiều việc sao? Tương trọng kính, Tống Hữu Thu có thể sống đến bây giờ vẫn chưa bị người ta đánh chết, thật sự là kỳ tích. Phàm là y sư đều sẽ không đồng ý loại đề nghị này, nhưng không nghĩ tới mãn thu hiệp lại lười biến nâng cầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, có đạo lý, tương trọng kính, mãn thu hiệp chính là kỳ tích bá đạo hơn. Hai kẻ điên kết giao với nhau sẽ gây họa, tương trọng kính cũng lười quản bọn họ. Mãn thu hiệp chán đến chết trò chuyện với tống hữu thu câu được câu không, Đột nhiên nhìn thấy Tương Trọng Kính trở về, lập tức đứng dậy chào đón, sao lại chậm như vậy, ta chờ đến mắt cũng đau, đến đến, lại đổi một sim y nữa. Tương Trọng Kính, Tương Trọng Kính liếc hắn một cái, nói, đấu xong rồi, trận thứ hai vào ngày mai, về trước rồi nói. Mãn Thu Hiệp, trước thay quần áo rồi nói, Tương Trọng Kính trừng hắn. Tống Hữu Thu ở một bên nhìn Tương Trọng Kính không tình nguyện để Mãn Thu Hiệp tùy ý chỉnh trang cho y, bỗng nhiên cảm khái nếu ở thời điểm 60 năm trước tương trọng kính sẽ có biểu tình phong phú như vậy, y giống như một thanh kiếm trên hàng sơn, tính tình lạnh nhạt, độc lai độc vãng, trừ túc tạm thanh, tấn sở linh và khúc nguy huyền, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không muốn kết giao chứ đừng nói đến nhờ và kẻ khác. Tống Hữu Thu nhớ rõ năm đó mãn thu hiệp từng dây dưa một đoạn thời gian thật dài với tương trọng kính, nhưng lần nào tương trọng kính cũng trưng ra thần sắc đạm nhiên, coi cái kẻ nhảy nhót không ngừng mãn thu hiệp như không tồn tại. Tương trọng kính bị phong ấn 60 năm, gặp đại nạn như vậy, cảnh còn người mất, nhưng ngược lại tính tình của y so với trước kia càng sinh động hơn. Sau khi tương trọng kính bị bắp ép thay đổi sim y, hất mái tóc xỏa trên vai ra sau lưng, xoay người đi ra ngoài, dự định trở về vô tận lâu, y vừa mới đến cửa lớn, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay túng chặt lấy tay áo mình. Tương trọng kính nghiêng đầu, khúc nguy huyền vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cửa sổ không biết từ lúc nào đã đứng dậy đi theo tương trọng kính, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy một góc ống tay áo của tương trọng kính, tầm mắt hư vô mà nhìn y. Trên mặt không có chút biểu tình nào, tương trọng kính còn chưa kịp phản ứng, cố tổng như trong tay áo đã nhìn không nổi tiếp cận khúc nguy huyền, nổi giận đùng đùng chui sâu vào trong tay áo trái, rồi tiếp tục men theo xương quai xanh của tương trọng kính bò tới cổ tay áo bên phải, dương nanh múa vuốt mà cắn một ngụm vào tay khúc nguy huyền. Tương trọng kính, cổ của tương trọng kính cực kỳ mẫn cảm, thường ngày chỉ cần áo trong có hơi lạnh y sẽ lập tức lay ra xa một chút, thân thể tiểu long mang theo hơi lạnh trường nhanh qua cổ, khiến y không chịu nổi rùng mình, da đầu cũng tê dại một trận. Khi y còn đang ngây người thì cố tổng nhứ đã hung ác mở cái răng nanh nhỏ ra, cắn vào tay khúc nguy huyền, đồng tử dựng đứng toát ra vẻ tức giận ngập trời, cho ngươi chết, lần này không giống như mấy trò đùa thường ngày với tương trọng kính, đối với kẻ hủy hoại thi thể chủ nhân hắn khúc nguy huyền, cố tổng nhứ không hề lưu tình chút nào, một nhát cắn này hạ xuống, bàn tay trắng bệch của khúc nguy huyền tức khắc đầm đìa máu tươi, nhưng khúc nguy huyền dường như không biết đâu, cũng không nhìn ác lông trên cổ tay, tầm mắt vẫn nhìn chầm chầm tương trọng kính như cũ, biểu tình chưa từng thay đổi. Đến bây giờ tương trọng kính mới lấy lại tinh thần, vội vàng tóm cố tổng như lại, đồng tử cố tổng như mang màu đỏ tươi, không biết muốn phân cao thấp với ai, cắn chết không chịu há miệng. Phía sau mãn thu hiệp và tống hữu thu đã gần theo kịp, tương trọng kính sợ bọn họ phát hiện ra cố tòng nhứ lập tức nâng tay phải lên nắm lấy tay khúc nguy huyền tay áo to rộng che khuất tiểu long lưu lại một câu ta có chuyện quan trọng đi trước dứt lời không đợi hai người kia trả lời lôi khúc nguy huyền chạy đi như bay cố tòng nhứ thật sự hận khúc nguy huyền cho dù bị tương trọng kính phong ấn 60 năm cũng chưa từng thấy hắn oán hận như vậy chờ đến khi ra khỏi nơi tỷ thí tương trọng kính tìm một chỗ yên tĩnh nửa bàn tay khúc nguy huyền đã bị cắn chỉ còn thấy màu máu cố tòng như còn ở trong thức hải mắng y ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định cắn chết hắn không nghiền xương hắn thành tro thì khó tiêu mối hận trong lòng ta tương trọng kính bị hắn làm ồn đến đau đầu lắc lắc tay áo nói ngươi trước hết nhả ra đi rốt cuộc ngươi học từ đâu cái bản tính nói cũng không nói tức giận liền cắn người đây hả cố tòng như tức giận khiến đôi mắt đỏ bừng vẫn không muốn nhả ra tương trọng kính thở dài nói ngươi còn tính dùng hai cái răng nanh nhỏ kia từ từ cắn chết hắn cố tòng nhứ cố tòng nhứ do dự trong chớp mắt mới phát giác dáng vẻ này của mình căn bản không giết được người không chỉ chẳng thể giải ra oán khí trong lòng còn tự khiến mình thêm bực bội tương trọng kính thấy tiểu long do dự nhả ra lúc này mới thở dài nhẹ nhõm y đang muốn dùng tay phải đưa cố tòng nhứ sang tay trái liền thấy cái đầu nhỏ đã trở về trong tay áo trái rồi là đi ngược lại đường cũ mà về tương trọng kính tương trọng kính thiếu chút nữa không nhịn nổi che lại cổ vệt đỏ lan đến vành tai lần đầu tiên y thẹn quá thành giận, đừng bò lung tung trên người ta, cố tòng như còn đang giận lẫy, cuộn trên tay trái tương trọng kính, lẩm bẩm nói, người đem hắn mang về vô tận lâu, chờ đến canh ba ta có thể ra ngoài, chuyện đầu tiên ta làm chính là nuốt sống hắn, tương trọng kính không đáp lại hắn, rủ mắt nhìn bàn tay tràn đầy máu tươi của khúc nguy huyền vẫn khăng khăng giữ ống tay áo của mình, đôi mắt khúc nguy huyền không chớp không nháy nhìn y, trong mắt giống như có liệt hỏa thổi qua để lại tro tàn, không có chút ánh sáng. Tương Trọng Kính thấy hắn hình như so với trước kia càng ngốc hơn, nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Đối với Khúc Nguy Huyền, tương trọng kính không lạnh lùng thờ ơ như đối với Như Tấn Sở Linh hay Túc Tạm Thanh, dù sao thì năm đó khi y bị phong ấn, Khúc Nguy Huyền còn bị u hỏa đã thương đến sinh tử không rõ, nhưng y không biết Khúc Nguy Huyền có trộn lẫn vào trong đám người tính kế mình năm đó hay không, bởi người như Khúc Nguy Huyền, thực sự rất dễ bị lợi dụng. Tương Trọng Kính nhìn vào mắt Khúc Nguy Huyền, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có chuyện" cố tòng như vậy y ngươi hung dữ một chút giống lúc nói với túc tạm thanh hay tấn sở linh đó âm dương quái khí kẹp dao giấu kiếm tương trọng kính khóe môi tương trọng kính khẽ nhúc nhích một hồi lâu mới ổn định lại cảm xúc tận lực làm như chính mình không có cảm tình nói ngươi có chuyện muốn nói với ta đôi mắt khúc nguy huyền bỗng chốc sáng ngời tóm lấy tay áo tương trọng kính lắc lư mở miệng phát ra hai âm linh đàn tương trọng kính nhíu mày cái gì Khúc Nguy Huyền dùng ngón tay đẫm máu chỉ vào kim linh trên cổ tay tương trọng kính, lặp lại nói, lục lạc, tương trọng kính nhìn cánh tay của mình, chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Khúc Nguy Huyền bồi thêm một câu, trọng kính lục lạc, tương trọng kính ngẩn ra, có linh khí của mãn thu hiệp ở khăn che mặt, Khúc Nguy Huyền cũng không nhận ra tương trọng kính, nhưng khi nhìn thấy nơi cổ tay áo có kim linh lúc ẩn lúc hiện, tương trọng kính yên lặng chăm chú nhìn vào đôi mắt Khúc Nguy Huyền, một hồi lâu mới duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Khúc Nguy Huyền nói, trở về đi. Khúc Nguy Huyền lộ ra một ánh mắt mê mang. Tương Trọng Kính lui nửa bước, Khúc Nguy Huyền theo bản năng muốn nắm lấy tay áo của y, Tương Trọng Kính lại giơ tay đẩy hắn ra, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Cố Tổng Như tức giận đến cực điểm, đi cái gì mà đi? Mang hắn theo cho ta. Mang theo làm gì, đợi đêm xuống làm bữa khuya cho ngươi. Cố Tổng Như, đúng, Tương Trọng Kính không nhịn được nở nụ cười. Cố Tổng Như vô năng cùng nộ nửa ngày, cũng biết tương trọng kính có quan hệ khá thân với khúc nguy huyền khi chưa xác định khúc nguy huyền có hại mình hay không y khẳng định không thể trơ mắt nhìn khúc nguy huyền bị nuốt sống đành phải tự giận dỗi một mình tương trọng kính nói đủ lời để cậy miệng hắn nhưng không thể nên cũng ngừng đùa giỡn qua một hồi lâu ngược lại là cố tòng như nhịn không được một lần nữa mở miệng không phải ngươi nói có chuyện muốn hỏi hắn sao sao mới vừa rồi không hỏi bước chân tương trọng kính khựng lại không trả lời ngược lại vương ngón tay chỉ về chân trời cách đó không xa có một con khổng tước chậm rãi bay lượn trong không trung linh vũ hoa mỹ cực kỳ bắt mắt cố tổng nhíu liếc mắt một cái hừ nói một con khổng tước nho nhỏ thôi có cái gì đáng xem đó là linh thú trấn sơn của khứ ý tông đôi mắt tương trọng kính không chấp nhìn chằm chằm khổng tước kia nếu ta hỏi khúc nguy huyền câu không nên hỏi khổng tước kia chỉ cần liếc mắt nhìn khúc nguy huyền một cái đã có thể nhìn thấy chúng ta đang nói gì cố tòng nhíu nhíu mày nó có thể nhiếp hồn, tương trọng kính gật đầu. Khổng tước khứ ý tông biết nhiếp hồn có thể nhìn trọng ký ức, còn có thể điều khiển thần hồn làm ra vô số ám chỉ không thể giải, năm đó tương trọng kính phản bội khứ ý tông là do bị khổng tước hạ nhiếp hồn. Trên đường quay về vô tận lâu, đầu óc tương trọng kính đều suy nghĩ chuyện này, cuối cùng phá lệ chủ động đi tìm mãn thu hiệp. Trên người ta còn nhiếp hồn sao? Mãn thu hiệp đang họa mỹ nhân đồ, tất cả các bức họa bên người đều là tương trọng kính, hắn cắn bút, đôi mắt nhìn tương trọng kính sáng lên muốn ta giúp ngươi à được làm mẫu cho ta vẽ tương trọng kính liếc hắn không phải ngươi vẫn đang vẽ sao mãn thu hiệp nói vẽ bằng ký ức làm sao so với có người thật ở bên tương trọng kính không còn cách nào đành phải đáp ứng hắn trước nay mãn thu hiệp chưa từng phấn chấn như vậy bảo tương trọng kính thay đổi vô số xiêm y mới vừa lòng gật đầu tương trọng kính ngồi trên nệm giường để hắn vẽ nhắc nhở hắn nhíp hôn Đầu óc mãn thu hiệp đều là Mỹ nhân đồ, thập phần thất thần, 60 năm ở trong bí cảnh, đèn bản mạng của ngươi ở tống tán các đa tắc, ngay cả quỳnh nhập nhất cũng cho rằng ngươi đã chết, không tước nhiếp hồn tự nhiên cũng tan. Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn tương trọng kính một cái, đột nhiên con ngươi co lại. Tương trọng kính vừa nhìn thấy biểu tình này của hắn liền khẳng định sẽ có, nhưng mà, liền nhẫn nại chờ đợi. Rất nhanh, mãn thu hiệp tiếp tục hạ bút, nói, nhưng mà trên người ngươi dường như còn có nhiếp hồn bị người khác hạ xuống tương trọng kính cũng mơ hồ đoán được chẳng hoảng loạn nói có thể biết được là ai hạ không mãn thu hiệp khó như suy nghĩ của tương trọng kính mãn thu hiệp phát thảo rồi vẽ mấy chục bức mãi đến đêm khuya mới cảm thấy mỹ mãn để tương trọng kính rời đi tương trọng kính chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi cũng rất muốn biết mãn thu hiệp rốt cuộc vẽ mình thành dạng gì rất có hứng thú mà đi lên phía trước cầm lấy mỹ nhân đồ nhất thời mặt tái mét mấy chục bức phát thảo kia giống như chiêu thức của một bộ kiếm, tất cả đều là hình ảnh tương trọng kính cầm kiếm kín cầm hoa với đủ loại tư thế, mỗi cảnh đều không giống nhau. Tương trọng kính nhẫn nại chịu đựng xúc động muốn đánh người để xem đến bức cuối cùng, cuối cùng cũng có một bức chuyển sang tư thế vừa rồi của y. Trong bức tranh, là hình ảnh một con mèo trắng trên tay có đeo hai hoa tai như ngọn lửa lười biến nét vào nệm giường. Tương trọng kính, mặt tương trọng kính vô cảm, u hỏa đột nhiên bay ra, trực tiếp đốt bức họa mỹ nhân trong tay thành tro bụi. Mãn Thu Hiệp, Mãn Thu Hiệp kêu thảm thiết, a a a, khóe môi tương trọng kính câu lên, còn tưởng Mãn Thu Hiệp bị mình làm cho kinh sợ, nhìn hắn đột nhiên xông lên, mặt đầy hoảng loạn mà cầm tay áo lau mặt tương trọng kính. Dơ, Mãn Thu Hiệp chỉ hận rèn sắt không thành thép, mấy đám tro hôi kia bay lên sẽ làm dơ mặt ngươi. Ngươi không thể cẩn thận một chút sao? Không thích bức này thì ta đốt giúp ngươi, tương trọng kính, cố tòng nhớ tương trọng kính phất tay áo bỏ đi. Lúc trở về phòng, cố tổng nhứ vẫn còn đang cười, một chút tình cảm cũng muốn giữ lại. Tương trọng kính cũng không cảm thấy mất mặt, y cởi áo ngoài ra tùy tay ném đi, nói, tam canh, chúng ta lại làm giao dịch đi. Cố tổng nhứ hiếm khi thấy tương trọng kính ăn thiệt, tâm tình cực tốt, ha. Nói thử xem. Chuyện năm đó ta bị phong ấn trong bí cảnh tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, dường như có kẻ có quan hệ với ta đã hại nhiếp hồn, tương trọng kính nâng cầm, ngón tay vô thức gõ nhẹ mặt sườn, ngươi giúp ta tìm ra chân tướng, ta giúp ngươi tìm ra long cốt và chủ nhân. Cố Tông Như cười nhạo, chỉ là ngươi đánh không lại khổng tước kia, muốn ta bảo vệ ngươi. Tương Trọng kính kinh ngạc nói, vậy mà ngươi cũng có thể nghe ra. Không hổ danh là Tam Canh, Cố Tông Như, Cố Tông Như lạnh lùng nói, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Tương Trọng kính cười nói, thế nào? Thành giao không? Cố Tông Như hừ lạnh một tiếng, nếu ta không bảo hộ ngươi, khổng tước kia khẳng định có thể dễ như trở bàn tay hạ nhiếp hồn ngươi, nhưng ngươi không giúp ta, ta vẫn có thể tự mình tìm lại long cốt. Như vậy rõ ràng là ta bất lợi, đã không công bằng, làm sao gọi là giao dịch, tương trọng kính cũng không vội, chân long đại nhân suy nghĩ thêm một chút đi, cố tổng như đương nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, hắn còn tính toán đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Chờ đến khi tương trọng kính sốt ruột mình sẽ chậm rãi nói ra một hai ba bốn điều kiện có lợi cho bản thân, Đến lúc đó lòng y đã nóng như lửa đốt tương trọng kính chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý. Rất tốt, rất tốt. Chân Long đại nhân nghĩ kế hoạch này cực kỳ hoàn mỹ, trong đầu đều là cảnh tương trọng kính cung kính gọi hắn một tiếng chân Long đại nhân. Nửa đêm, canh ba thiên hậu, đúng một giờ sáng, tương trọng kính hồng y hỗn độn, gắt gao ông chặt chăn, ngủ say như chết, cố tông như lặng yên không một tiếng động hóa thành hình người, mũi chân khẽ hạ xuống, trông rất giống đang yêu đương vụn trộm tương trọng kính không cho cố tổng như vết khúc nguy huyền chân long đại nhân chỉ có thể tự mình lén lút đi tìm dù sao cũng chỉ là dết một tên tu sĩ trói gà không chặt không cần dùng quá nhiều thời gian thuận tiện làm thịt khổng tước kia luôn cố tổng như vén màn giường lên tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài đỡ phải kinh động tương trọng kính làm chậm trễ thời gian chỉ là hắn càng đi xa gông cùng xiềng xích trên người càng ngày càng chặt thật vất vả mới đến ngoại thất lại không thể bước tiếp cố tòng như có chút kinh ngạc chẳng lẽ hắn không thể tùy tiện rời khỏi tương trọng kính đúng lúc này giữa không gian yên tĩnh phía sau màn giường truyền đến tiếng lẩm bẩm của tương trọng kính tam canh cố tổng như lập tức ngừng hô hấp truyền âm trong thức hải cái gì tương trọng kính mê man thấy hắn còn ở bên cạnh liền cọ đầu vào gối dự định tiếp tục ngủ không có gì ta còn tưởng ngươi sẽ tranh thủ lúc ta ngủ đi Giết khúc nguy huyền cố tổng như bị bị nhìn thấu tâm tư rồi cố tổng như tự nhiên chột dạ nhưng nhanh chóng củng cố niềm tin của mình người hại chủ nhân hắn một kẻ cũng không bỏ qua cố tòng nhứ lại lần nữa dùng sức trong suy nghĩ dãy dụa làm sao để phá tan xiềng xích trên người nhưng nỗ lực một hồi lâu không những không thể tiến về phía trước thêm một bước ngược lại có một cổ lực đang ra sức lôi hắn về phía sau chân lông không kịp phòng bị cuối cùng bị phong ấn đánh bại chỉ thoáng lơi lỏng đã bị lực đạo kia liều mạng kéo về phía sau thân mình không chịu khống chế nhanh chóng xuyên qua rèm châu rồi tới màn giường trực tiếp trở lại giường. Cố tòng nhứ, cố tòng Như chật vật bay trở về, lão đảo rồi bị ném lên giường, trong lúc nhất thời không chú ý, theo bản năng ông lấy một đồ vật mềm ấm lăn vài vòng trên giường, cuối cùng lưng đập vào tường, khó khăn lắm mới dừng lại. Nửa bên giường bị hắn đập trúng vang lên từng tiếng gỗ gãy vụn, quanh một tiếng, sập rồi. Cố tòng Như kinh hồn chưa bình tĩnh lại, đã nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ. Ác Long đột nhiên có dự cảm rất xấu, khi tập trung tiêu cự, liền phát hiện tương trọng kính đang bị mình đè dưới thân, bởi vì mới vừa rồi điên đảo quay cuồng, vạt áo hai người cuốn vào nhau, tay phải tương trọng kính vòng qua cổ hắn, trong mắt hiện rõ ý cười bẩn cợt, cố tòng nhứ, hai người cách nhau cực gần, cố tòng nhứ nhìn chầm chầm gương mặt tuyệt diễm kia, không biết tại sao đột nhiên đỏ mặt, tương trọng kính tóc tai lộn xộn, bị nhốt giữa hai cánh tay của cố tòng nhứ, đôi mắt nhắm hờ, cười như không cười nói, tam canh. Người đây là mưu đồ quấy rối nửa đêm sao? trên mặt cố tam canh viết ba chữ cực lớn ta không có tương trọng kính mặt kệ cố tổng như có hay không y nói có thì chính là có đều không cần quá thẹn thùng tương trọng kính vẫn ông lấy cổ cố tổng như như cũ không cho hắn lộn xộn nhìn mặt cố tổng như ửng đỏ y rất hài lòng vì mới tỉnh ngủ trong tiếng nói còn mang theo vài điểm lười biếng khi nhỏ giọng nói chuyện giống như mang theo sự mê man quyến rũ muốn mưu đồ quấy rối ta cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì ngươi thấy mãn thu hiệp có bao giờ ngại ngùng chưa tam canh à, nếu ngươi có bản lĩnh bằng một phần vạn mãn thu hiệp, hẳn là sau 60 năm trong bí cảnh, rồng con của đôi ta cũng đã thành niên rồi, cố tòng nhứ, con. Rồng con, ánh mắt cố tòng nhứ dại ra, thiếu chút nữa bị câu này của tương trọng kính khiến đỉnh đầu bốc khói. Hắn bị cái miệng đổi trắng thay đen của tương trọng kính kết hợp với bản mặt còn dày hơn cả long lân làm cho kinh hoàng há hốc mồm, hoàn toàn quên mất chính mình phải hoàn hồn bình tĩnh, chỉ có thể vô thức duy trì tư thế ái muội này, đầu óc trống rỗng ngừng hoạt động tại chỗ, hơi thở xung quanh đều mang mùi mộc hương thanh mát trên người tương trọng kính. Chân thân của cố tông như chỉ có thể xuất hiện vào canh ba, mỗi ngày thời gian có thể ở bên ngoài giống như cái búng tay nhanh chóng qua đi, hôm nay lại cảm giác sống một giây bằng một năm. Mỗi một cái chớp mắt mỗi một hơi thở đều như đang dày vò hắn, khó khăn đến cực điểm. Mặt cố tông như bị nghẹn mà đỏ ửng, tương trọng kính càng nhìn càng cảm thấy thú vị, buồn cười ông lấy cổ hắn áp xuống, hai khuôn mặt gần như đã dán vào nhau, gần đến nỗi có thể nhìn thấy hàng lông mi mềm mại của đối phương. Tương trọng kính chớp mắt, lông mi tự như cánh bướm chạm khẽ vào khuôn mặt cố tổng nhứ, ôn nhu nói, sao lại không nói lời nào, cố tổng nhứ liều mạng đè nén hô hấp. Sợ rằng chỉ cần hít vào hay thở ra mạnh thêm một chút nếu dính vào mặt tương trọng kính đều bị y xuyên tạc thành, mưu đồ quấy rối, thân hình cương cứng, môi rung nhẹ, đến lúc này, Cố Tòng như không còn nghĩ tương trọng kính không biết chuyện hắn muốn đi giết khúc nguy huyền nữa. Tầm mắt chăm chú của tương trọng kính càng ngày càng ái mùi, cuối cùng cố tổng như cũng nhìn không nổi, nhắm mắt lại một bộ thấy chết không sờn, nói, ta chỉ muốn đi làm thịt khổng tước kia thôi, không còn chuyện gì khác, tương trọng kính càng mở to mắt, ha. Không phải vì giết khúc nguy huyền à, ngữ điệu của cố tổng như cực kỳ có khí thế, nhưng nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào tương trọng kính, không, không phải như vậy à ôn nhu trong đáy mắt tương trọng kính càng sâu thêm ngữ điệu đều mang theo ý cười cố tòng nhứ vừa nghe thấy y kéo dài âm cuối liền nghĩ thôi xong rồi quả nhiên sau khi tương trọng kính thu lại âm điệu lười biếng bởi vì cố tòng nhứ trở lại chân thân tạm thời không cần điều khiển tay trái nhưng nó đột nhiên nâng lên ái mùi sờ soạn eo cố tòng nhứ cố tòng nhứ đôi mắt cố tòng nhứ đột nhiên trận lớn kinh ngạc nhìn y nếu ngươi muốn đi giết khổng tước vì sao lại nhào lên người của ta tương trọng kính cười ôn hòa thanh âm so với động tác của y còn nhẹ nhàng hơn chẳng lẽ đối với chân lông các ngươi tuy tiện ôm ôm lăng lăng với nam nhân khác ở trên giường lăng không được xem là quấy rối đam mỹ sắc cố tòng nhớ hiện tại móng vuốt của ai đang sờ tới sờ lui eo của người khác là ai làm chuyện vô liêm sĩ này không phải ngươi sao cố tòng nhớ thiếu chút nữa muốn chết hắn vốn không biết nói dối lại bị y cố ý vu oan giá họa như vậy hoàn toàn không muốn để tương trọng kính nữa thật nửa giả tự thiêu dệt, nên tính toán nói thẳng ra, ta định đi giết khúc nguy huyền là thật, giết khổng tước cũng là thật, nhưng tuyệt đối không có mưu đồ quấy rối ngươi. Hai chữ tuyệt đối được cố tổng như cắn chặt âm nhã ra, giống như nghiến răng nghiến lợi cắn vào cổ tương trọng kính. Tương trọng kính, vậy ngươi, sở dĩ ta ngã lên giường là ngoài ý muốn, phong ấn cổ quái của ngươi làm ta không có cách nào rời khỏi ngươi quá xa, nếu không sẽ bị lôi trở về cả cái bất lợi nhất với mình cố tòng như cũng nói ra nhìn dáng vẻ này hẳn thật sự sợ tương trọng kính hiểu lầm đôi mắt tương trọng kính không chớp cũng không nháy nhìn đôi mắt nhắm chặt kia rồi đến vành tai đỏ bừng của cố tòng như đột nhiên nở nụ cười cố tòng như thật sự sợ điều cười này của y hận không thể mở to mắt trừng y ta không phải loại người thấy sắc nảy lòng tham như mãn thu hiệp ngươi vừa lòng chưa vừa lòng vừa lòng tương trọng kính gật đầu đột ngột chuyển chủ đề nếu ngươi không thể rời khỏi ta quá xa thì làm sao tự mình tìm lông cốt cố tòng nhứ thiếu chút nữa đã quên vụ này tương trọng kính hiếp mắt cười nói ngươi giúp ta tìm ra chân tướng ta giúp ngươi tìm lông cốt giao dịch này đã công bằng chưa cố tòng nhứ hung ác trừng y đến vành mắt cũng đỏ tương trọng kính hửng thời gian canh ba được tự do của cố tòng nhứ vừa vặn trôi qua thần thức hắn không kịp phòng bị quay về hắn bực mình dân sống trong thức hải đem thần thức trộn lẫn vào tất cả các ngọn đèn bên trong Tương Trọng Kính đang nửa dựa trên giường đứng dậy, tùy tiện đến phòng nghỉ cho khách nằm xuống, chờ Cố Tổng Nhứ vô năng cùng nộ đủ rồi, y mới nhàn nhạt mở miệng, thành giao. Cố Tổng Nhứ trầm ngâm cùng thân thể thành một vòng tròn, không còn cách nào, chỉ có thể lạnh lùng nói, thành giao. Đôi mắt Tương Trọng Kính khẽ híp lại, ngữ điệu thật giống dỗ hài tử, thật ngoan. Cố Tổng Nhứ, thật vất vả mới yên ổn được cảm xúc, Cố Tổng Nhứ lại bị chọc đến nỗi khùng nổi sống trong thức hải sớm hay muộn cũng có một ngày phải phá nát cái phong ấn thúi tha một mạch nuốt chửng nhân loại đáng hận này sáng sớm hôm sau mãn thu hiệp rất có hứng thú mang theo cả rổ xiêm y đi tìm tương trọng kính khi vừa kéo màn giường lên nửa bên giường bị sập kia lập tức đập vào mắt hắn mãn thu hiệp phản ứng đầu tiên của mãn thu hiệp là dò xét xem hai tên khất cái túc tạm thanh hoặc tấn sở linh có tới đánh lén tương trọng kính hay không nhưng nhìn lướt qua phát hiện bố trí xung quanh đều hoàn hảo không hư tổn gì không phải là thảm trạng sau khi giao thủ. Hắn đang muốn đi tìm người, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tương trọng kính còn ngái ngủ, quần áo lộn xộn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy mãn thu hiệp liền mơ hồ chào hỏi. Mãn thu hiệp quả nhiên, thấy sắc nảy lòng tham, tự như bất kể dáng vẻ nào của tương trọng kính, cũng đều có thể thu hút ánh mắt của hắn. Hắn ôm quần áo nhảy nhót chạy tới, vừa thay y phục cho tương trọng kính vừa hỏi, ngươi đi đâu? Dường kia là thế nào? Tương trọng kính dụi mắt khẽ cười một tiếng, ngữ điệu thập phần tùy ý nói, nửa đêm làm việc nhất thời không kiềm chế nên sập. Mãn thu hiệp sửng sốt đưa đai lưng cho y, ngạc nhiên nhìn y, làm việc, tương trọng kính chỉ cái gì đó, cười lặp lại, làm việc, cố tổng nhứ trong thức hải, gì mà làm việc? Làm việc gì? Vì sao phải nói những từ mập mờ ái mùi dễ làm người khác hiểu lầm như vậy? Mãn thu hiệp hít hà một hơi. Mãi cho đến khi trên đường đến ngự thú đại điển, mãn thu hiệp giống như bị điên, ánh mắt sắc bén chèn ép hỏi tương trọng kính, người nọ là ai? Họ gọi là gì, gia thế ra nào? Bản thân cũng là tu sĩ. Có môn đăng hộ đối với ngươi không? Có huynh đệ tỷ muội tranh đoạt gia sản với hắn không? Nhân phẩm thế nào, có động phủ riêng không? Có thể ở rễ vô tận lâu không, thẩm mỹ hắn ra sao? Có thể mỗi ngày 12 canh giờ, mỗi tháng 30 ngày, mỗi năm 360 ngày đều giúp ngươi chuẩn bị nhiều sim y khác nhau ư ta không muốn xen vào việc riêng của ngươi chỉ cần ngươi chọn ngày để ta gặp gương mặt kẻ đó muốn đưa nha hoàng đến chỗ ta ở rễ cũng được nhưng tiền đề là hắn phải giữ được gương mặt ngươi tương trọng kính cố tòng nhớ mãn thu hiệp nói chuyện đi ngươi bị câm à khóe môi tương trọng kính triều động nói sáng nay ta nói cái gì ngươi coi như không nghe được đi mãn thu hiệp vẻ mặt nghi hoặc vì sao ngươi nói câu kia không phải ý bảo nửa đêm song tu với nam nhân à ta hỏi mấy vấn đề này có gì không được, tương trọng kính, đó chỉ là mấy vấn đề sao, kiểu như ngươi chính là muốn tróc mộ đào mã tổ tiên người ta lên rồi, tương trọng kính đau đầu mà xoa giữa mày, bất đắc dĩ khuất phục nhận thua, ta nói là cùng ác long làm giao dịch, chứ không phải là mây mưa sông tu, mãn thu hiệp nhíu mày, làm giao dịch gì mà có thể làm đến sập giường, mặt tương trọng kính đều tái hết rồi, ngươi đừng hỏi nữa có được không. Mãn thu hiệp nhìn tương trọng kính từ trên xuống dưới, cảm thấy mình không có nói sai, lúc này mới thỏa mãn nằm miệng. Cố Tông Nhứ, ha 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 ha, tương trọng kính, Cố Tông Nhứ vẫn là đầu thấy tương trọng kính ăn thiệt lâu như thế, lập tức cảm giác vô cơ bị đùa dẫn đến không thể phản kháng cùng với nỗi xấu hổ buồn bực tối qua khi bị làm càng phát tác ra khiến hắn cười điên, đảo, hắn cười lớn đến nỗi đầu tương trọng kính cũng đau. Cố Tông Nhứ, tương trọng kính nhanh mồm dẻo miệng đâu, tương trọng kính ngoài cười nhưng trong không cười, chờ hầu hạ chân long đại nhân, Cố Tông Nhứ tâm tình rất tốt hừ một tiếng, ta ở đây chờ ngươi, tương trọng kính hiếm khi không đáp trả, mặt vô biểu tình đưa ra ngọc bại đi vào đại tỷ thí ngự thú đại điển. Trận thi đấu hôm nay lấy bốn người đứng đầu trong trận tỷ thí hôm qua, thể lệ đấu theo cặp, gồm có hai trận. Tương trọng kính mới vừa bước vào sân tỷ thí đệ tử thượng giao phong liền dẫn y đến giới tử gần nhất chờ đợi. Khi tương trọng kính vừa đến, dịch quần đình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà, hai người khác cũng đã tới, một người thân hình cường tráng như tiểu sơn, Người còn lại vẫn một thân hắc bào, mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt, nhìn cực kỳ cổ quái, dịch quận đình nhìn thấy tương trọng kính bước đến, lập tức chạy tới, tiền bối, tương trọng kính sờ sờ đầu hắn, đi một mình sao, cha ta ở bên ngoài dự tiệc, dịch quận đình có chút lo lắng, lát nữa không biết có làm ông ấy mất mặt không, tương trọng kính liếc mắt nhìn hai quái nhân trầm mặt kia, dường như tu vi đều hơn hẳn dịch quận đình, y thở dài một hơi, xoa nhẹ đầu dịch quận đình, nói Ngươi có nên cầu nguyện có thể đấu cùng một trận với ta không? Dịch quận đình nghiêng đầu, mờ mịt nói, à, tương trọng kính nói, như vậy ngươi sẽ không bị đập đến thê thảm. Dịch quận đình, hôm qua dịch quận đình đã xem hai lượt tỷ thí còn lại, hai người này đều có tu vi lẫn linh thú cao hơn hắn, căn bản không dễ chọc. Hắn nhìn hai người kia, lại nhìn nhìn tương trọng kính, cảm thấy trước có sói sau có hổ, thiếu chút nữa nước mắt trào ra. Khí vận tương trọng kính tuy chẳng ra gì, nhưng dịch quận đình còn may chán. Tương trọng kính nói xong những lời đó không bao lâu, bên ngoài đã có đệ tử thượng giao phong tiến vào, cung kính dân mộc thiêm, bốc thăm bằng những thẻ gỗ cho bọn họ. Tương trọng kính và dịch quận định đều bốc được hồng thiêm, có ý là họ sẽ tham gia cùng một trận. Dịch quận định thấy thế lập tức hoang hô lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nói, kiếm tôn. Chúng ta đấu với nhau, tương trọng kính gật đầu, ừ, người xác định thua rồi, dịch quận đình, dịch quận đình bị nghẹn một chút, dịch quận đình đích xác thua khỏi phải bàn bất quá hắn không cảm thấy mất mát tí nào dù sao cũng là bị lâm giang phong trưởng môn bắt buộc tham gia hơn nữa còn có linh thú mà tương trọng kính thuần phục giúp hắn chủ yếu là muốn nổi bật dập khứ ý tông đáng hận kia một trận thôi một trận vẽ vang hôm qua của dịch quận đình đã đánh đám đệ tử khứ ý tông chưa gượng dậy nổi trong lòng sớm cảm thấy mỹ mãn ngày thi đấu hôm nay vốn không ông bất kỳ hy vọng gì vẻ vui sướng của dịch quận đình tràn khắp mặt gọi linh thú xuất chiêu tính toán đánh cái rồi huy hoàng nhận thua, cũng không để cha hắn mất mặt, chỉ là linh thú hát báo cao như núi kia vừa hùng hổ xuất hiện, tầm mắt tương trọng kính đã dừng lại trên một thân ảnh đơn bạc, đồng tử co rút lại, bóng ma tâm lý chợt hiện lên, cục lông tròn đột nhiên hóa thành một con báo cao nửa người, nhìn về phía tương trọng kính lấy lòng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, miêu ô, tương trọng kính nhướng mày, vốn dĩ đã triệu hoán tuyết lan, nhưng sau khi nghĩ lại, y giơ tay, để tuyết lan thu lại kích thước bình thường vô số tu sĩ đang chờ đợi được chiêm ngưỡng màn đối đầu của hai linh thú hung hãn thì đột nhiên chứng kiến cảnh một lan một báo miêu ô ngao ô rồi nhìn chăm chú vào đối phương sau đó đồng loạt ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn phịch 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 mọi người cuối cùng tuyết lan dùng móng vuốt tuốt một nắm lông của báo con cuộc chiến kết thúc tương trọng kính bất chiến mà thắng dịch quận đình ông hát báo bị trọc đầu cao hứng chạy đi vẻ mặt đầy vui mừng như vừa thắng trận tu sĩ trơ mắt nhìn đầy mặt hoảng hốt không thể tin được chính mình đang xem cái gì. Đây là ngự thú đại điển. Không phải là màn sủng thú đại hội ở thôn Trấn Phạm Nhân Đạo theo ngự thú đại điển đấy chứ. Tương trọng kính thừa dịp mọi người còn hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn, vui vẻ thoải mái trở về giới tử. Ngay sau đó hai người khác từ giới tử đi lên đài, tương trọng kính vốn không có hứng thú với trận đấu của hai người này, nhưng khi nam nhân vận hắc y đi ngang qua mình, y đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, theo bản năng đem tầm mắt dừng trên người kẻ kia. Hắc y nhân đã đến trung tâm đài tỷ thí, tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ngạo ý cao lãnh trên người kẻ đó. Hắn chỉ đứng ở kia, nhưng lại khiến người khác cảm giác hắn cao ngạo khinh thường hết thảy vạn vật xung quanh, kể cả đối thủ cường tráng trước mặt cũng không để vào mắt. Tương trọng kính dựa vào nệm giường, chống cầm lười biến nhìn, tam canh, người có thể nhìn ra linh thú của người nọ là gì không? Cố tổng như còn đang cười tương trọng kính vừa rồi bị mãn thu hiệp cho ăn thiệt, rất có thể lấy chuyện đó ra cười tận hai năm, nghe vậy khinh thường nói, xem cái này làm gì, dù có là linh thú nào, chỉ một cái liếc mắt của ta, cố tổng như còn chưa khoe ra hết, tầm mắt đảo qua hắc y nhân, giọng nói đột nhiên dừng lại. Tương trọng kính nhảy bén ra có điểm không đúng, làm sao, cố tổng như nhíu mày, khí tức của người đó, rất kỳ quái, kỳ quái chỗ nào, những nơi phát ra linh lực ở cửu châu đều nằm sâu trong địa mạch, hầu như khí tức ta gặp ở mọi người đều giống nhau. Cố Tòng Như càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng người nọ lại không như vậy, linh lực khá giống với người ở thế ngoại hoặc người đã phi thăng. Nhưng người ở thế ngoại hoặc kẻ đã phi thăng, tại sao lại tùy ý đến cửu châu? Hàng ngàn hàng vạn năm qua, chưa từng có tiền lệ này. Tương trọng kính không hiểu những lời này lắm, đang muốn truy vấn, liền nhìn thấy nam nhân cổ quái kia nâng tay lên, linh lực theo cổ tay vang lên một tiếng giọng tan. Một con phượng hoàng tắm lửa từ không trung xuất hiện, một tiếng thét chói tai khiến toàn bộ đài tỷ thí đều nóng rực. Tương trọng kính vô tình liếc mắt một cái, đột nhiên đồng tử co rút mạnh, chợt đứng dậy. Trên cổ tay Hắc Y Nhân đeo kim linh, Cố Tòng Nhứ cũng nhìn thấy, kim linh kia giống của ngươi. Tương Trọng Kính bước nhanh tiến lên muốn nhìn kỹ, Hắc Y Nhân kia đã hạ tay xuống, tay áo to rộng che khuất cả cổ tay. Mày Tương Trọng Kính nhăn chặt, y chuyển tầm mắt qua phượng hoàng dục hỏa trên vai Nam Nhân, hỏi Cố Tòng Nhứ, đó thực sự là phượng hoàng? Theo y biết, phượng hoàng không giống như chân long đã mai danh ẩn tích ở cửu châu nhiều năm thần sắc cố tòng như hiếm khi nghiêm nghị nói đúng vậy tương trọng kính không chú ý kim linh ở cổ tay nam nhân kia nữa thần sắc càng thêm lạnh nhạt ngươi có thể đánh thắng không tỷ thí đã bắt đầu nam nhân đối diện như tiểu sơn kia chưa kịp triệu hồi linh thú đã bị hắc y nhân tùy tay phóng một kích thật mạnh đánh bay cả người nện lên vách tường cứng rắn chỉ còn lưu lại một bộ bóng hình tu sĩ trên khán đài đều kinh hô một tiếng Cố Tòng Như cảm nhận linh lực Phượng Hoàng kia, nói, nếu không bị phong ấn, nó cũng không phải đối thủ của ta. Tương Trọng Kính không biết suy nghĩ cái gì, tầm mắt hờ hững nhìn chầm chầm vào hắc y nhân, nếu ta không nhìn lầm, hoa văn kim linh trên cổ tay hắn khá giống của ta. Cố Tòng Như có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn là người cùng tộc với ngươi, ai biết được, Tương Trọng Kính rủ xuống mắt thông thả sờ kim linh trên cổ tay, nhàn nhạt nói, năm đó lúc khứ ý tông tông chủ nhận nuôi ta, ta đã bị nhốt trong linh khí tráp ở Lạc Xuyên rất lâu, thế tộc có thể nhốt một hài tử trong tráp rồi ném đến vùng băng giá, ta không dám dễ dàng đi nhận đồng tộc, cố tổng như không nghĩ tới năm đó tương trọng kính lại bị vứt bỏ như vậy, nhìn con ngươi lạnh như băng của tương trọng kính, trong hoảng hốt đột nhiên nhớ tới bộ dạng bình tĩnh sau khi bị phong ấn đó của y, lúc ấy U Hỏa đã nhận chủ, giúp cả định hồn quan lớn như vậy được chiếu sáng, đồng tử y tan rã. Như bị điên liều mạng dùng tay đi đẩy nắp quan tài, cuối cùng trong định hồn quan đều là vết máu chảy ra từ đầu ngón tay y, nhìn mà ghê người. Tuy cố tòng như hận y phong ấn mình lên linh thể, nhưng đối với chân long hạng năm bị nhốt trong tam độc bí cảnh mà nói, giam ở bí cảnh hay trên linh thể của tương trọng kính chỉ là khác nhau cái nhà tù mà thôi. Nhìn cả người tương trọng kính đến hít thở cũng khó khăn, lương tâm còn chưa bị mấy lời cật nhã của tương trọng kính đầu độc, vẫn còn giữ lại một tia đồng tình với y, do dự mở miệng, ngươi không ra được hắn chỉ nói một câu, cả người tương trọng kính đã rung lên, ánh mắt dại ra hồi lâu mới tìm được một tia hy vọng, đột nhiên nở nụ cười. Y vừa khóc lại vừa cười, nói một câu mà cố tòng như không hiểu. Lần này có người, sau lúc đó, tương trọng kính hoàn toàn không còn quể oải nữa, hứng thú dạt dào bắt đầu trêu chọc hắn, lầm bầm đầy lời cật nhã trong miệng, làm cố tòng như đau đớn muốn chết, hận không thể bóp chết kẻ vừa mới chủ động hỏi câu kia. Trước đây cố tổng nhứ không biết câu nói không đầu không đuôi của tương trọng kính có ý gì, hiện tại đã biết được thân thế y, mới mơ hồ hiểu rõ. Tương trọng kính mở kim linh ra đặt trong tay áo, tay phải nắm linh kiếm dắt bên hông, ngón tay gõ nhẹ vào chui kiếm. Y thẩn thờ nhìn trận đấu đã đi vào hồi kết trên đài tỷ thí, nằm nhân như tiểu sơn kia bị đánh đến liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ của hắc y nhân. Nếu không nhờ thân hình cường hãn đã sớm phun ra một đống máu thăng thiên. Hắc y nhân không dùng phượng hoàng xuất hiện trên đài, chỉ bấm tay một chút đã có thể biến người thành con rối rồi giật dây, hoạt động theo ý muốn của hắn. Quần chúng chưa bao giờ thấy tình hình này ở ngự thú đại điển, hai mặt nhìn nhau, mặt ai cũng viết, đây là ngự thú đại điển à, không phải nơi diễn ra cuộc quyết đấu sinh tử giữa các tu sĩ ư. Sau hai trận đấu cuối cùng của ngự thú đại điển, thường sẽ xuất hiện lớp lớp linh thú hiếm thấy, mỗi trận đều cực kỳ ngoạn mục, đám tu sĩ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp hai màn kịch cổ quái như này. Trận đầu là chó mèo ông nhau lăn lộn. Trận còn lại là đơn phương chà đạp, linh thú biến thành linh vật trang trí. Phượng Hoàng đã tuyệt tích hơn một ngàn năm lại xuất hiện, vốn dĩ làm đám tu sĩ trên kháng phấn chấn không thôi, nhưng mọi người phấn khởi mong đợi hồi lâu chỉ đổi lại một cái búng tay của hắc y nhân kia. Phượng Hoàng vậy mà chỉ đứng một bên lơ đảng vuốt lông, có đôi khi thét dài một tiếng, lâu lâu lại phun ra một tí lửa nhỏ. Mọi người, lý nào lại như vậy rất nhanh hắc y nhân có lẽ chơi chán rồi tùy tay đẩy đối thủ xuống đài Âm ầm rung động không thể đứng lên hắc y nhân lãnh ngạo vung tay áo hờ hững nói không chịu nổi một chiêu khóe môi thượng giao phong giật giật hắn đang muốn cầm ngọc bài tuyên bố người thắng cuộc nhưng hắc y nhân dường như chưa trào phúng xong lại nói một câu đám người cửu châu các ngươi đều là loại phế vật này một kẻ có thể đối đầu với ta cũng không có sao trật chính mọi người một câu này quả thực như thọc vào tổ ông vào vẽ, có người trực tiếp phóng linh khí lên đài mang theo âm thanh ồn ào khó chịu, làm càng. Lớn mật. Chẳng lẽ ngươi không phải người cửu châu sao, người này quá cùng vọng, ai dạy hắn làm người đi, cút đi, linh khí cùng kiếm ý ầm ầm bắn lên đài tỷ thí, khiến một sân thi đấu to như vậy phủ đầy tro bụi, vẻ mặt khiêu khích của nam nhân vẫn không đổi, linh lực hộ thể bao quanh hắn như kết giới, những kiếm ý phóng đến mảy may không chạm được vào người nọ hắn lạnh lùng vung ống tay áo lên, nhíu mày nói, sự thật cũng không cho người ta nói. Xem ra cửu châu đã suy tàn rồi, vừa dứt lời, từng đạo linh lực lại tiếp tục quanh tạc. Mấy người tổ chức đã gấp đến độ muốn trọc đầu, căn bản không có biện pháp khống chế cái cục diện này, đành phải vắt chân lên cổ đi tìm túc tạm thanh. Hắc y nhân đối với những chiêu công kích bình thường đó coi khinh chẳng buồn nhìn, ngược lại còn có vẻ nhàn nhã lắm. Sau khi cho bụi tan đi, không biết tương trọng kính đã rời khỏi giới tử từ khi nào, y nắm kiếm đứng đối diện nam nhân, nhàn nhạt cười nói, ta tới luận bàn với ngươi hai chiêu, như thế nào? Hắc y nhân dường như chướng mắt với tất cả đồ vật trên thế gian này, thoáng nhìn khăn che mặt của tương trọng kính, cười lạnh một tiếng nói, nếu muốn luận bàn, hà tất phải che che giấu giấu, chẳng lẽ là sợ thua mất mặt? Tương trọng kính cười nói, ngài không phải cũng mang mặt nạ sao, chẳng lẽ cũng là sợ thua mất mặt? Nam nhân, cố tòng như sợ nhất là khi tương trọng kính há mồm, mỗi câu nhả ra đều ngoài dự kiến của mình, thường xuyên có thể khiến hắn nghẹn chết khiếp lại còn không thể phát hỏa. Lúc này nhìn thấy y chọc người khác, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy cực kỳ thống khoái. Nam nhân lạnh lùng nói, loại con kiến như các ngươi, không xứng nhìn mặt ta, tương trọng kính gật đầu, một khi đã như vậy, vì sao các hạ còn muốn thấy mặt người khác? Nam nhân sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại, không thể tin mà nhìn tương trọng kính, người này chẳng quan tâm mình bị mắng là con kiến, hắc y nhân cả giận nói, làm càng. Tương trọng kính nói, xin lỗi, ta lỡ lời. Nam nhân, tương trọng kính nói sai liền nhận sai, thái độ thành kính, căn bản không thể cậy ra một kẻ hở nào, nam nhân sắp bùng nổ tức giận lại bị thái độ này của y ép nghẹn trở về, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Hắc y nhân trầm mặt một lúc lâu, nghiến răng nghiến lời nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi tên là gì? Này là nói rõ muốn trả thù rồi. Tương trọng kính cũng không sợ hắn, cười nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cố tam canh. Cố tòng nhớ, từ họ cho tới tên ngươi đổi không chừa một nét biết không hả? Nam nhân nhẩm cái tên này vài lần, nói, được, ngươi chờ đó cho ta. Tương trọng kính nói, vậy tên các hạ. Nam nhân kiêu căng nói, con kiến không xứng, tương trọng kính không đợi hắn nói xong, liền thiện ý nói, ha, không nói cũng chẳng sao, ta cũng không có hứng muốn biết. Nam nhân, cố tòng nhớ, cái miệng đáng ghét của tương trọng kính vừa hé là làm người ta bị sặc, hiện tại sao lại càng lúc nghe càng khó nghe còn chưa có đánh, vẻ mặt kiêu căng của nam nhân đều bị tương trọng kính chọc đến phát điên, cơ hồ là dùng răng phun ra mấy chữ. Vân, nhiên, lý, cố tổng như thấy vân nhiên lý tức giận, nói, ngươi cố ý chọc giận hắn làm gì, tương trọng kính kinh ngạc nói, ta không có cố ý chọc giận hắn nha, bình thường nói chuyện với ngươi không phải cũng như vậy sao, ai ngờ hắn còn không có định lực bằng ngươi, tam canh à, về sau ta sẽ không bao giờ nói ngươi không thú vị nữa, cố tổng như từ trong cách nói chuyện có thể nhận ra thân phận vân nhiên lý cực kỳ tôn quý hình như chưa từng bị ai làm nhục như vậy lập tức tức giận không muốn nhiều lời với tương trọng kính trực tiếp giơ tay tiếp nhận linh vật tiếp nhận phượng hoàng biến thành thanh kiếm hung hăng chém ra một đạo linh lực về phía tương trọng kính tương trọng kính tựa hồ chưa kịp phát hiện còn đang chậm rãi triệu hoáng tuyết lan cố tòng như vốn dĩ còn giận dỗi nhìn thấy linh lực kia đã gần ngay trước mắt tương trọng kính không thể né được lập tức điều khiển tay trái, tích góp sức lực đẩy ra một kích trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc hết sức chống đỡ đạo linh lực kia, giúp tương trọng kính chặn lại một đòn trí mạng. Một kích linh lực của Vân Nhiên Lý quả thực hoàn toàn không giống với linh lực ở Cửu Châu, sau khi cố tổng dưới chuẩn xác chặn lại nó, hắn khép tay bắt lấy linh lực muốn tiêu tan kia, từ trong tay áo thò ra nửa cái đầu, a à ô một tiếng nuốt linh lực kia xuống, sau khi hắn nuốt xong, kinh ngạc cảm giác được nguyên anh mà tương trọng kính dùng để phong ấn có dấu hiệu buông lỏng trong chớp mắt cố tòng nhứ còn chưa kịp suy nghĩ liền nghe thấy tương trọng kính mang mang theo ý cười nói ta biết ngươi sẽ cứu ta tam canh ngươi tốt với ta như vậy muốn ta báo đáp thế nào đây cố tòng nhứ mặt cố tòng nhứ đỏ lên lập tức trục đầu về nhanh chóng đưa tay trái ra sau thắt lưng tương trọng kính tỏ vẻ ta không giúp ngươi nữa tương trọng kính nói chớ có sợ eo ta cố tòng nhứ cố tòng nhứ gần như giận dữ mà gào lên ngươi đừng đổi trắng thay đen ta không có vừa dứt lời tương trọng kính đã lưu loát dùng tay phải rút kiếm ra quỳnh nhập nhất cực kỳ cường hãn dù tương trọng kính không có chút linh lực nào chỉ cần dùng mũi kiếm vẫn có thể gạt đạo linh lực kia sang một bên ầm ầm đập vào mặt đất khiến đá phiến nứt ra một cái hố thật lớn nghĩ cũng biết vân nhiên lý kia sẽ phẫn nộ bao nhiêu tương trọng kính không thể cứng đối cứng với vân nhiên lý chắn hai đòn liền lách sang bên cạnh né tránh, vội vàng lau mồ hôi trên má, vạt áo đã có chút bẩn. Mãn thu hiệp ở trong giới tử nhã các thiếu chút nữa phát điên, thanh âm mắng chửi cơ hồ muốn phá nát giới tử truyền ra bên ngoài. Hỗn trướng, ta muốn giết nam nhân kia, đừng cản ta, tương trọng kính không đánh trả, cũng không triệu hồi linh thú, gần như là một phế nhân không có linh lực. Phát hiện này làm cơn phẫn nộ của vân nghiên lý vơi bớt đi phần nào, hắn không tiếp tục hạ tử thủ nữa, ngược lại như mèo vần chuột hứng thú nhìn tương trọng kính né tránh. Cố Tòng như vốn đang bực mình, thấy thế không thể nhìn được mà nhắc nhở y, tuyết lan đâu. Trên vai hắn có phượng hoàng áp chế, không có cách nào gọi tuyết lan. Cố Tòng như ngẩn ra, vân nhiên lý vẫn đuổi theo không từ bỏ, đã nhìn ra thể lực tương trọng kính hết chống đỡ nổi, liền cố ý dùng vô số sợi dây làm từ linh lực cuốn lấy tay phải y, giống như muốn biến y thành rối gỗ để điều khiển. Tương trọng kính nắm kiếm, tầm mắt hờ hững nhìn về phía vân nhiên lý, u hỏa trên vành tai bỗng chốc chật lóe chậm rãi bò theo ngọc thạch ra bên ngoài thiêu cháy toàn bộ linh lực đang cuốn trên người đúng lúc này cố tổng nhứ đã suy nghĩ cặn kẻ hồi lâu cắn răng nói ngươi nhớ kỹ sau khi giành được long cốt phải đưa cho ta không được đổi ý trong mắt tương trọng kính đều là sát ý y đang muốn nắm kiếm tùy thời hành động nghe được những lời này của cố tổng nhứ mày khẽ cau lại có ý gì cố tổng nhứ trầm mặt không lên tiếng tương trọng kính vốn đang nghi hoặc trong nháy mắt liền cảm giác kinh mạch khô cạn giống như băng tuyết tan chảy, đột nhiên Nguyên Anh chảy khắp toàn thân. Tương trọng kính cả kinh, lập tức đi tra xét Nguyên Anh, phát hiện Nguyên Anh vốn bị chân long kìm hãm lúc này đã được tự do, lóe lên ánh sáng ấm áp. Đây là lần đầu tiên trong 60 năm qua cơ thể được cảm nhận dòng linh lực đang chảy, khiến tương trọng kính sững sờ tại chỗ. Sau 60 năm ở trong tam độc bí cảnh bị người mình tín nhiệm nhất phong ấn, tương trọng kính liền hiểu được người y có thể tin tưởng không hề tồn tại. Y biết, người khác đối xử tốt với mình ác hẳn vì bản thân có thứ người đó cần, nếu y chịu tiếp nhận hảo ý, thì phải trả một cái giá lớn hơn. Y sợ tối, sợ đau, không muốn để chính mình càng sống càng thêm thống khổ. Cố tòng như bị pháp trận cổ quái của tương trọng kính phong ấn lên linh thể, nếu tự tiện dời nguyên anh đi, nhất định đã trả cái giá cực lớn, mới có thể để linh lực nguyên anh trở về với tương trọng kính dù chỉ được một lát trong lúc nhất thời tương trọng kính ngay người tại chỗ, không thể lý giải vì sao cố tổng như phải làm như vậy, chẳng lẽ không phải như trước kia, làm giao dịch trả ngang giá sao? Đột nhiên, lời nói lúc trước của cố tổng như quanh quẩn bên tai tương trọng kính, nhân loại các ngươi, làm chuyện gì cũng đều phải tính toán như vậy sao? Bỗng dưng tương trọng kính mở to đôi mắt, đến hô hấp cũng đang run rẩy, dường như theo dòng linh lực trở về, dòng máu lạnh như tuyết trong lòng cũng đang chậm rãi nóng lên. Vân nghiên lý rất nhanh lại chơi chán, thấy tương trọng kính hình như đã từ bỏ phản kháng cương cứng tại chỗ, không kiên nhẫn hừ một tiếng, lắc mình vọt tới trước mặt tương trọng kính, hờ hững nói, con kiến nên nằm bò trên mặt đất, người nói có đúng không, vừa dứt lời, linh lực trong tay không chút do dự hướng tới mặt tương trọng kính đánh xuống. Trên khán đài, các tu sĩ gần như đã sớm đoán được kết cục, tất cả đều kinh hô một tiếng, không đành lòng ngước mắt nhìn. Trong chớp mắt khi linh lực vân nhiên lý sắp ập đến, đôi mắt vẫn luôn rũ xuống của tương trọng kính đột nhiên mở to. Trong ánh mắt như có ngọn lửa, khiến người xem hoảng hốt tự như nhìn thấy cây khô gặp mùa xuân, giữa ánh sáng mặt trời, lá xanh phủ bỗng nhiên rực rỡ, ấm áp như gió xuân thoảng qua. Ý cười của tương trọng kính hồi lâu mới có độ ấm, y nhàn nhạt nói, các hạ nói rất đúng, lời còn chưa dứt. Vân nghiên lý chỉ nhìn thấy kiếm quan chật lóe, trong gan tất thân ảnh tương trọng kính như ánh sáng tiêu tán tại chỗ, hắn thậm chí chưa kịp nhìn thấy tương trọng kính đứng ở nơi đó bả vai đã cảm thấy đau xót phượng hoàng rít lên một tiếng quanh thân tương trọng kính là hồng lam u hỏa linh kiếm trong tay trái đã xuyên qua bả vai vân nhiên lý khi tất cả mọi người đều đang thất thần một bàn tay khác đè lên vai vân nhiên lý ấn thật mạnh hắn lên mặt đất thân kiếm quỳnh nhập nhất sắc bén xuyên qua vai vân nhiên lý đóng đinh hắn lên mặt đất tương trọng kính ở giữa liệt hỏa hồng y tung bay khăn che mặt thoáng lộ khuôn mặt diễm lệ như yêu mị, y ôn nhu nói. Con kiến nên quỳ rạp trên mặt đất, đồng tử vân nhiên lý co rút lại, tiếng chữ bới vân nhiên lý của mãn thu hiệp trong giới tử đột nhiên yên lặng, hai tròng mắt dại ra nhìn tương trọng kính cả người tắm lửa. Trong lúc hoảng hốt, tự như lại thấy thiếu niên đó đã trở về từ mấy chục năm trước dùng nhất kiếm phá cửu tiêu, mãn thu hiệp nhìn chầm chầm, khăn che mặt không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Trong giới tử nhã cát, Khúc Nguy Huyền sững sờ nhìn một lúc lâu, đột nhiên bước nhanh nhảy ra khỏi giới tử, thất tha thất thểu chạy đến bên tương trọng kính. Trên đài tỷ thí, tương trọng kính vẫn nắm chặt kiếm, từ trên cao nhìn xuống vân Nhiên lý. Vân Nhiên lý nhất thời khinh địch trực tiếp bị chế trụ, hắn không nhận thua, nghiến răng nghiến lợi mà trừng y, hung tợn nói, đánh lén thì sao tính là nam nhân. Nếu ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Đối với trình độ la lối này tương trọng kính không thèm qua tâm, y cúi người, tùy ý gỡ bỏ mặt nạ của Vân Nhiên Lý, muốn nhìn xem rốt cuộc đây là thần thánh phương nào. Vân Nhiên Lý thấy động tác này của y, liền giãy dụa, tay phải thuần thục niệm chú định gọi Phượng Hoàng đến, nhưng Phượng Hoàng còn chưa kịp bay qua. Tương trọng kính không quay đầu đã có một đạo linh lực nhanh chóng đập xuống theo sau kỹ một tiếng là âm thanh có vật rơi trên mặt đất, đột nhiên tuyết lan xuất hiện dùng móng vuốt ấn vật đó xuống đất, vân nhiên lý sợ hãi cả kinh, hắn chưa bao giờ biết cửu châu còn có nhân vật này, chỉ dùng linh lực đã có thể áp chế linh thú khi hắn đang chấn động tương trọng kính đã duỗi ngón tay thon dài cầm mặt nạ của hắn lên vân nhiên lý oán hận trừng y chỉ là khi tương trọng kính nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ kia đột nhiên lại trả mặt nạ về chỗ cũ vân nhiên lý mặt tương trọng kính không đổi sắc nói ngươi quá xấu vân nhiên lý vân nhiên lý gào lên bản tôn chủ là hoa công tử một châu ngươi dám nói ta xấu ta nhất định phải làm thịt ngươi Tương trọng kính đứng dậy, đem quỳnh nhập nhất trút về, tùy tay vung kiếm để vẫy vết máu, nhàn nhạt nói, ngươi thua. Vân nghiên lý tức giận đến không nhìn được, che bả vai đứng lên, lạnh lạnh nói, mới vừa rồi là ta khinh địch, đấu lại lần nữa, chắc chắn ngươi sẽ chết thảm dưới kiếm ta. Mới vừa rồi tương trọng kính đột một xuất kiếm khiến vân nghiên lý rối loạn, nếu như hắn còn tập trung vào trận đấu, chắc chắn sẽ không thua nhanh như vậy. Tương trọng kính cũng biết đạo lý này, nhưng linh lực nguyên anh đã có dấu hiệu đình trệ lần nữa rất nhanh sẽ trở lại bộ dạng không thể vận dụng linh lực như trước y không nghĩ vân nhiên lý sẽ nhìn ra tùy ý gật đầu ngữ điệu có lệ nói đợi ngươi dưỡng thương rồi nói sau tính tình vân nhiên lý kiêu căng nhưng thua chính là thua cũng không có lì lợm làm mất phong độ hắn cười lạnh một tiếng tiếp tục buông lời hung ác ngươi chờ chết đi tương trọng kính cười nói được vân nhiên lý đây là lần đầu Vân Nhiên Lý có cảm giác dùng hết lực nhưng nhận ra đang đánh vào cục bông thực sự là nghẹn đến trầm cảm, hắn nhìn rồi lại nhìn, nỗ lực để bản thân duy trì bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi ở đâu, tương trọng kính, sao, muốn trả thù, Vân Nhiên Lý trừng mắt liếc y một cái, đúng, tương trọng kính nhìn ra ánh mắt người này không còn sát ý, cũng không sợ hắn ngắm ngầm làm hại mình, ta ở vô tận lâu, Vân Nhiên Lý mặc niệm mấy lần, mới lãnh ngạo nói, ta nhớ kỹ, dứt lời liền xoay người rời đi. Phượng Hoàng kêu to một tiếng, vỗ đôi cánh hoa mỹ đậu lên vai hắn, lại bị Vân Nhiên Lý dùng một ngón tay đè đầu. Tương trọng kính mơ hồ nghe thấy hắn đang mắng, phế vật, ngươi muốn gì nữa? Chuyện này không những không nổi danh, còn đem mặt mũi cả dòng tộc ném đi. Phượng Hoàng ủy khuất kêu lên, phi kỹ, sau khi Vân Nhiên Lý rời đi, đám người yên lặng chờ xem đột nhiên trở nên sôi nổi, tiếng hoang hô vang vọng toàn bộ đài tỷ thí vừa nãy vân nhiên lý xem như đã kéo đủ thù hận tương trọng kính tiêu sái hạ thấp nhuệ khí của người nọ như vậy làm tất cả mọi người đều cực kỳ sảng khoái hơn nữa ngự thú đại điển lần này cũng đã xuất hiện khôi thủ mọi người hoan hô càng thêm hăng say một tu sĩ đang vui vẻ vỗ tay ăn mừng đột nhiên nghiêng đầu hỏi đồng bạn chúng ta vui vẻ cái gì đây là ngự thú đại điển trận quyết đấu gây cấn của các linh thú đâu đồng bạn hai người hai mặt nhìn nhau đây chính là lần thi đấu không giống ngự thú đại điển nhất. Tương trọng kính chậm chải thu kiếm, y xuất kiếm cực nhanh, cơ hồ không ai có thể nhận ra kiếm ý khi y xuất chiêu. Y đang muốn đi lấy long cốt, liền nhìn thấy khúc nguy huyền một thân tuyết y từ bậc thang thật dài chạy xuống, tại thềm đá cuối cùng còn hơi lão đảo một chút, suýt ngã xuống đất. Lúc trước tương trọng kính sợ đau, không dễ dàng tín nhiệm khúc nguy huyền, nhưng cố tổng như đã xua tan sương mù trong lòng y, khi phỏng đoán người khác không còn mang theo sự ác ý nữa từ đó cũng phát hiện năm đó khúc nguy huyền từ đầu đến cuối chưa từng muốn hại mình. Trước khi bản thân đối với hắn có bao nhiêu hờ hững, chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Tương trọng kính nhìn khúc nguy huyền cách mình ba bước, lộ ra nụ cười, tự như 60 năm trước ôn nhu chưa từng thay đổi nói, nguy huyền. Khúc nguy huyền mờ mịt nhìn y, ngay ngốc một hồi lâu, lâu đến nỗi tương trọng kính muốn nâng bước đến bên cạnh hắn, hắn mới đột nhiên bước nhanh chạy tới trước mặt tương trọng kính, đầu đụng vào lòng ngực y. Tương trọng kính bị đâm khiến bản thân lùi nửa bước, có chút do dự mà nâng tay phải lên, cả người khúc nguy huyền phát trung, tay ông tương trọng kính càng thêm chặt, trong ánh mắt xinh đẹp vô thần chậm rãi chảy ra dòng nước ấm, chậm rãi thấm ướt vạt áo tương trọng kính. Trọng kính, khúc nguy huyền lẩm bẩm gọi tên y, tay tương trọng kính nhẹ nhàng đặt lên lưng khúc nguy huyền, vỗ nhẹ hai cái, là ta, khúc nguy huyền mặt vô biểu tình chảy nước mắt, mấy năm nay bị hỏa độc tra tấn đã sớm mài mòn cảm giác của hắn, dù bi thương hay vui vẻ cũng không thể lộ ra bất kỳ biểu tình nào trọng kính khúc nguy huyền nhỏ giọng nói trọng kính ta không nên đi trộm u hỏa tương trọng kính sửng sốt khúc nguy huyền giống như tự lẩm bẩm tự nói ánh mắt tan rã nhẹ giọng nói ta không cần u hỏa ta từ bỏ nơi đó quá tối ta mang người đi được không trong lòng tương trọng kính đau xót gai nhọn vẫn luôn đối chọi với bên ngoài phút chốc trở nên càng mềm mại khúc nguy huyền không chờ câu trả lời hơi ngửa đầu ngơ ngác lặp lại, được không? Tương trọng kính đột nhiên cười, nói, được, sau khi tương trọng kính ra khỏi bí cảnh, dù được mặt trời chói chang rọi vào, nhưng y vẫn cảm thấy chính mình đang ở trong đầm lầy lạnh như băng, dường như có bò thế nào cũng không thoát nổi, y đang hấp hối dãy dù càng lúng càng sâu. Thẳng đến lúc này, y đột nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng đã sống lại. Khúc Nguy Huyền thấy y đáp ứng rồi, nước mắt mới ngừng rơi, hắn có quá nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ cần há miệng lại phát hiện không biết phải mở đầu bằng chuyện gì đúng lúc này một con khổng tước từ nơi xa bay đến tương trọng kính theo tầm mắt hắn nhìn qua thần sắc nghiêm trọng khúc nguy huyền đột nhiên đẩy tương trọng kính nói trọng kính đi đi tương trọng kính chính là khổng khúc nguy huyền đột nhiên hỏi y muốn tìm ngươi thì phải đi đâu tương trọng kính mơ hồ hiểu được ý khúc nguy huyền mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của khúc nguy huyền ánh sáng nhàn nhạt mang hình dáng bông hoa hiện ra Tương trọng kính nhìn thoáng qua, kia chính là ký ức khi hai người ở chung. Sau khi khúc nguy huyền lấy ký ức ra, theo bản năng biến bạch quan thành hoa, giấu trong tay áo, sau khi xong việc mới mê mang nhìn về phía tương trọng kính, tự hồ không quen biết y. Tương trọng kính hiểu được tính toán của hắn, gật đầu nói, vô tận lâu. Khúc nguy huyền không hiểu những lời này, nhưng tương trọng kính biết sau khi thoát khỏi khiếp hồn của khổng tước, hắn sẽ rõ. Lưu lại lời này xong, khổng tước đã đến trước tương trọng kính, lại bay nhanh rời đi đợi khi tìm được mãn thu hiệp, linh lực nguyên anh của tương trọng kính nguyên anh đã tan biến hoàn toàn, nguyên anh đó cũng đã trở lại trên người chân lông, chỉ là so với trước kia, hình như tiểu lông có chút quể oải, nhắm chặt mắt, cái đuôi lẫn đầu đều rủ xuống. Tương trọng kính không còn quan tâm đến việc gặp túc tạm thanh lấy lông cốt, vội vàng nhắm mắt nhập vào thức hải đi tìm cố tòng nhứ, nhưng tìm khắp thức hải. Tương trọng kính thậm chí còn lật tung tất cả các ngọn đèn đang lơ lửng một vòng, cũng không thấy bóng dáng cố tòng nhứ cố tổng như giống như hòa tan vào hư không, một dấu vết cũng không lưu lại. Không biết vì sao tương trọng kính đột nhiên cảm giác ngực như bị khoét trỏng. Mãn thu hiệp đánh thức y, tương trọng kính có chút thất thần mở to mắt, sao rồi? Mãn thu hiệp biểu môi, tương trọng kính đi theo, liền nhìn thấy sắc mặt túc tạm thanh trắng bệt, cầm một cái hộp gỗ đi tới. Tương trọng kính nhớ trước khi cố tổng nhứ mang theo nguyên anh rời đi đã nhắc mình lấy long cốt để tạo thực thể cho hắn, y biết cố tổng nhứ sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, Lúc này mới vực dậy tinh thần, thương thế Túc Tạm Thanh chưa lành, mặt vô biểu tình đem long cốt đưa cho Tương Trọng Kính. Tương Trọng Kính tùy tay tiếp nhận, cua cua cái tráp, nhàn nhạt nói: "Thủ tôn, long cốt vẫn là của ta." Túc Tạm Thanh không lên tiếng, "Có lẽ ngươi còn có thể làm một chuyện để bồi thường cho ta." Tương Trọng Kính mở tráp ra, nhìn thấy bên trong là một khối xương cốt như ngọc đặt giữa vải đỏ, tâm tình y rất tốt, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi làm được, có khả năng ta sẽ suy xét tha thứ cho ngươi." Túc Tạm Thanh biết tính tình tương trọng kính, biết đằng sau lời hứa hẹn này của y là việc mà cho dù mình cố gắng hết sức cũng không làm được, nhưng hắn vẫn nâng mắt nhìn y. Ngươi nói, tương trọng kính khép tráp lại, cười nói, nếu năm đó ta chưa lập khế ước với ác Long, những đệ tử kia cũng không phải do ta giết, sao thủ tôn không giúp ta sửa lại án sai. Đem chân tướng thông báo toàn thiên hạ, Túc Tạm Thanh cứng đờ, tương trọng kính nhìn phản ứng này của hắn, cũng chẳng bất ngờ như sớm đoán trước, còn ngươi thâm thúy kéo dài âm ta Kỳ thật ta không cần ngươi giúp ta sửa lại án sai, chỉ cần ta đưa chút ngọc thạch cho Tống Hữu Thu, hắn sẽ đem chuyện ta trong sạch nói cho mọi người biết, nhưng ta vẫn không làm như vậy, ngươi biết vì sao không? Túc Tàm Thanh rõ ràng biết hỏi chính là tự rước nhục, nhưng hắn vẫn không khống chế được, nói, vì sao? Bởi vì ta đang đợi ngươi, tương trọng kính nói, hoặc nên nói là chờ xem người sau lưng ngươi, muốn dùng chuyện này để làm gì? Túc Tàm Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, lúc này mới ý thức được câu nói có thể tha thứ cho hắn của tương trọng kính chỉ để đùa hắn. Ta mơ hồ nhớ ra, năm đó tông chủ tam môn trông thật uy phong, nhưng thực tế nhất cử nhất động đều chịu khống chế của mấy trưởng lão tam môn sau lưng. Tương trọng kính làm như không thấy sự khiếp sợ của hắn, thất thần nói, theo như tính cách của ngươi, nếu biết ta bị vu hãm hẳn sẽ không cần ta nói đã chủ động sửa lại án sai, nhưng ngươi vẫn chưa làm điều đó đã gián tiếp chứng minh tam môn trưởng lão muốn chuyện ta ở trong tam độc bí cảnh sát hại đệ tử thông đồng cùng ác long làm bậy trở thành sự thật túc tam thanh biết tương trọng kính rất thông minh nhưng trước nay không nghĩ chỉ thông qua vài chi tiết nhỏ đã có thể đoán được nhiều như vậy mười thì cũng đến chín phần đúng rồi sau khi túc tam thanh ý thức được đột nhiên phía sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh trưởng lão tam môn đức cao vọng trọng vì sao phải phí tâm đối phó với tương trọng kính như vậy túc tam thanh không thể nhiều lời chỉ có thể khó khăn nói, ngươi phải cẩn thận, đừng giả mù sa mưa, tương trọng kính lãnh đạm nói, tự ngươi nghe lệnh bọn họ đi đối phó ta, ngươi và ta không có khả năng trở lại như trước, tương trọng kính đem lòng cốt cất trong tay áo, xoay người rời đi, lưu lại một câu cuối cùng, trở về nói cho mấy lão bất tử đó biết, sớm muộn cũng có một ngày ta xử hết bọn chúng, dứt lời, bước nhanh rời đi. Trong một góc tống hữu thu lại lần nữa thấy được trò hay, kích động đến chân cũng rung lên, hắn nghe thấy tương trọng kính nói tam môn trưởng lão ước chừng có ba vị, vội vàng đem ba người đồng hành. Một người đưa tơ ti nam, một kẻ nâng quan tài, trong tay muốn đưa túc tạm thanh xem. Túc tạm thanh lạnh lùng liếc mắt qua, tống hữu thu lập tức lúng túng bỏ chạy, e sợ túc tạm thanh bị tương trọng kính chọc tức lại làm thịt hắn cho hả giận. Tương trọng kính không muốn bị đám người nhìn thấy, càng lo lắng có người đến cướp lông cốt, cùng mãn thu hiệp tàn hình về vô tận lâu. Cũng may thân phận mãn thu hiệp rất hữu dụng, nửa đường đương nhiên có người muốn đoạt long cốt, nhưng nhìn thấy sát khí của mãn thu hiệp lập tức trở thành nhảy tranh lũi thủi bỏ đi. Hai người bình an về tới vô tận lâu, mãn thu hiệp vốn không hề có hứng thú với cốt long kia, chuyện quan trọng nhất sau khi trở về chính là thúc giục tương trọng kính tắm gội thay quần áo. Nhưng tương trọng kính không cần mãn thu hiệp thúc giục đã tự mình cởi xiêm y đi tắm, ngồi ngâm trong nước nóng thật lâu y đột nhiên hiểu được một vấn đề, thói quen thật sự đáng sợ. Giống như việc y đã quen với chứng bệnh của mãn thu hiệp, cũng như làm quen với việc cố tòng như luôn bên cạnh mình tương trọng kính xoay người ghé vào bờ hồ nhìn hộp lòng cốt đến phát ngốc, y vô thức lẩm bẩm trong thức hải tam canh à dọc đường quay về cố tòng như đều không trả lời vốn dĩ tương trọng kính còn tưởng hắn còn mất tích một thời gian nữa không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng kêu âm thanh quen thuộc của cố tòng như ở trong thức hải đột nhiên vang lên đã bảo không được gọi ta là tam canh tương trọng kính sửng sốt khuỷu tay suýt nữa trượt vào dòng nước ấm y vội ổn định, ngươi không sao chứ, thanh âm cố tổng như có chút suy yếu, nhưng khí thế vẫn ương ngạnh, ta có thể có chuyện gì? Ta chính là chân lông đó, tương trọng kính cầm lòng không đậu bật cười, cố tổng như nhìn y, cảm thấy hình như nụ cười này có chút kỳ lạ. Lúc trước tương trọng kính có cười rộ lên vẫn giống như một lớp họa bị giả tạo, dù cười đến tươi tắn, đáy mắt vẫn đẫm màu lưu ly như cũ, không hề có một chút tình cảm nào. Nhưng hiện tại, cố tổng như chỉ thuận miệng nói một câu, tương trọng kính lại cười như xuân phong lướt qua cỏ lau ôn nhu đến tận xương cốt tương trọng kính không nhận ra sự trầm mặc của cố tòng nhứ duỗi tay kéo hộp long cốt lại nói đến xem có phải long cốt ngươi muốn không cố tòng nhứ vội nhìn xem còn vương tay trái cảm nhận một chút phát hiện ra vậy mà thật sự là long cốt của hắn cố tòng nhứ kinh ngạc nói ta còn tưởng là giả hoặc là túc tạm thanh sẽ cố ý tính kế ngươi rồi đổi long cốt đi tương trọng kính buồn cười hắn sẽ không làm chuyện đó đâu đừng nói về hắn nữa không phải ngươi muốn tu bổ lại thân thể sao đến đi cố tòng nhứ trầm mặt một hồi lâu mới cổ quái nhìn y ngươi thật sự muốn đưa lông cốt cho ta lúc trước tương trọng kính luôn mang bộ dạng phòng bị chẳng lẽ không sợ sau khi mình có lông cốt sẽ nuốt sống y sao tương trọng kính nhướng mày ở ngươi trong mắt ta chính là kẻ nói không giữ như vậy à cố tòng nhứ không hé răng trên thực tế lấy được lông cốt trở về làm hắn rất vui vẻ hắn nắm lông cốt trong lòng bàn tay niềm vui khi cảm nhận được trọng lượng cơ thể làm hắn không chú ý đến tương trọng kính, trực tiếp đem linh lực không còn bao nhiêu của mình rót vào lông cốt. Rất nhanh, lông cốt như ngọc kia phát ra hàng quang, chậm rãi kéo dài cuối cùng hóa thành một thân hình cao lớn bọc trong hắc y, bên cạnh tương trọng kính bỗng nhiên xuất hiện một người, cố tổng như thuận lợi biến thành hình người, có chút vui mừng mà duỗi tay nhìn quanh, theo thói quen nói với tương trọng kính, nhìn xem, hóa hình rồi hắn mới vừa dùng lông cốt hóa thành cơ thể đối với mọi thứ chung quanh có chút thoải mái, sau khi nói xong hắn mới phát giác mình đang dán vào một cơ thể ấm áp, cả người cố tổng như cứng đờ, dự cảm xấu nảy lên trong lòng, cúi đầu nhìn một chút, tương trọng kính còn đang tắm, trên người không mặc gì cả, chính y cũng không nghĩ tới cố tổng như nói hóa hình liền hóa hình, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc đã cùng cố tổng như thẳng thắn gặp nhau. Tương trọng kính ngước mắt nhìn cố tổng nhớ. Cố Tông nhớ hồi tưởng lại những lần thoáng va chạm trong quá khứ, chỉ chút nữa thôi, hắn sẽ bị đủ lời cật nhã của tương trọng kính ép đến phát điên. Đột nhiên sinh ra một loại xúc động đáng sợ, ta không cần thân thể này nữa. Cố Tông như động cũng không dám động, chỉ có thể vẫn duy trì tình trạng hai người dán chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng nên đón trận oanh loạn tạc của tương trọng kính, tuy rằng hắn không biết chính mình có thể nhịn nổi hay không, nhưng tóm lại làm tốt tư tưởng vẫn là hữu ích vô hại cố tòng nhứ đã chuẩn bị tốt chờ tương trọng kính há miệng nhưng lần này thái độ tương trọng kính rất khác thường không mở miệng buông lời trêu đùa ngược lại cực kỳ hiếm thấy mà hơi rũ mắt lông mi thật dài đang nhẹ nhàng run rẩy không hiểu lý do cố tòng nhứ mờ mịt nhìn y nhìn một hồi lâu mới phát hiện sắc mặt chưa từng đổi của tương trọng kính vô liêm sĩ ấy vậy mà bên tai lúc này lại đỏ như nhúm máu cố tòng nhứ cố tòng nhứ theo sự hiểu biết của cố tòng nhứ sinh vật như tương trọng kính hoàn toàn không có da mặt cho nên không hề gán hai chữ thẹn thùng vào dòng suy nghĩ. Cố Tòng Như kỳ quái nhìn y, hỏi, ngươi sao vậy? Tương Trọng Kính nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ngươi, ngươi ra ngoài đi, ta còn muốn, muốn tiếp tục tắm. Cố Tòng Như nghe một câu hết sức bình thường như thế, sợ hãi cả kinh, thói quen thật là đáng sợ. Tương Trọng Kính đột nhiên không đùa dẫn hắn, Cố Tòng Như lại cảm thấy sai sai, tuy rằng nghĩ như vậy, Cố Tòng Như vẫn nhanh chóng từ trong bồn tắm đi ra ngoài hắc y của hắn là lông lân hóa thành, không bị dính nước, vừa ra khỏi hộ tắm các giọt nước liền đua nhau rơi xuống. Trong khoảnh khắc đã khô ráo như ban đầu, cố tổng như đi về trước vài bước, nghĩ ngợi định quay đầu hỏi tương trọng kính hắn phải đi đâu, thì thấy tương trọng kính đưa lưng về phía mình, cả người gần như vùi xuống hồ, chỉ còn nửa cái đầu trồi lên mặt nước. Đại khái là vì cả miệng và mũi đều ngập trong nước, không thể hô hấp chỉ có thể phun bong bóng, khiến mặt nước sao động, cái tai kia vẫn còn đỏ. Cố tổng như rút cuộc cố tòng nhứ cũng hỏi ra luôn sao tai ngươi đỏ vậy bóng lưng của tương trọng kính đột nhiên cứng đờ một hồi lâu mới ra vẻ không kiên nhẫn mà quay đầu lại nói nước nóng quá sao hôm nay ngươi nhiều chuyện quá vậy cố tòng nhứ cố tòng nhứ bị ghét bỏ không tiếp tục truy vấn nữa định về phòng đợi tương trọng kính chỉ là hắn không còn bị kết giới kia khống chế sau khi dùng lông cốt tạo thành cơ thể nữa không chút để ý bước ra khỏi hồ tắm gông cùng xiềng xích kỳ quái lại xuất hiện vẻ mặt cố tông như cứng đờ, ai, âm cuối còn chưa ngân hết, toàn bộ cơ thể lại bị thứ gì đó lôi lại, đập mạnh về phía sau. Trong phòng tắm rộng lớn, một kích đập xuống mặt nước khiến vô số bọt nước bắn lên, phát ra âm thanh thật lớn, kinh động đến mãn thu hiệp vừa chuẩn bị xong sim y cho tương trọng kính. Tương trọng kính. Âm thanh mới nảy là gì? Mãn thu hiệp ông một đống sim y chạy nhanh vào hồ tắm, toàn bộ nước đã tràn ra lên bờ, khí nóng bốc hơi tạo thành sương mù, che đậy tầm mắt mãn thu hiệp giơ tay xua hơi nóng thấy tương trọng kính vẫn còn dựa vào bờ hồ tóc đèn rối tung đẫm ướt nổi trong nước che phủ nửa thân hình mãn thu hiệp thấy y không có chuyện gì chỉ là mặt hình như có chút đỏ lúc này mới yên lòng nói người tắm lâu quá mặt cũng đỏ rồi cả người tương trọng kính cứng đờ thấp giọng nói ta ngươi đặt sim y ở kia là được rồi ta ta lập tức thay ngay mãn thu hiệp thuận miệng nói ta giúp ngươi mặc Tương trọng kính cảm thấy rất phiền với mấy cái y phục trường rà mà mãn thu hiệp chuẩn bị, lần này còn ước gì mãn thu hiệp nhanh cái chân rời đi, thúc giục nói, ta tự mình mặc, ngươi ra ngoài trước đi. Mãn thu hiệp cổ quái nhìn y, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy, tương trọng kính hoàn toàn không nhìn được nữa, mau ra đi, lát nữa để ngươi tùy ý vẽ. Mãn thu hiệp nghe vậy không tiếp tục hỏi nữa, thành giao, dứt lời liền buông sim y xuống, hoang thiên hỷ địa chuẩn bị giấy vẽ. Đến khi cửa phòng đóng lại, Tương Trọng Kính mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Hắc Long vốn cuốn quanh eo y đã chậm rãi bò theo bả vai Tương Trọng Kính lên bờ, lại lần nữa biến thành hình người, bất mãn nói: Sao phải trốn hắn? Ta là Chân Long, người khác thấy ta phải hành lễ. Hắn nói xong thì quay đầu nhìn, liền thấy cảnh Tương Trọng Kính đem cả người chôn trong nước, chỉ có tóc đen bồng bềnh trôi nổi, tự như trong biển. Cố Tông Nhứ, cái mặt ngốc của Cố Tông Nhứ đầy vẻ ngạc nhiên, đây là làm sao vậy? Mười lăm phút sau. Tương trọng kính đã mặc xong xiêm y, gương mặt vốn đỏ bừng đã trở lại màu trắng nõn, y sờ nhẹ hoa tai vừa ném trên mặt nước, một hồi lâu sau u hỏa mới bốc cháy, giúp y sửa sang lại tóc, cố tổng như đang ngồi sau bình phong, rất hứng thú nhìn vào rượu trên tiểu án, tự hồ nóng lòng muốn thử. Tương trọng kính cố ý nhấn mạnh tiếng bước chân, nhắc nhở cố tổng như mình đã tới, cố tổng như nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, tương trọng kính sợ hắn lại nhắc đến chuyện xấu hổ khi nãy, ho khan một tiếng chuyển đề tài. Ngươi biết vân nhiên lý kia có bộ dạng gì không? Cố Tông Như quả nhiên bị hấp dẫn hứng thú hỏi, là dạng gì? Tương Trọng Kính nâng tay lên vẽ một vòng tròn theo khuôn mặt mình, ngữ điệu không hù chết người không thôi, là bộ dạng giống ta. Cố Tông Như cả kinh, kỳ thật cũng không phải giống như đúc. Tương Trọng Kính ngẫm nghĩ, bổ sung, vân nhiên lý giống ta đến bảy phần, hơn nữa trên cổ tay có kim linh, nhất định có quan hệ huyết thống với ta sau khi cố tổng như cưỡng chế thoát khỏi nguyên anh liền mất đi ý thức căn bản không biết trên đài tỷ thí tràng đã xảy ra chuyện gì hắn vội hỏi nhưng hắn có nhận ra ngươi không tương trọng kính lắc đầu có khăn che mặt hắn không nhận ra ta cố tổng như do dự nói ngươi không tiếp tục tra xét sao tương trọng kính nói ở đài tỷ thí quan minh chính đại tra xét không phải là sợ chết không đủ mau à bất quá tính tình người nọ kiêu căng ta đã bảo hắn ta ở vô tận lâu chắc không bao lâu nữa sẽ đến tiền ta nếu ta chủ động tiếp cận dò hỏi thì có nghĩa là lòng mang ý xấu, nhưng hắn tới tiền ta nói lời khiêu khích, đó là do hắn nhanh miệng, không liên quan đến ta. Cố Tông Nhứ, thật ra Cố Tông Nhứ rất bội phục tương trọng kính, dù biết 10 thì hết tám chín phần có khả năng người ta cùng tộc với mình, nhưng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, thận trọng từng bước, không muốn đi sai một ly. Tương trọng kính không muốn nhiều lời, y búng vào rượu bên cạnh, nhàn nhạt nói, muốn uống rượu, Cố Tông Nhứ ngon ngoe rụt trịch chủ nhân ta rất thích uống rượu, ta từng tranh thủ lúc y không chú ý trộm uống một lần, sau vụ đó, chủ nhân sẽ không để hắn chạm vào rượu nữa. Tương trọng kính nói, cảm giác như thế nào, cố tổng như lắc đầu, uống xong liền mất ý thức, không còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Tương trọng kính rất có hứng thú, tà một tiếng, giống như yêu quái mê hoặc nhân tâm, cười nói, bây giờ có muốn nếm lại thử không? Trong lòng cố tổng như hưng phấn ha, một tiếng, nghĩ thầm, y quả thực không phải chủ nhân ta. Chủ nhân ta đối với ta rất tốt, không bao giờ cho ta chạm vào rượu, tương trọng kính đổ một chén rượu nhỏ, quái đảng nhẹ giọng, đến đây, tam canh, nếm thử xem, cố tòng nhứ do dự một hồi lâu, vẫn tiếp nhận rượu. Năm đó hắn còn nhỏ, rất muốn biết vì sao chủ nhân nhà mình luôn lẽ loi ngồi trên cây, thần sắc hờ hững mà uống rượu, chẳng lẽ rượu thật sự là đồ tốt, tương trọng kính rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, cười như không cười nhìn cố tòng nhứ, tính toán xem trò hay cố tòng như uống một hơi cạn sạch không phân rõ tư vị ra sao lại đưa chén rượu qua lại đến tương trọng kính cười tủm tỉm rót rượu cho hắn rót ba ly đi qua chân cố tòng như bắt đầu siêu vẹo tương trọng kính không nghĩ tử lượng của chân lông lại kém như vậy thấy hắn mê man ngã trái ngã phải thử nói người say à cố tòng như gật đầu say tương trọng kính đây là lần đầu tiên tương trọng kính nhìn thấy kẻ uống say lại thừa nhận mình say đầu cố tòng như méo mó mơ hồ nói nhưng vẫn muốn uống, hắn vừa nói vừa tiếp tục uống, tương trọng kính sợ hắn uống ra tật xấu, lập tức đoạt lại chén rượu. Móng vuốt cố tòng như duỗi ra hồi lâu mới biết chưa cầm được chén rượu, tầm mắt mông lung xoay chuyển hai vòng, cuối cùng dừng lại ở được vò rượu, tương trọng kính không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cố tòng như biến thành tiểu hắc lông, chui đầu vào vò rượu, thình thịch, tương trọng kính. Tương trọng kính lập tức đem vò rượu ngâm rồng, đổ ra, cả người cố tòng như đã sụi lơ, héo rũ bất tỉnh nhân sự tương trọng kính cạn lời nhìn chân long mượn rượu làm cạn mơ hồ hiểu rõ vì sao chủ nhân hắn không cho hắn uống rượu đợi lát nữa mãn thu hiệp gọi y đến vẽ tranh tương trọng kính không thể để người khác nhìn thấy cố tòng nhứ đành phải ông tiểu long vào ngực tránh người hậu đến phòng bắt gặp cái giường hôm qua bị hai người lăn lộn đến sập đã được thay đổi tương trọng kính đặt cố tòng nhứ xây khước lên gối mềm còn kéo một góc chăn đắp lên người hắn lúc này mãn thu hiệp ở ngoài cửa thúc giục y tương trọng kính tương trọng kính đang muốn đứng dậy rời đi cố tòng như trên giường đột nhiên hóa thành hình người ông chặt vòng eo mảnh khảnh của tương trọng kính ngoài việc không muốn để người khác chạm vào cổ eo của tương trọng kính cũng rất dễ nhột bị cố tòng như ông chặt thiếu chút nữa đã ném con rồng này ra ngoài cả người đều nổi da gà tương trọng kính quay đầu lại làm sao vậy nhưng y cái gì cũng chưa rõ cố tòng như đã nhỏ giọng nói thầm ngươi để ta cuốn mấy vòng tương trọng kính Tương trọng kính còn tưởng chính mình nghe lầm, hả, cố tổng nhíu vòng qua eo tương trọng kính, rất thỏa mãn lặp lại, cuốn, mấy, vòng, tương trọng kính, tương trọng kính nhìn cố tổng như như thấy chuyện lạ, không thể tin được đây là lời phát ra từ miệng của chính nhân quân tử như cố tổng Nhứ, cố tổng Nhứ thấy tương trọng kính không trả lời, cho rằng y đã đồng ý, liền cao hứng hóa thành chân lông lớn hơn cả hai người gặp lại, cuốn một vòng lại một vòng trên người tương trọng kính, tương trọng kính tương trọng kính đâu chịu nổi kích thích này thân thể bị cố tòng như cuốn lấy đến phát run hốc mắt có chút đỏ lên y cố hết sức nhìn xuống nước mắt đã trực trào khó khăn nói ngươi xuống trước đã cố tòng như nói không muốn muốn quấn tương trọng kính cả giận nói cho ngươi quấn tay cố tòng như lại bất mãn nói không thích tương trọng kính bên ngoài mãn thu hiệp đã nóng lòng lại gõ cửa một hồi nói vân nghiên lý đến đây chỉ đích danh muốn tìm ngươi có muốn gặp không tương trọng kính muốn chứ, vội nói, gặp, y vừa nói, vừa liều mạng kéo cố tòng như đang dính trên người xuống, cố tòng như bị y mạnh mẽ kéo ra, có chút ủy khuất cuộn thành một vòng, há mồm nhã chữ, tương trọng kính liếc mắt một cái đã thấy khẩu hình của chữ quấn, không thể nhịn nổi nắm miệng của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc thì ta cũng biết vì sao chủ nhân ngươi không cho ngươi uống rượu, có chỗ nào là vì muốn tốt cho cố tòng như chứ. Trên thực tế chính là sợ hắn uống say cuốn chết, cố tổng như còn ẩm ỉ, đại khái là đang nói quấn quấn a tương trọng kính bởi vì tác dụng của phong ấn tương trọng kính không thể ném hắn ở lại chỗ này nhưng phía vân nhiên lý phải đi gặp đành thấp giọng uy hiếp nói cho ngươi quấn lên một cổ tay nếu không cần ta sẽ kết ngươi thành vật trang trí để ngươi tự mình quấn mình cố tổng nhíu nghiền ngẫm mãi mới miễn cưỡng gật gật đầu hóa thành tiểu long thuận lợi quấn lên cổ tay tương trọng kính lúc này tương trọng kính mới thở phào nhẹ nhõm sửa sang lại y bào hỗn độn đứng dậy bước ra phòng, chỉ là mới ra khỏi cửa phòng, tương trọng kính có cảm giác cố tổng như bắt đầu không an phận chui sâu vào tay áo. Tương trọng kính, bước chân của tương trọng kính khựng lại, đột nhiên nghiêm túc nhìn một hồi lâu hỏi mãn thu hiệp, người biết cách ăn rồng ngon nhất không? Mãn thu hiệp, hả, cố tổng như, bản năng nói cho cố tổng như nghe biết đây là một câu sặc mùi nguy hiểm, hắn sợ hãi lùi thân về phía đầu, thành thật ngậm đuôi không dám hé răng. Trong cơn hoảng hốt, đầu óc trống rỗng của cố tòng như hiện lên một đoạn ký ức phủ đầy bụi đã lâu trên cành cây khô thật lớn chủ nhân hắn một thân hồng yên ngồi ở nhánh cây khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nhìn hắn trong trí nhớ cố tòng như chủ nhân trước sau đều ung dung ưu nhã nhất cử nhất động đều tôn quý dễ dàng làm khuynh đảo nhân tâm lúc này hình như chủ nhân đang duỗi tay sờ đầu hắn ôn nhu nói gì đó cố tòng như không nghe rõ đành phải cố lắng tai để nghe cuối cùng thanh âm kia càng lớn dần theo dòng ký ức đang sống dậy rốt cuộc cố tòng nhứ cũng nghe rõ lời chủ nhân nói hắn mừng như điên chủ nhân ôn nhu bảo tòng nhứ nếu ngươi lại cuốn ta ta sẽ kết ngươi thành vật trang trí được không cố tòng nhứ cố tòng nhứ đang mơ màng đột nhiên thanh tĩnh trong chớp mắt câu nói trong trí kia làm hắn cả kinh cái đuối cũng theo đó mà mềm nhũng bởi vì say rượu mà thân mình cuốn không chặt liền thẳng tắp rơi từ trên cổ tay tương trọng kính xuống ban một tiếng đập lên mặt đất vừa hay rơi ở trước mặt mãn thu hiệp cố tòng nhứ tương trọng kính mãn thu hiệp suýt chút nữa mãn thu hiệp đã một chân dẫm lên sau khi bình tĩnh nhìn vật trên mặt đất mặt hắn cứng đờ vội vàng nhìn về phía tương trọng kính tương trọng kính im lặng không lên tiếng không lưng nhặt cố tòng nhứ say khước lên rồi nhét vào trong tay áo làm như không có việc gì phát sinh hai người đối mặt nhìn nhau mãn thu hiệp trầm mặt nửa ngày mới một lời khó nói hết hỏi ngươi dưỡng rồng trong tay áo Tương trọng kính còn nghĩ rằng mãn thu hiệp sẽ truy vấn lai lịch con rồng kia là sao, không nghĩ tới sự chú ý của hắn lại đặt lên việc này, y do dự một chút, gật đầu nói, ừ, bởi vì năm đó bị phong ấn, hắn không thể cách ta quá xa. Mãn thu hiệp nhớ đến chuyện hôm qua tương trọng kính làm giao dịch với chân lông, làm đến sập giường, sắc mặt càng phức tạp, bản tính ác lông vốn cao ngạo, ngươi phong ấn hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không hận ngươi, bàn tay tương trọng kính nhẹ nhàng sờ cố tổng như ở trong tay áo, nhàn nhạt nói, ai có thể hận ta, mãn thu hiệp, toàn bộ cửu châu có thể phản bác lời này, chỉ có mãn thu hiệp là không thể. 60 năm trước, tương trọng kính bị hắn đu bám đến phát điên, từng đốt sạch lâu của hắn, thường xuyên dùng một chân đá người xuống sông, thậm chí còn xuất kiếm chém nát dược liệu bảo bối của hắn, nghe nói bên trong có một đóa tuyết liên ngàn năm chừng ba nữa sẽ nở hoa. Dù mãn thu hiệp giận đến muốn giết người, nhưng chỉ cần vừa thấy gương mặt của tương trọng kính gương mặt, lập tức buông bỏ thù hận vô điều kiện mà tha thứ cho y, còn ân cần hỏi y tay cầm kiếm có đau không? Mãn Thu Hiệp nhìn chầm chầm tay áo của tương trọng kính, nhíu mày nói, người xác định hắn sẽ không đã thương mặt ngươi, tương trọng kính, tương trọng kính hoàn toàn chịu thua Mãn Thu Hiệp, không muốn nói chuyện với hắn nữa, bước nhanh đi đến thính đường đại khách của vô tẩn lâu, một chân đá văng cửa lớn, mặt trầm như thủy đi vào, trừ bỏ gương mặt tương trọng kính, Mãn Thu Hiệp không có hứng thú với bất kỳ sự tình gì, cũng không theo sau, tiếp tục đi chuẩn bị giấy vẽ. Vân Nhiên Lý đã chờ đến mất kiên nhẫn, đang duỗi chân uống rượu, nghe được tiếng đá cửa dữ dội vội quay đầu lại. Tương Trọng Kính đã đeo khăn che mặt lên, nho nhã lễ độ gật đầu, nói, đợi đã lâu. Vân Nhiên Lý, hừ, một tiếng, không mang mặt nạ, để lộ khuôn mặt khá giống Tương Trọng Kính, không kiên nhẫn nói, đây là đạo đại khách của cửu châu các ngươi. Tương Trọng Kính tiến lên trước, ngồi đối diện với Vân Nhiên Lý, nhàn nhạt nói, còn chưa qua mấy canh giờ đã đến báo thù, vết thương ổn rồi. Vân Nhiên Lý cười lạnh, đánh thêm một trận với ngươi cũng không thành vấn đề. Tuy diện mạo hắn cực giống tương trọng kính, nhưng biểu tình lại hoàn toàn khác nhau, cực kỳ kiêu căng tùy ý, nếu không phải sợ mệt, hắn có thể ngẩng cao đầu đến tận trời, chỉ dùng cầm để nhìn người. Vân Nhiên Lý chỉ tay vào khăn che mặt của tương trọng kính nói, che che giấu giấu, ta không mang mặt nạ, ngươi cũng nên lộ mặt đi. Tương trọng kính tự rót cho mình một ly rượu, lơ đãng nói, không bỏ, vân nhiên lý, vân nhiên lý lạnh lùng nói, cho ta lý do, tương trọng kính cho hắn lý do, sợ ngươi nhìn thấy ta lớn lên quá đẹp, sẽ xấu hổ rồi giận dữ mà chết, vân nhiên lý, vân nhiên lý rút kiếm ra, lạnh giọng nói, đấu đi, xem ai chết trước, tương trọng kính căn bản không đem hắn kiếm để vào mắt, nhấp một ngụm rượu, cười nói, đây cũng là đạo đại khách của vân trung châu, vân nhiên lý cả kinh, sao ngươi bắt, tương trọng kính hướng hắn nháy mắt, ngươi họ vân, tự xưng bản tôn chủ há mồng ngậm miệng đều là các ngươi cửu châu tám chín phần là phi thăng giả đến từ thành vân trung châu trong truyền thuyết kia thần sắc vân nhiên lý hoàn toàn thay đổi đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta bản thân ta cũng không tin là thật tương trọng kính đặt tay lên ngọc ly trên tiểu án một tiếng giọng tan vang len tươi cười nói vừa rồi chỉ là đùa ngươi một chút không nghĩ ngươi lại thừa nhận vân nhiên lý vân nhiên lý hít một hơi trên mặt viết lũ người cửu châu giảo hoạt, không thể tin chính mình bị lừa dễ như trở bàn tay chỉ vì một câu nói đơn giản. Tương trọng kính vuốt cầm, rất hứng thú hỏi, Vân Trung Châu sớm đã thoát ly khỏi cửu châu, tự lập thế giới riêng, đại nhân vật như ngươi, vì sao phải hạ mình đến cửu châu, y ngẫm nghĩ, nói, vì long cốt, Vân Nhiên Lý sợ nói nhiều sai nhiều, cười lạnh nói, vì sao ta phải nói với ngươi, tương trọng kính cười, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Thật sự chỉ vì muốn tỷ thí. Vân Nhiên Lý không hé miệng, hắn vốn không tình nguyện đến Cửu Châu, căn bản không muốn giao du với lũ kiến hèn mọn này, sợ dĩ đến tiền tương trọng kính cũng vì cảm thấy khắp Cửu Châu, chỉ có tên tương trọng kính đáng giận mới có thể khiến hắn xem trọng mà liếc mắt một cái. Khi Vân Nhiên Lý còn do dự, tương trọng kính đã nhìn ra sự lúng túng của hắn, chủ động nói, ngươi có gì khó xử, tính tình Vân Nhiên Lý quá cao ngạo, làm sao nghe lọt câu này, lạnh giọng phản bác, sao ta có thể khó xử ta chính là tôn chủ của Vân Trung Châu, tương trọng kính nhướng mày, người này cũng sắp xỉ của mình, vậy mà là tôn chủ của Vân Trung Châu, xem ra Vân Trung Châu cũng suy tàn rồi. Đúng lúc này, tiểu phượng hoàng đứng trên vai Vân Nhiên Lý cất tiếng sửa lại, thiếu tôn, tôn chủ còn chưa ngã xuống, ngài đừng tự xưng danh quá sớm. Vân Nhiên Lý đẩy phượng hoàng ra khỏi vai mình ngạo mạn nói, sớm hay muộn vị trí tôn chủ này cũng là của ta, ta tự nhận sớm một chút thì đã sao. Tương trọng kính, tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng nằm vạt áo hắn nước mắt lưng trọng khuyên nhủ nhưng mà nếu có người tìm được ngài ở cửu châu thì ngài không thể làm tôn chủ ánh mắt vân nhiên lý lộ ra hung quang duỗi tay phải chà đạp xoa nắng phượng hoàng một trận chắc là tiểu phượng hoàng đã chịu đựng sự độc ả của hắn nhiều năm vội vàng sợ tới mức kia kỹ một tiếng bay qua chỗ khác tương trọng kính ông nó vào lòng đẩy ra tay vân nhiên lý nói đừng khi dễ người khác vân nhiên lý đó là phượng hoàng của ta muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ như thế đó, trả lại cho ta. Tiểu Phượng Hoàng được tương trọng kính bảo vệ, tính nó giống hệt với chủ mình khinh thường tất cả người ở Cửu Châu nhưng lại ngoại ý muốn cảm thấy cái ôm của y rất thoải mái, thi kỷ một tiếng, chui vào lòng tương trọng kính. Vân nhiên lý bị thứ ăn cây táo, rào cây sung này chọc giận đến bật cười, thầm nghiến răng nghiến lợi, sau khi trở về nhất định phải làm một mâm thịt Phượng Hoàng kho tàu. Tương trọng kính vừa vuốt lông của tiểu phượng hoàng đang sợ đến rung bần bật, vừa lơ đãng hỏi, ngươi đến cửu châu tìm người. Vân Nhiên lý thấy Phượng Hoàng kia sắp quên gốc gác của mình rồi, cũng lười giấu giếm thêm, dù sao hắn cũng không phải là người mang tâm cơ sâu. Từ nói đến chuyện này Vân Nhiên lý lại bực bội, phụ tôn muốn ta tìm người, nếu không tìm được sẽ không mở đường từ Lạc Xuyên đến Vân Trung Châu cho ta về. Hắn đã ở cửu châu loay xoay một tháng, vẫn chưa có chút manh mối nào của người nọ. Đôi mắt tương trọng kính càng âm trầm muốn đi từ Cửu Châu đến Vân Trung Châu cần phải mở đường đi qua Lạc Xuyên. Năm đó Tương Trọng Kính lưu lạc ở Lạc Xuyên, lập luận về thân thế lúc trước lại càng có tính thuyết phục. Tương Trọng Kính nhìn Vân Nhiên Lý buồn rầu, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi. Nếu cố tổng như còn tỉnh táo chỉ cần liếc mắt một cái chắc chắn sẽ nhận ra, đây là biểu cảm khi định tính kế người khác của Tương Trọng Kính. Tìm người à, nụ cười của Tương Trọng Kính sâu xa không lường được, đó là sở trường của ta, chỉ cần ngươi đưa cho ta một bức tranh, chưa đến nửa tháng nhất định sẽ tìm được. Vân nghiên lý lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hơi do dự, ngươi thật sự có thể. Khụ khụ, hắn vừa nói ra liền cảm thấy ngữ khí của mình quá thất thố, như vậy rất dễ bị người ta nhìn ra nhược điểm rồi hố hắn. Vân nghiên lý thu hồi vẻ vui mừng, những mày nói, làm sao ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, bản lĩnh ta tuy không lớn, tương trọng kính cười như không cười nói, nhưng so với suy nghĩ dựa vào đánh nhau để nổi danh chờ người nọ tới tiền của ngươi thì nhanh hơn rất nhiều. Vân Nhiên Lý, không biết vì sao, Vân Nhiên Lý bị nhìn đột nhiên đỏ mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết quẩn bách là cảm giác gì. Vân Nhiên Lý tham gia ngự thú đại điển không phải vì lòng cốt, chỉ là thấy có rất nhiều người tham dự, nếu thắng, hắn sẽ cởi mặt nạ trước vạn người, đến lúc đó người nọ thấy được gương mặt này sẽ lần ra manh mối, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến hắn. Hắn ho khan một tiếng, cùng vọng nói, người giúp ta, ta sẽ cho người không ít ngọc thạch, tương trọng kính không bình luận gì về câu này, ngược lại không nhanh không chậm triệu quỳnh nhập nhất ra quỳnh nhập nhất cổng tương trọng kính trở về sông hàm thành đang đánh bạc khí thế ngất trời đột nhiên bị triệu hồi khi nhìn thấy tương trọng kính lập tức đem tẩu thuốc trong tay giấu ra sau lưng trong miệng hắn còn nằm nửa khối ngọc thạch rất muốn mở miệng xin tha chỉ nên nhanh trí xem ngọc thạch như cá khô nhai nhai rồi nuốt xuống tương trọng kính dùng hành động thực tế để chứng minh cho vân nhiên lý thấy chính mình cũng có rất nhiều ngọc thạch vân nhiên lý vân nhiên lý không thể tưởng tượng nói vậy ngươi muốn ta làm gì? Tương trọng kính nhàn nhạt nói, người vân trung châu các ngươi, có phải muốn nhờ chuyện gì cũng đều phải trả giá không? Vân nhiên lý nghe được lời này, còn tưởng rằng tương trọng kính không muốn giúp mình nữa, vội lắc đầu, không, cũng có yêu cầu gì. À, tương trọng kính cười ôn nhu với nhắn, nhưng cửu châu ta là như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi, thì phải có thứ trao đổi. Vân nhiên lý, lũ người cửu châu giảo hoặc a a a. Vân nhiên lý đối với những chuyện ở cửu châu có chút không hiểu rõ, Thậm chí hắn còn không biết làm sao để đi vào linh lung tháp Một tháng trước còn lòng vòng quanh vô tận đạo đảo Muốn hỏi người khác lại cảm thấy những con kiến thấp kém kia không xứng nói chuyện với mình Trong mắt không thể dung nổi nữa hạt cát Vân nhiên lý do dự một lúc lâu Cuối cùng hạ quyết tâm Cắn răng nói ngươi muốn cho ta giúp gì cho ngươi Tương trọng kính lười biến nâng cầm Ngữ khí không kinh chết người không thôi Sau khi sự thành Người dẫn ta đến Vân Trung Châu một chuyến Vân nhiên lý cả kinh Lập tức nói không thể, chỉ có đại năng phi thăng mới có thể đến Vân Trung Châu. Tương Trọng Kính nói, vậy được rồi, ngươi tự mình tìm đi. Vân Nhiên Lý, sắc mặt Vân Nhiên Lý xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây chẳng phải là cháy nhà hôi của a? À. Ngươi cửu châu đê tiện thế sao? Tương Trọng Kính nhàn nhạt nói, nếu chỉ vì một người đã sinh ra hiểu lầm với toàn bộ cửu châu, thì ta đây cũng cảm thấy giống ngươi, có phải người Vân Trung Châu đều ngu xuẩn? Cùng vọng như ngươi, Vân Nhiên Lý. Vân Nhiên lý mặt vô biểu tình, ngươi vừa nói ta ngu xuẩn, đôi mắt tương trọng kính không chớp cũng không nháy, không có, ngươi nghe lầm rồi. Vân Nhiên lý trừng mắt nhìn y, có việc cầu người không thể không hạ mình, hắn hít sâu một hơi, để ta nghĩ lại. Tương trọng kính nói, được, nghĩ nhanh chút, nếu để ta rời khỏi vô tẩn đạo thì không cần bàn nữa. Vân Nhiên lý truy vấn, chừng nào ngươi rời đi, mấy ngày nữa sẽ đi. Nếu tương trọng kính đã đáp ứng cố tòng như giúp hắn tìm long cốt, thì sẽ không ở vô tận đạo hưởng lạc, phải mau chóng tìm được, cũng có thể thuận tiện tìm được kế hoạch chắc chắn thắng mấy lão bất tử của Tam Môn. Được Vân Nhiên Lý nói, ngày mai lại đến tìm ngươi, tương trọng kính gật đầu. Vân Nhiên Lý trầm mặt đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi. Tương trọng kính biết trong lòng Vân Nhiên Lý đã ngầm đồng ý, y duỗi người, tâm tình rất tốt đi tìm mãn thu hiệp, cho hắn vẽ một trận sảng khoái. Cố tông như chỉ vì ba ly rượu liền say khước tới đêm, chờ đến hắn mơ mơ màng màng biến thành người, sau khi lăn hai trên chiếc giường dễ chịu mới phát hiện xung quanh có một tiếng hít thở mỏng manh, cố tông như bị dọa giật mình, lập tức mở to mắt nhìn. Tên chiếc giường mềm mại, rèm giường buông xuống, thấp thoáng có ánh nến lờ mờ bên ngoài, tương trọng kính đang lười biến gối đầu trên một cánh tay, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khóe môi khẽ cười, dường như đã nhìn hắn rất lâu, cả người cố tông như cứng đờ, chính mình vừa rồi. Sau khi thanh tĩnh, nghĩ lại bộ dạng ngu xuẩn lúc say bị tương trọng kính thấy được, cố tòng như thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể chui cả người vào trong chăn. Đúng lúc này, tương trọng kính chậm rãi bò trên giường, cố tòng như hoảng sợ, lập tức lui về sau. Dù giường có lớn, cũng chỉ to bấy nhiêu, cố tòng như lui hai lần lưng đã đụng vào tường, hắn kinh hoàng thất thố nhìn trọng kính, gian nan nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì, hả, tương trọng kính thấp giọng cười, tiếng lên duỗi tay nhẹ nhàng chạm hai cái vào cánh tay cố tòng nhứ chỉ chút đụng chạm đơn giản như vậy lại khiến cả người cố tòng nhứ rung lên như lâm đại địch ánh nến trên tiểu án phản chiếu hình ảnh vào trong mắt tương trọng kính tự như dãy ngân hà trút dòng chảy vào sông ngòi lóng lánh sóng nước y nhìn dáng vẻ này của cố tòng nhứ trong lòng buồn cười trên mặt lại vờ như không có chuyện gì y nhẹ giọng nói ta muốn làm cái gì nói vậy là sao đây chẳng lẽ không phải nên hỏi ngươi muốn làm gì sao cố tòng nhứ cái, cái gì? Tương trọng kính cởi xiêm y, lộ ra chỗ xương quai xanh bị cố tòng nhứ vừa cuốn vừa cọ tạo nên một vệt đỏ, lời nói có ẩn ý, mới vừa rồi chân long đại nhân say rượu nhiệt tình như vậy, tỉnh rồi liền phủi sạch không nhận à, cố tòng nhứ, cố tòng nhứ, cố tòng nhứ nhìn chầm chầm dấu vết kia, khiếp sợ mà hít hà một hơi. Nếu hiện tại cố tòng nhứ còn ở hình dạng tiểu long, nhất định cơ thể đã cương cứng thành cây cột, từ đầu đến đuôi đều căng thẳng hắn như gặp quỷ trừng mắt nhìn tương trọng kính, môi rung lên lại hạ xuống muốn nói gì đó, nhưng thử nửa ngày lại không thốt ra nổi một chữ. Đường đường là chân lông lại bị một giả thuyết tự mình tưởng tượng ra dọa thành như vậy. Trong lòng tương trọng kính đã cười đến phát điên rồi nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dạng đạo mạo, còn vương tay nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của cố tòng như đặt vào trong chăn, còn có nhiều chỗ khác, ngươi muốn tự mình cởi bỏ sim y nhìn một chút không, cố tòng như, lòng bàn tay tương trọng kính thật ấm áp, cố tổng như như chạm phải than hồng, đột nhiên liều mạng rút về, bởi vì quá khiếp sợ mà hoàn toàn chết lặng. Không, không có khả năng, cuối cùng cố tổng như cũng phát ra âm thanh, như là đang biện giải cho chính mình, lời nói rất vô lực, ta. Ta không phải loại người như vậy, tương trọng kính chống khuỷu tay, lòng bàn tay nâng cầm, bàn tay còn lại không chút để ý vòng dây cột tóc vào ngón tay, cười như không cười nói, nếu người có thể chứng minh mình trong sạch ta cũng sẽ không bị người khác vu oan nhốt trong bí cảnh nhiều năm như vậy cố tòng như bị nghẹn một chút thế mà lại chẳng thể phản bác tương trọng kính cố tòng như lúng ta lúng túng một lúc lâu mới mang vẻ mặt thống khổ khó khăn nói rốt cuộc tối qua ta đã làm cái gì tương trọng kính nghe vậy đột nhiên kéo chăn che khuất mặt ra vẻ e thẹn nói đúng là sắc lông không nhận mình làm loạn còn chưa tính còn không biết xấu hổ bắt ta kể lại lần nữa cố tòng như cố tòng như vốn dĩ bị dọa đến hồ đồ đồng tử dựng đứng đều đã giãn ra, nhưng chợt nghe đến lời nói vụng về để diễn trò của y, đột nhiên thanh tĩnh. Cố Tòng Như sớm chiều ở cùng tương trọng kính 60 năm, sớm biết được tính người này có thù tất báo, nếu y thật sự bị mình khi dễ, chắc chắn sẽ không đợi mình tỉnh mà sẽ rút kiếm cạo hết lông lân từ lâu rồi, làm sao còn tâm tình nhàn nhã mà trêu đùa mình. Cuối cùng Cố Tòng Như cũng bình tĩnh, hắn vô cảm nói, ngươi đừng hồ nháo, chủ nhân ta nói lúc ta say rượu thực sự rất ngoan, sẽ không làm loại chuyện như ngươi nói đâu. Tương trọng kính hơi kéo chăn xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt có nước lưu động, nửa khuôn mặt còn chôn trong chăn, thanh âm có vẻ buồn buồn. Làm sao ngươi biết? Không chừng khi đó ngươi say rượu cũng đại nghịch bất đạo với chủ nhân ngươi, chuyện này thì cố tòng như nhìn không nổi, lạnh lùng nói, chủ nhân ta là Minh Nguyệt Thiên Nhai, sao có thể để người khác tùy ý nhúng chàm, cố tòng như hận không thể dùng thứ đẹp nhất trên thế gian để hình dung chủ nhân hắn một người như trích tiên nếu so sánh với bất cứ thứ gì đều cảm thấy bị khinh nhờn làm sao có thể nào bị vu hãm như vậy cố tòng như tức giận trừng tương trọng kính nhưng chỉ liếc mắt một cái trong đầu cố tòng như đột nhiên nghĩ lại một màn trước khi say rượu dường như bản thân lại bị chuyện gì đó dọa sợ trong chớp mắt là chuyện gì cố tòng như khổ sở nhớ lại đến khi nhớ được vùng ký ức kia chấn động cả tâm hồn chủ nhân như mây như trăng không thể trèo cao ôn nhu nói kết ngươi thành vật trang trí Cố Tòng Như, thân thể Cố Tòng Như càng cương cứng hơn, so với chuyện hiểu lầm mình vừa ngủ với Tương Trọng Kính còn khiếp sợ hơn. Tương Trọng Kính cười đến đến mức muốn đạp tung chăng, tam canh à, vạn sự đều phải chừa cho mình đường lui. Ngươi không nghĩ thử, nếu ta thật sự là thần hồn chuyển thế của chủ nhân ngươi, hiện tại ngươi nói những lời này chẳng phải đủ để ta giễu cật ngươi một vạn lần sao? Thâm tâm Cố Tòng Như hoàn toàn lúng cuốn, nhưng vẫn ông hy vọng không chịu thừa nhận, hắn ra vẻ trấn định, hung hãn nhe nanh về phía tương trọng kính ngươi không có khả năng là chủ nhân ta tương trọng kính cười dữ dội hơn chân lông ngây thơ thật sự quá thú vị tương trọng kính không dám nói thêm nếu không để cố tòng như bị chọc giận lại trốn vào thử hải y lười biến trở mình nói ngươi biết mấy lông cốt còn lại ở nơi nào không cố tòng như đang cố gắng sắp xếp lại đoạn ký ức kia nghe vậy mở to mắt rầu rĩ nói nếu lông cốt chưa bị pháp trận ngăn cản che giấu khí tức ta có thể dùng chân thân để cảm nhận linh lực của long cốt trong vòng một trăm dặm nhưng xa hơn thì không được tương trọng kính đứng dậy lấy bản đồ cửu châu ra một trăm dặm xung quanh vô tẩn đạo đều là cánh đồng hoang vu rừng rậm nếu muốn tiếp tục tìm chỉ có thể vào trung châu cố tòng nhứ tiến lên nhíu mày chỉ một vị trí ba chữ này là khứ ý tông cố tòng nhứ không thể nhận ra ký tự của nhân loại năm đó được chủ nhân dạy qua mấy chữ nhưng trải qua nhiều năm như vậy cũng đã quên gần hết tương trọng kính nhìn vào vị trí của ngón tay hắn đang tràn đầy tự tin chuẩn bị giải đáp nghi vấn cho con rồng thất học này nhưng khi tầm mắt dừng ở ba chữ kia chính y cũng cứng đờ tương trọng kính sáu mươi năm qua thế giới bên ngoài dường như đã đơn giản hóa rất nhiều tương trọng kính cẩn thận xem xét nửa ngày mới ra vẻ trấn định nói ừ chính là khứ ý tông ánh mắt cố tòng như nhìn tương trọng kính có chút hâm mộ năm đó chủ nhân hắn học thức uyên thâm khi nhàn rỗi đều cầm sách tập trung tinh thần mà xem đối với tiểu long cố tổng nhứ mà nói cảnh tượng đó quả thực vô cùng mê người đối với chủ nhân cố tổng nhứ có một loại luyến mộ khó nói chủ nhân thích uống rượu vậy rượu kia nhất định là thứ tốt chủ nhân tài giỏi xuất chúng người như vậy ai ai cũng phải tôn kính nếu để cố tổng nhứ nhận ra tương trọng kính không biết chữ địa vị ở trong lòng chân long sẽ tuột xuống một mảng lớn tương trọng kính cười gượng chậm rãi gấp bản đồ lại đợi lát nữa đi tìm mãn thu hiệp hỏi một chút được Chúng ta liền đi trung nguyên, hai người mới vừa thảo luận xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng của Mãn Thu Hiệp, Khúc Nguy Huyền tới, hắn lại không mang khăn che mặt, xấu chết ta, ngươi mau ra đây cho ta ngắm. Tương Trọng Kính, tương trọng kính bất đắc dĩ đứng dậy sửa sang lại y phục hỗn độn, mở cửa ra, nói, hắn không mang thì ngươi cũng không biết mang sao? Nhất thời quên mất, Mãn Thu Hiệp thuận miệng nói, đôi mắt đỏ lên. Vội vàng nhìn chằm chằm gương mặt Tương Trọng Kính không chớp mắt một hồi lâu no nhãn phúc rồi nói ngươi có gặp hắn không tương trọng kính gặp khổng tước đến không không lúc này tương trọng kính mới yên lòng hướng vào trong phòng nói một đi thôi mãn thu hiệp còn nghi hoặc y đang nói chuyện với ai liền nhìn thấy một hắc y nhân mặt vô biểu tình từ trong phòng đi ra khí thế lạnh lẽo còn mang theo uy áp mà tu sĩ nhân loại dễ dàng thấy được khí thế của cố tòng nhứ quá mạnh thế nhưng trước tiên mãn thu hiệp vẫn phải xem mặt hắn mãn thu hiệp kinh ngạc nói hắn là Tương trọng kính nói, cố tam, y còn chưa nói xong, cố tổng nhứ liền liếc mắt một cái. Tương trọng kính đành phải sửa lại nói, là chân long đại nhân, bây giờ chân long đại nhân mới vừa lòng. Mãn thu hiệp, mãn thu hiệp kinh ngạc nhìn sát khí đầy người cố tổng nhứ, cho dù là kẻ gan lớn như hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này. Nhưng tương trọng kính lại giống như không nhìn ra uy áp khiến người khác sợ hãi trên người cố tổng nhứ, còn dám dùng vẻ mặt đứng đắn trêu đùa hắn. Mãn thu hiệp tự nghĩ chắc mình điên rồi, không nghĩ đến tương trọng kính so với hắn còn không sợ chết hơn một hồi lâu mãn thu hiệp mới bưng kính đôi mắt vết máu lại chảy đầy tay đầy mặt cố tòng nhớ cố tòng nhớ lạnh giọng nói ta lớn lên rất xấu mãn thu hiệp vừa ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn tương trọng kính để giảm tổn thương cho đôi mắt vừa gật đầu hàm hộ nói xấu chết ta cố tòng nhớ đồng tử của cố tòng nhớ tràn đầy lạnh lẽo vô cảm hỏi tương trọng kính có thể ăn không tương trọng kính e sợ cố tòng nhớ thật sự nuốt sống mãn thu hiệp nói, không thể. Mãn Thu Hiệp còn nói nhỏ, xấu còn không cho người ta nói. Trọng kính, ngươi thổi thổi đôi mắt ta một chút, hình như lông mi dính vào rồi, cố tổng như hoàn toàn không thể nhìn được, giữ chặt tay tương trọng kính, nghiến răng nghiến lợi nói, đi, không phải muốn gặp người sao. Sao còn trì hoãn ở đây, tương trọng kính bị cố tổng như nắm lấy cánh tay, không kịp phòng bị dưới chân lão đảo khiến nửa người ngã lên cánh tay cố tổng như, cả người lập tức cứng đờ cảnh đầu tiên mãn thu hiệp thấy sau khi khôi phục tầm mắt là tương trọng kính hồng đậu chớm nở tình yêu tới dựa vào người cố tòng nhứ hai tay đều phím hồng cố tòng nhứ vốn không muốn nhiều lời với mãn thu hiệp ghét bỏ trừng hắn một cái nếu không thể ăn vậy đi tương trọng kính mơ hồ bị cố tòng nhứ lôi đi mãn thu hiệp nhìn bóng dáng hai người rời đi nhớ lại cái tên cố tam canh trên ngọc bài mà tương trọng kính dùng ra để tham gia tỷ thí ở ngự thú đại điển sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái chân lông này vậy mà thực sự có chút năng lực, có thể làm khuôn mặt chẳng bao giờ thể hiện hỉ nộ của tương trọng kính trở nên thẹn thùng như vậy. Tương trọng kính lúng túng nhưng đi được vài bước đã hoàn toàn thanh tĩnh, y nhìn chầm chầm bàn tay cố tòng như nắm lấy cánh tay mình, buồn bã nói, ngươi biết đi đâu để gặp khúc nguy huyền sao, cố tòng như buông tay y ra, khoanh tay lại, lãnh đạm nói, chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải thấy con kiến mù kia, tương trọng kính, hắn thấy ai cũng đều như vậy, ngươi không cần để ý lời đánh giá của hắn, tương trọng kính nén cười nhìn cố tòng như từ trên xuống dưới, nói, ta cảm thấy ngươi rất đẹp, cố tòng như sửng sốt, sau đó trong lòng có chút mừng thầm, nếu hiện tại là hình rồng, cái đuôi của hắn có thể vểnh lên rồi, cố tòng như còn chưa vui vẻ đủ, liền nghe thấy tương trọng kính bỏ thêm một câu. Nếu để ta chọn một người làm đạo lữ trong cửu châu, ngươi phù hợp nhất trong mắt ta chính là ngươi, cố tòng như, cố tòng như thẹn quá thành giận trừng y, có còn đi gặp người hay? Tương trọng kính thấy hắn mặt đỏ, tức khắc đã báo được thù chuyện tai bị đỏ, cuối cùng cũng thư thái. Hai người tìm được đúng đường, rất nhanh đã nhìn thấy khúc nguy huyền. Khúc nguy huyền ngoan ngoãn uống gối ngồi quỳ bên tiểu án bên, tư thế uống trà ưu nhã, tay kia cần một thanh kiếm. Cố tổng như đi vào, nhìn thấy kẻ thù, con ngươi thẳng đứng gần như co lại thành cây kim, hắn lành lạnh nói, có thể, tương trọng kính vô tình ngắt lời, không thể ăn, thần sắc cố tổng như vẫn rất khó coi, nếu không phải tương trọng kính mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, chắc chắn hắn sẽ như mũi tên rời cung sông thẳng lên. Tương trọng kính kéo cố tổng như ngồi xuống trước mặt khúc nguy huyền, nhàn nhạt nói, nguy huyền, khúc nguy huyền cười với y, tầm mắt lại nhìn về phía cố tổng như đang nhe nanh dữ tợn, nghi hoặc nói, ác lông, cố tổng như ghét nhất người khác gọi mình là ác lông, vất vả lắm mới bình tĩnh được, lập tức bị hai chữ này chọc đến nổ phổi, đột nhiên đập tiểu án thành vụn gỗ, nổi giận đùng đùng rít gào, cho ngươi chết cố tòng như tức giận hận không thể vọt trước mặt khúc nguy huyền nuốt chửng hắn nhưng vì bị tương trọng kính liều mạng lôi lại chỉ có thể cách khúc nguy huyền nửa bước vô năng cuồng nộ tương trọng kính liều mạng trấn an chân long đại nhân bình tĩnh dù cố tòng như có sắp vọt tới trước mắt đôi mắt khúc nguy huyền cũng không chớp không nháy hắn thấy vạt áo dính vụn gỗ giơ tay nhẹ nhàng phủi xuống tư thái bình thản nói không nên lời ở trước mặt khúc nguy huyền dường như thời gian đều trở nên chậm rãi theo hắn khúc nguy huyền ung dung quét xong vụn gỗ cũng chưa đưa mắt nhìn ác long đang dãy dụ muốn giết hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm tương trọng kính nói trọng kính linh thú ngươi nuôi dữ quá tương trọng kính hai người còn chưa kịp phản ứng lại khúc nguy huyền lại bồi thêm một câu khứ ý tông có trận pháp điều khiển linh thú đến chân long cũng phải cúi đầu nghe theo nếu ngươi muốn đến trung châu cứ nói với ta đến lúc đó ta sẽ đem trận pháp trận đưa ngươi tương trọng kính cố tòng nhớ, cả người cố tòng nhớ cứng đờ bản năng sinh ra một loại dự cảm nguy hiểm, nghiêng đầu nhìn trọng kính. Khổng tước tâm cao khí ngạo, thà chết cũng không muốn bị tu sĩ nhân loại thao túng, nhưng khứ ý tông lại làm nó cam tâm tình nguyện nhận chủ, thậm chí còn giống như một công cụ bình thường. Lúc trước cố tông như còn nghi hoặc khứ ý tông đã hứa hẹn với khổng tước điều gì, có thể làm nó bôn ba bán mạng vì khứ ý tông. Hiện tại xem ra, có lẽ khổng tước kia không phải cam tâm tình nguyện, mà là bị trận pháp trong lời khúc nguy huyền điều khiển, tùy ý bị nhân loại sử dụng. Cố tòng như nhìn tương trọng kính bên cạnh đang suy tư điều gì đó, ngực đột nhiên nhảy dựng, không hiểu vì sao có chút hoảng loạn. Nếu tương trọng kính thật sự muốn dùng trận pháp kia khiến mình phải cúi đầu nghe theo, vậy thì mình nên làm như thế nào đây? Bản thân sẽ muốn đồng quy vu tận với y sao? Cố tòng như rất mờ mịt, rõ ràng không lâu trước đây bọn họ vừa mới đạt thành giao dịch, vừa kiềm chế cũng vừa giúp đỡ cho nhau, lúc này mới qua bao lâu đâu, đã bị tên khúc nguy huyền này phá vỡ cân bằng. Cố Tông Như càng nghĩ càng hoảng loạn, nỗi hận đối với khúc nguy huyền càng lớn hơn, trong lòng ngũ vị trần tạp, khó chịu muốn chết. Khi lòng Cố Tông Như còn hoang mang, đột nhiên nghe thấy tương trọng kính mở miệng nói, không cần, Cố Tông Như sửng sốt, ngạc nhiên nhìn y. Nếu trận pháp đó thật sự hữu dụng, đối với tương trọng kính căn bản là trăm lợi không hại, vì sao y không muốn? Cố Tông Như đột nhiên cảm thấy chính mình thực sự không hiểu tương trọng kính. Khúc Nguy Huyền cũng chớp mắt, vì sao? hắn không phải là linh thú của ta, không cần cúi đầu nghe theo ta, tương trọng kính không biết đã nhìn ra cái gì, bất quá ta thật sự cảm thấy hứng thú với trận pháp này. Khúc Nguy Huyền vẫn hỏi, vì sao? Tương trọng kính hơi nheo đôi mắt lại, 60 năm trước, ta từng muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của khổng tước nên đã theo dõi nó một lần, nhìn thấy nó đi vào động phủ trong cấm địa khứ ý tông. Khúc Nguy Huyền nghiêng đầu, cố tổng như cũng bất tri bất giác không còn trừng Khúc Nguy Huyền, tầm mắt chỉ hiện hình bóng trọng kính cái đồng phủ đó khiến ta cảm thấy thật kỳ lạ, trực giác nói cho ta biết, nếu muốn sống thì không nên vào. Tương trọng kính thấy cố tổng như không còn dãy dụ nữa thì buông tay, chống cầm, lười nhát nói, 60 năm qua đi, ta mới biết được, khi đó trực giác đã cứu ta một mạng, dù khúc nguy huyền đã là khứ ý tông tông chủ, cũng chưa từng tiến vào cấm địa, hắn nói, động phủ kia là pháp trận thao túng khổng tước, động phủ kia cho ta cảm giác rất giống năm đó gặp chân lông, tương trọng kính nói, cho nên ta có suy nghĩ, nếu đó thật là trận pháp thao túng khổng tước, vậy mắt trận, y nhìn về phía cố tông nhứ, cười một chút, nói ra lời kinh người. Có phải là lông cốt hay không, con người của cố tông nhứ co rút, khúc nguy huyền vẫn luôn trầm mặt đột nhiên gật đầu, nói, ta hiểu rồi, tương trọng kính nghe thấy ngữ khí quen thuộc, hơi nhướng mày hỏi, ngươi hiểu cái gì, 60 năm trước. Mỗi lần khúc nguy huyền dùng câu ta hiểu rồi để nói chuyện, thường thường là cái gì cũng chưa hiểu. Quả nhiên, khúc nguy huyền nói, thì ra là trọng kính sợ ác long không chịu đi vào pháp trận mới lấy cớ tiền long cốt để lừa hắn đi vào tương trọng kính chết lặng hắn quả nhiên không hiểu cố tòng như không dễ dàng khôi phục bình tĩnh lại lần nữa chấn động tương trọng kính người khác nói cái gì ngươi cũng lập tức tin một khúc nguy huyền đã đủ khiến tương trọng kính đau đầu hiện tại còn thêm một con rồng không hiểu thế sự tương trọng kính ông đầu cảm thấy cực kỳ thống khổ tương trọng kính lười giải thích cho khúc nguy huyền càng giải thích càng loạn trước không nói cái này, năm đó là ai bảo ngươi đi vào tam độc bí cảnh trọng u hỏa, nhắc tới sự việc năm đó, mày khúc nguy huyền khẽ nhăn lại, tự hồ không muốn nhớ tới, nhưng tương trọng kính hỏi, hắn vẫn phải ngoan ngoãn nói, cha ta, khúc nguy huyền ho khan vài tiếng, chỉ nói mấy câu, trên mặt đã hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, tương trọng kính vốn dĩ còn muốn nói hỏi thêm vài chuyện, nhưng thấy hắn thế này, có chút lo lắng tiếng lên sợ trán khúc nguy huyền vừa đến gần đã bị nóng đến nỗi tay phải lùi về một chút. Tương trọng kính kinh ngạc nói, hỏa độc trên người ngươi, khúc nguy huyền lắc đầu, quể oải nói, không sao, ta đang dùng thủy hoàng thảo. Thủy hoàng thảo nằm sâu trong bùn ở nơi có hơi ẩm và âm khí nặng, cực kỳ khó tìm, có thể dùng nguyên anh của tu sĩ tạo thành nguyên đan để đông lạnh nó, là linh dược khắc chế hỏa độc. Tương trọng kính nói, ta đưa ngươi đi tìm mãn thu hiệp, khúc nguy huyền lắc đầu, thủy hoàng thảo là phương thuốc năm đó do hắn kê mày tương trọng kính nhăn càng chặt. Khúc Nguy Huyền không tiện ở lâu, hắn lấy từ trong tay áo ra một đóa hoa trắng đưa cho tương trọng kính, nói, đây là những việc năm đó ta biết được, ngươi xem có cần dùng hay không. Tương trọng kính tiếp nhận, hiện tại ngươi đã là khứ ý tông tông chủ, có từng gặp qua khứ ý tông trưởng lão chưa? Chưa từng, Khúc Nguy Huyền nói xong, đột nhiên nghiêng đầu, ngơ ngác nói, bất quá ta từng nghe có người nói với cha ta, nếu ta chết, sẽ tìm một tân. Tân đích ngư, người kế nhiệm tương trọng kính kinh ngạc cá cái gì cá khúc nguy huyền cũng không nghe rõ lờ mờ lặp lại tần đích ngư tương trọng kính tương trọng kính thấy dáng vẻ này của hắn liền khẳng định bản thân không có nghe lầm bất quá lời này quả thực có ý vị sâu xa nếu khúc nguy huyền chết sẽ tìm người kế nhiệm nếu tam môn thật sự làm ra cái chủ ý quỷ quái này thì hết tám phần khúc nguy huyền cũng sẽ giống túc tạm thanh bị người khác điều khiển dù tương trọng kính có thông minh trong lúc nhất thời cũng không đoán ra rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Khúc Nguy Huyền không ở lâu, sau khi nói xong, liền đứng đứng dậy, đờ đẫn nhìn tương trọng kính, nhỏ giọng nói, trọng kính, trọng kính ông ta một cái, tương trọng kính cũng không cảm thấy có vấn đề gì, giang hai tay đang muốn ông hắn, lại bị cố tòng như như hổ rình mồi đứng ở một bên kéo lấy cánh tay, thoáng dùng sức đã khiến tương trọng kính ngã vào trong lòng ngực hắn. Tương trọng kính, cố tòng như lạnh lùng nhìn khúc Nguy Huyền, một ngày kia ta sẽ giết ngươi khúc nguy huyền không thèm nhìn hắn còn đang chờ mong nhìn tương trọng kính muốn ông một cái cả người tương trọng kính ngã vào lòng cố tổng nhứ hai cái tay đều không biết phải đặt ở đâu hoảng loạn không còn dư sức chú ý đến khúc nguy huyền cuối cùng khúc nguy huyền hơi nghiêng đầu nhìn hai người một hồi lâu ngơ ngác gật đầu hắn nói ta đã hiểu tương trọng kính ngươi lại hiểu cái vẹo gì khúc nguy huyền chưa nói mình hiểu gì đã xoay người rời khỏi vô tận lâu lúa này cố tổng nhứ mới buông tương trọng kính ra khoanh tay lạnh lùng nói còn kiến ngu xuẩn tương trọng kính đang cố gắng trấn an cảm xúc đột nhiên sửng sốt tóm chặt cố tòng nhứ ngươi vừa nói cái gì cố tòng nhứ trừng y ta mắng hắn thì đã sao sao ngươi lại che chở hắn quá vậy chuyện năm đó không chừng hắn cũng thò một chân vào bây giờ lại trương ra vẻ mặt đáng thương xoay ngươi mòng mòng ngươi thế nào không phải tương trọng kính vội vàng đánh gãy lời hắn ngươi nói ngu xuẩn cố tòng nhứ thấy y không giống như muốn vấn tội do dự một chút mới nói ngu xuẩn thì sao con ngươi đen nhánh của tương trọng kính rất trong trẻo nhưng y lại nói ra một câu khiến người khác phát hoảng lúc nãy nguy huyền nói hắn đã nghe được mấy lời kia có phải thực sự rất ngu xuẩn hay không cố tòng nhíu ngẩn ra sau khi tương trọng kính nói xong dường như y đã nghĩ thông suốt cái gì đó nỉ non tự nói năm đó bọn họ vì sao phải lập mưu nhốt ta trong tam độc bí cảnh đúng rồi một trong tam độc là ngu si hai tật còn lại là tham dục và hận thù nhưng tấn sở linh không phải là người của tam môn hơn nữa vì sao Lâm Giang Phong đột nhiên sánh ngang hàng với Tam Môn, Lâm Giang Phong? Dịch quần đình, cố tổng như căn bản nghe không hiểu tương trọng kính đang nói cái gì, thấy y nói năng lộn xộn tự kỷ nửa ngày, nhìn không được đánh gãy dòng suy nghĩ của y. Tương trọng kính, tương trọng kính thất thần nói, cái gì, sắc mặt cố tổng như có chút khó coi, nằm đó chủ nhân ta. Khi y ngã xuống, ta còn nhỏ nhưng mơ hồ nhớ được có hình như có người lợi dụng, tam độc, công kích y tương trọng kính đột nhiên hoàn hồn kinh ngạc nhìn về phía hắn hai người đối mặt nhìn nhau trầm mặc một lúc lâu tương trọng kính mới hỏi chủ nhân ngươi gọi là gì cố tổng như lắc đầu ta không biết người khác đều gọi y là tiên quân tương trọng kính rũ mắt nhìn bông hoa trong lòng bàn tay đến thần bởi vì một chữ ngu của khúc nguy huyền tương trọng kính mơ hồ cảm thấy chính mình đã có phương hướng chỉ cần tìm được tam môn trưởng lão không chỉ tìm ra được chân tướng bản thân bị hãm hại còn có thể giúp cố tổng như tìm được chủ nhân hắn, Tương Trọng Kính thấy cố tổng như thất hồn lạc phách, giơ tay vỗ vai hắn, an ủi tiểu long một câu, "Đừng lo, chờ đến khứ ý tông rồi, có lẽ chúng ta sẽ biết được hành tung của chủ nhân ngươi." Y khó có một lần lương tâm trỗi dậy, vừa nói lời an ủi xong, cố tổng như liền hung dữ hất tay y ra, cả giận, "Đừng nghĩ là ta không nhìn ra ngươi muốn lừa ta tiến vào trận pháp." Tương Trọng Kính, vẻ mặt cố tổng như đầy tự tin viết, "Ta đã sớm nhìn thấu ngươi." đồ nhân loại giảo hoạt, tương trọng kính nhìn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng nhịn được xúc động muốn mắng hắn, bằng không ngốc lông này sẽ cho rằng mình bị nhìn thấu nên thẹn quá thành giận. Đúng vậy, tương trọng kính mặt vô biểu tình nói, ta chính là muốn lừa ngươi vào đó, làm cho ngươi cúi đầu xưng thần trước mặt ta, tốt nhất là có thể đem đầu ngươi làm đệm cho ta ngồi, cố tòng nhứ, tương trọng kính cứ như vậy nói trắng ra, cố tòng Như ngược lại có chút chần chờ, tương trọng kính. Tuy rằng tâm địa gian dảo, nhưng hẳn sẽ không sử dụng thủ đoạn âm hiểm như vậy. Cố Tông Nhíu suy nghĩ một hồi lâu, mới thử thăm dò nói, ngươi. Thật sự sẽ làm thế, tương trọng kính liếc hắn, chậm rãi nói, ngươi nói đi. Lúc này Cố Tông Nhíu mới vứt bỏ cảnh giác, đêm khuya, tương trọng kính trở về phòng, đem đóa hoa khúc nguy huyền giao cho bóp nát, một luồng ánh sáng như nước chảy nhập vào giữa trán tương trọng kính, chỉ trong nháy mắt. Tương trọng kính có cảm giác quay về thời điểm bị cầm tù trong tam độc bí cảnh 60 năm xung quanh là một màu đen nhánh, chỉ có tiếng gió gào thét, tương trọng kính chưa kịp chuẩn bị, hai chân lập tức mềm nhũng, suýt nữa ngã ngồi xuống mặt đất. Một đôi tay từ sau bướm tới, ông lấy eo tương trọng kính, không để y vì té ngã mà mất mặt, tương trọng kính kinh hồn chưa định, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một đôi kim sắc dựng đồng, đồng tử dựng đứng màu vàng, tam canh. Thanh âm của cố tổng như từ trong bóng đêm truyền đến, vẫn giống như suốt 60 năm tương trọng kính bị nhốt kia, chỉ cần tương trọng kính trêu đùa hắn vài câu, ác long sẽ không phục mà mở miệng cãi lại y. Đã nói không được gọi ta là tam canh, bằng không ta sẽ để ngươi ngã xuống. Nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường, tương trọng kính không thèm để ý, nhưng lúc này y thật sự bị dọa sợ, cơ hồ như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, nhóm mũi chân ông lấy cổ cố tòng nhứ, vội vàng nói, chân long ơi, tòng nhứ à, vừa dứt lời, tương trọng kính đột nhiên cảm giác thân thể mình ông bỗng nóng lên. Ngay sau đó, cố tổng như liều mạng đè áp, thanh âm tức giận truyền đến, nói chuyện đàng hoàng, ngươi đừng động thủ động cướp được không? Tương trọng kính, tương trọng kính phát hiện tư thế này của hai người trong bóng tối lại có chút ám mùi, y trấn tĩnh trở lại bộ dạng thông dong, cảm giác được thân thể cố tổng như căng chặt, tương trọng kính cười rộ lên, nói, không phải lúc trước ngươi cũng từng ông ta sao? Cố tổng nhớ, cố tổng như mắng y, ngươi vong ân phụ nghĩa, tương trọng kính cười ha ha. Có cố tổng như bên cạnh, dù ở nơi bóng tối trập trùng, nhưng có vẻ tương trọng kính không còn sợ nữa. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một loại tiếng bước chân, tiếp theo đó là ánh sáng của tây chiếu u hỏa lan khắp nơi. Tương trọng kính biết ký ức của khúc nguy huyền bắt đầu rồi, lúc này mới buông cố tòng nhứ ra, nhìn theo hướng ánh sáng. Quả nhiên, cách đó không xa khúc nguy huyền chính giờ tây chiếu u hỏa lên ung dung bước đi, một con khổng tước đứng trên vai hắn, u hỏa chiếu lên lông chim hoa mỹ thật chói lóa. 60 năm trước, Khúc Nguy Huyền vẫn còn là một thiếu niên non nớt, ánh mắt dại ra, tự như tên ngốc cũng có thể lừa hắn. U hỏa thật sự ở chỗ này, Khúc Nguy Huyền giơ tê chiếu u hỏa lên rọi xung quanh, thanh âm khổng tước truyền đến, đúng vậy, khuôn mặt nhỏ của Khúc Nguy Huyền xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, bước chân hắn thoáng nhẹ hơn, rất nhanh đã tìm được một quan tài. Khổng tước thấy thế, lập tức nói, u hỏa ở trong quan tài, mở ra, Khúc Nguy Huyền xoay quanh định hồn quan hai vòng, nghi hoặc nói, mở như thế nào? khổng tước thúc giục không phải tông chủ cho ngươi một khối ngọc thạch à dùng khối ngọc thạch đó khúc nguy huyền nghe theo lấy ngọc thạch ra tương trọng kính và cố tòng nhứ vừa thấy đều có chút giật mình ngọc thạch trong lòng bàn tay khúc nguy huyền vậy mà lại là một khối long cốt khúc nguy huyền theo phân phó của khổng tước thuận lợi mở định hồn quan ra nắp quan tài rơi xuống trong nháy mắt tương trọng kính tiến lên nương theo tầm mắt khúc nguy huyền nhìn qua nhìn người nằm trong quan đế người nọ là chủ nhân cố tòng nhứ y một thân hồng bào hoa mỹ, tóc màu mực xỏa trên sườn vai hồng y, khăn che mặt che kín khuôn mặt, hai thóc u hỏa ngoan ngoãn ngủ trên vai y, ánh sáng mỏng chiếu sáng khăn che mặt người nọ, chỉ cần một cái liếc mắt, đã có thể nhìn ra sinh thời nhất định là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, bởi vì định hồn quan mở ra, vô số luồng khí dũng mãnh xông vào quan tài, thân thể vốn còn bình thường bỗng hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, bên quan tài xuất hiện thật hắc long cực lớn, cố tổng nhíu vòng một vòng quanh định hồn quang, bảo hộ trong lòng mình. Bởi vì khổng tước đang ẩn thân nên nhất thời cố tòng như không biết ai mở định hồn quan của chủ nhân ra, ác long xưa nay chưa từng phẫn nộ, lại dùng đuôi ném u hỏa về phía khúc nguy huyền và khổng tước. Ác long khoảnh khắc hóa thành hắc y thiếu niên, giống như điên loạn bổ nhào vào định hồn quan muốn dùng toàn bộ linh lực giữ lại thân thể cho chủ nhân. Nhưng khi hắn mở hai tay ông lấy, đáp lại chỉ là một kiện hồng bào trống rỗng. Hắc y thiếu niên quỳ trong quan tài, ngơ ngác nhìn hồng y, đột nhiên không thể kiềm chế, đau khổ khóc thành tiếng. Cố tòng Nhứ đứng một bên đột nhiên ho khan, xấu hổ vươn tay che lại đôi mắt tương trọng kính, lúng ta lúng túng nói, đừng, đừng nhìn. Trong trí nhớ tương trọng kính cũng từng xuất hiện một đoạn này, nhưng y không biết người đó là Cố tòng Nhứ, hiện tại biết được ngược lại có chút đau lòng. Lại nói dù sao cũng là bọn họ xâm nhập vào tam độc bí cảnh trước, quấy nhiễu tới hắn, lại còn làm hỏng thi thể của chủ nhân người ta, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận tương trọng kính kéo tay cố tổng nhứ ra triều mến vỗ vỗ bả vai cố tổng nhứ trấn an nói tam canh của chúng ta thật quá ủy khuất sau này ta thương ngươi cố tổng nhứ khi cố tổng nhứ đến thấy hình ảnh đau đớn của chính mình trong ký ức cô đang dần biến mất tức khắc trời quan mây tạnh hắn mặt vô biểu tình nói ngươi đừng trêu ta chính là thương ta rồi tương trọng kính hướng hắn nháy mắt ta cũng không tùy tiện chọc người khác đây là cách ta thương ngươi nha cố tổng nhứ nổi giận thà rằng không có ta đây không cần tương trọng kính thể hiện vẻ mặt ta biết cười khẽ nói đừng thẹn thùng mà cố tòng như tức giận tiếp tục xem ký ức không muốn để ý tới y thiếu niên khúc nguy huyền đã nắm lấy u hỏa khi bị nó phóng tới hắn từ trên mặt đất bò dậy bắt lấy tê chiếu u hỏa rồi lập tức chạy ra bên ngoài ác long còn ông hồng y khóc không chú ý tới hắn bởi vì động tĩnh của ác long năm đó tương lĩnh không có tê chiếu u hỏa chỉ có thể chậm chạp tới muộn lúc đến nơi đã thấy khúc nguy huyền tóm chặt cái gì đó chạy như điên trọng kính. Bắt được u hỏa rồi. Đi mau, tương liễm kinh ngạc nói, cái gì, đúng vào lúc này, sắc mặt thiếu niên ác long trong định hồn quang lạnh lùng đứng lên, trên mặt còn vương nước mắt chưa khô, nhìn chầm chầm khúc nguy huyền gằn từng chữ một nói, ta muốn các ngươi phải chôn cùng y, dứt lời, cự long hóa hình, u hỏa trong tay khúc nguy huyền bị cố tòng nhíu đoạt lại, đột nhiên toạt một luồng ánh lửa, ầm ầm thổi quét qua thân thể khúc nguy huyền. Khúc Nguy Huyền hét thảm một tiếng, liền đẩy ra tương liễm, đỡ phải chịu u hỏa liên lụy. Sắc mặt tương liễm đột biến, nguy huyền, khúc nguy huyền chịu đựng ngọn lửa của u hỏa đốt cháy, tương liễm không đến gần được, dù kiếm ý âm lạnh đến đâu cũng không thể bắt u hỏa dừng lại. Lần đầu tiên tương liễm nếm trải cảm giác bất lực, bấy giờ, các đệ tử tam môn khác nhận được chỉ thị của khổng tước đã bay nhanh đến, nhìn thấy cự long cùng u hỏa hiếm thấy đều sợ ngay người, nhất thời không nên làm như thế nào cho phải. Tương liễm cơ hồ lạnh lùng nói, mau tới cứu người, nguy huyền, tương trọng kính nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình năm đó, mặt vô biểu tình che mắt cố tổng như nói, đừng nhìn, cố tổng như ngoài cười nhưng trong không cười, đừng thẹn thùng mà, tương trọng kính, không ai có thể dập tắt u hỏa, cho dù mọi người dùng hết biện pháp, hai ngọn u hỏa kia vẫn thiêu đốt mãnh liệt như cũ, chúng đã hoàn toàn bao trọn hết thân thể khúc nguy huyền, cự long lạnh lùng nhìn chầm chầm, không hề có ý định dừng tay. Tương liễm rút kiếm ra, Nhìn Cự Long khổng lồ kia trong lúc nhất thời không thể xác định bản thân có bao nhiêu phần thắng, không còn cách nào, y đành phải cắn răng, giống Thiêu thân lao đầu vào biển lửa vọt tới trước mặt Khúc Nguy Huyền, một tay ôm hắn vào lòng ngực, định vận dụng linh lực loại bỏ u hỏa. Hỏa diễm dữ dội trong chớp mắt càng hung hãn hơn. Khúc Nguy Huyền bị Thiêu, hơi thở thoi thóp, nhưng mạnh mẽ đẩy Tương Trọng Kính, thanh âm nghẹn ngào, "Trọng Kính, đi." Ngoài dự kiến của mọi người chính là, sau khi tương liễm tiến vào liệt hỏa, Cả người lại không có một vết cháy xém, đến một chút hơi nóng cũng không cảm giác được. Tương Liễm không kịp nghĩ nhiều, vươn tay bắt lấy hai ngọn lửa. Khúc Nguy Huyền lẩm bẩm nói, "U Hỏa, đưa cho Khổng Tước." Tương Liễm không nghe rõ, "Ai?" Thanh âm Khúc Nguy Huyền càng ngày càng nhỏ, "Nó nói lấy được U Hỏa, sẽ để ngươi tự do." Tương Liễm ngạc nhiên, "Cái gì?" Cuối cùng Khúc Nguy Huyền cũng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, ý thức chậm rãi tiêu tán. Tương Trọng Kính Châu mày nhìn đoạn ký ức này cách đó không xa khổng tước đậu trên một khối bia mộ lạnh lùng thu hết tình hình vào tầm mắt con ngươi của khổng tước lãnh lệ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mồi lửa nếu không phải kiên kỵ ác long chắc chắn nó sẽ xông ra cướp đoạt ký ức dừng ở đây bạch hoa giữa trán tương trọng kính tiêu tán y chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm rèm giường quen thuộc hồi lâu mới lẩm bẩm nói thì ra hắn trọng u hỏa là vì ta khúc nguy huyền che giấu quá giỏi chỉ là tương trọng kính nghe xong vài câu nói đã có thể đoán được khúc nguy huyền trộm u hỏa không phải là vì khứ ý tông tông chủ khúc hành sự thật là do giả tâm to lớn của khổng tước khúc hành yêu thương khúc nguy huyền như vậy không có khả năng bắt hắn một mình trộm u hỏa từ móng vuốt của ác long đối với khổng tước bị giam cầm mà nói sở dĩ nó mạo hiểm lớn như vậy lợi dụng khúc nguy huyền đi đoạt u hỏa hẳn là vì u hỏa có thể giúp nó tự do đáng thương cho khúc nguy huyền có thể buông bỏ tánh mạng cuối cùng lại chẳng được gì tương trọng kính nhớ lại bộ dạng hiện tại chỉ còn da bọc xương của khúc nguy huyền, liền cảm thấy lòng ngực thật nhói. Cố tổng như rầu rĩ ông đầu gối không hé răng. Dù có như thế, khúc nguy huyền vẫn là kẻ phá hỏng thân xác chủ nhân hắn. Không thể tha thứ, con ngươi tương trọng kính ảm đạm nhẹ giọng nói, khắp tam môn, chỉ có hắn đối tốt với ta, lúc trước ta không nên nghi ngờ hắn. Cố Tông như vốn dĩ đang thở phi phì, nhưng thấy tương trọng kính quá khổ sở, lửa giận đang thiêu cháy tâm tình hắn không biết làm sao đột nhiên biến mất. Tương trọng kính giơ tay xoa xoa hai ngọn u hỏa trên hoa tai, ta phải giúp hắn tìm cách giải hỏa độc. Nếu lúc trước, nghe thấy tương trọng kính muốn cứu khúc nguy huyền, cố tổng nhứ đã sớm bạo nộ ngăn cản, nhưng lúc này không biết có phải vì biểu tình vừa tự trách lại vừa đau đớn của tương trọng kính hay không. Câu nói ta không cho, đã đến miệng lại không thể thốt nên lời. Ngươi cứ thử đi, cố tổng nhứ hừ lạnh một tiếng, xem ngươi làm sao giải u hỏa độc của chủ nhân ta, ta ở đây chờ xem. Tương trọng kính thấy cố tổng như không ngăn cản, kinh ngạc đánh giá trên dưới hắn một hồi lâu, mới buồn bã nói, ngươi không bị người ta đoạt xá chứ, cố tổng như trừng y, vậy ngươi đừng giải nữa. Tương trọng kính nói, ai, này mới đúng nè, cố tổng như, ác long thiếu chút nữa tức giận đến cắn y, lời nói đã định, đêm đó, có lẽ vì vào tam độc bí cảnh trong trí nhớ của khúc nguy huyền ngày trước đều ngủ đến sáng mà giờ tương trọng kính lại ngoại ý muốn gặp ác mộng. Trong mộng y vẫn bị nhốt trong thạch quan, bất luận có dãy dụ kêu gào như thế nào đều không thể chạy khỏi cục đá lạnh như băng trong không gian đen kịt đó. Tương trọng kính cuộn tròn mình lại, phát ra từng tiếng hít thở dồn dập, cố tòng như không muốn ngủ cùng tương trọng kính trên một cái giường liền ngồi ở mép giường tu luyện, chân long đại nhân thật vất vả hạ quyết tâm nghiêm túc tu luyện, còn chưa chuyên tâm được một canh giờ, đã bị tiếng thở dốc của tương trọng kính đánh gãy. Cố Tổng như tức giận quay đầu lại, còn tưởng rằng phải đón nhận mấy lời nói thô tục không ngừng của đăng độ tử này khi mộng xuân như ngày trước, nhưng vừa quay đầu lại thấy tương trọng kính cuộn mình run rẩy, Trên mặt sớm đã đầy nước mắt, Cố Tổng như sửng sốt, tương trọng kính nhẹ giọng nói mê, tam canh, Cố Tổng như nhìn y hồi lâu, biệt nữ nằm xuống hóa thành nguyên hình, thân mình thô dài lượng một vòng quanh tương trọng kính, bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi kia, đầu rồng gối lên đuôi. Kim sắc dựng đồng nhìn khuôn mặt tương trọng kính hơi thở lạnh lẽo của chân long vây lấy tương trọng kính ngoài dự đoán chính là dù cố tòng như không hề chạm vào y nhưng tương trọng kính đang run bần bật lệ rơi không ngừng lại như bắt được cọng rơm cứu mạng bình yên ngủ thiếp đi một hồi lâu thân mình y chậm rãi thả lỏng nước mắt trên mặt cũng ngừng rơi cố tòng như khẽ thở dài nhẹ nhõm tiện đà hừ một tiếng bỗng nhiên đắc ý người này ngày thường không phải rất kiêu ngạo sao hiện tại ngủ một giấc cũng phải có rồng đến bồi quá dính rồng rồi nha cố tòng như đắc ý xong, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên tương trọng kính thả lỏng người mơ hồ duỗi tay, ông lấy tiểu hắc long vào lòng, cố tòng như, cố tòng như sợ tới mức cả người run lên, cái đuôi không chịu khống chế cuốn lấy mắt cá chân tương trọng kính, tương trọng kính ngủ rất say, ông vẫy rồng lạnh như băng khiến y run lập cập, nhưng vẫn không chịu buông tay, còn giống như ngày thường ông chăng vậy, gương mặt nhẹ nhàng cỏ lên lông lân, cố tòng như, nếu cố tòng như là tiểu bạch long, một cò này khẳng định sẽ biến thành tiểu hồng long ngay lập tức. tương trọng kính ngửi được mùi hương quen thuộc trên mặt hiện lên ý cười mơ hồ, nói mê là tam canh à. vốn muốn cưỡng chế đẩy tương trọng kính ra, nhưng nghe thấy lời này cố tòng như đột nhiên không thể hạ thủ. cố tòng như mềm lòng để mình bị tương trọng kính ôm suốt một đêm. sáng sớm hôm sau cái đuôi đã cương cứng. khi ánh mặt trời đã lên cao, mãn thu hiệp như thường lệ tới gọi y rời giường. rèm giường truyền đến câu trả lời của tương trọng kính, biết rồi nhận thấy tiếng bước chân của mãn thu hiệp rời đi tương trọng kính lười biến gối đầu lên cánh tay cười khẽ nhìn ác long trong chăn đã cương thành cây cột chân long đại nhân đúng là chính nhân quân tử tối hôm qua còn nói cái gì không muốn ngủ cùng ta trên một cái giường không nghĩ tới hơn nửa đêm liền chui vào chăn trộm hoa trộm ngọc vẫy của cố tòng như như bị thiêu đỏ cả giận nói rõ ràng là ngươi tương trọng kính không cho hắn cơ hội biện giải ngắt lời nói tam canh à ngươi không giống người khác nếu muốn cùng chung chăn chung gối với ta cứ nói thẳng, ta chắc chắn đáp ứng, y hư một tiếng, giật giật cẳng chân, con ngươi công thành vần trăng non, cười vừa tà mị lại vừa hư hỏng, còn cuốn lấy mắt cá chân ta. Tam canh có biết ở nhân thế, chạm vào mắt cá chân người khác chính là cầu hoang không, cố tòng nhứ, cố tòng nhứ thật sự không biết cái này, sợ tới mức lập tức muốn nằm lấy đuôi, nhưng hắn cuốn cả đêm, đến đuôi cũng mất cảm giác, hắn chợt cử động nhưng vì không điều khiển được lực đạo, chẳng những không buông ra ngược lại còn kéo mắt cá chân tương trọng kính lại. Hai người cách nhau càng gần. Nội tâm cố tông như hỏng mất, a a a. Tương trọng kính vẫn duy trì động tác mũi chân câu lấy lông thân, cổ quái nói, quả nhiên là sắc lông, cố tông nhứ, sắc lông, cố tông nhứ rít gào, ta, không, có, tương trọng kính mặc kệ hắn có hay không, dù sao trong lòng mình rất sảng khoái. Lúc trước đáp ứng để mãn thu hiệp vẽ đến khi thoải mãn, hơn nữa sau đó tương trọng kính phải lập tức rời khỏi vô tẩn đạo xem như tỏ thái độ bồi thường cho hắn lại lần nữa làm mẫu cho mãn thu hiệp họa mỹ nhân đồ cố tòng nhứ không thể rời khỏi y tương trọng kính đành phải mang theo hắn cùng nhau đi mãn thu hiệp vừa thấy cố tòng nhứ lập tức quay đầu lợi ích ý nhiều nói xấu cố tòng nhứ cố tổng nhứ lành lành nói ăn tương trọng kính vội nói không thể không thể y ngăn cản ham muốn ăn thịt của ác long sông, nhìn về phía mãn thu hiệp nói, ngươi mang khăn che mặt đi, không mang, mãn thu hiệp cười lạnh, đây là phủ đệ của ta, không có lý nào chủ nhân phải mang khăn che mặt, hoặc là bảo hắn lăn, hoặc là khiến hắn bò, tương trọng kính, cố tổng như lạnh lùng nói, ta muốn ăn, tương trọng kính quả thực đau đầu với hai người này, cuối cùng đành bất đắc dĩ bảo cố tổng như biến thành tiểu long cuốn lên cánh tay mình, bấy giờ hai người kia mới thoải mái, tương trọng kính nửa dựa vào ghế bập bên, trên tiểu án bên cạnh có một đống kiếm phổ tối nghĩa khó hiểu mà mãn thu hiệp vơ vét vì y y cầm lấy một quyển sách trong trí nhớ để hiểu những từ mà y không biết rõ trong đó cố tổng nhứ không biết y đang gõ bàn tính gì trong đầu nhưng vừa nhìn thấy một trang giấy rậm rạp văn tự kia tức khắc cảm thấy y cũng là kỳ nhân giống như chủ nhân hắn tiểu long từ trong tay áo bò ra biến thành một bóng dáng cao lớn ghé đầu vào vai tương trọng kính cũng tò mò nhìn đám chữ kia cố tòng nhứ vô thức dùng đuôi cuốn quanh cẳng chân tương trọng kính thậm chí tương trọng kính nghiêm túc đọc sách cũng không để ý hành động này. Mãn thu hiệp quy của họa vưu vật đang dựa trên ghế bập bên vào mỹ nhân đồ, nhìn thấy cảnh tượng này, mày đột nhiên khẽ nhíu lại. Tương trọng kính tập lâu cũng quen với việc bị người khác vẽ, sớm đã không để ý đến sự tồn tại của mãn thu hiệp, đọc sách cực kỳ nghiêm túc, có đôi khi cố tòng như hỏi y vài chữ, y sẽ ra vẽ rụt rè mà trầm giọng đọc lại từ đó, thường xuyên thu được tầm mắt ngưỡng mộ của cố tòng. Mãn thu hiệp hạ bút như du lông, nửa ngày sau, a à, một tiếng, nói, tối hôm qua, Tống Hữu Thu tới đây một chuyến còn mang theo quan tài. Tương Trọng Kính vừa vặn xem xong một quyển kiếm phổ, nghe vậy ngước mắt hỏi, quan tài gì? Mãn Thu Hiệp ngửa đầu, chống cầm lên tiểu án, à, thạch quan, nghe nói là định hồn quan. Tương Trọng Kính vội dừng ghế bật bên lại, chuẩn bị xoay người đi đến tiểu án, tầm mắt vướng phải cái đuôi rồng cuốn trên cẳng chân mình. Tương Trọng Kính, cố tòng nhớ, xung quanh là sự im lặng chết chóc cố tòng nhứ không giấu vết đem buông đuôi ra, làm như chưa từng có chuyện gì. Tương trọng kính cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, cố tòng nhứ thẹn quá thành giận, khẽ lắc đuôi chạm vào chân tương trọng kính, nói, ngươi đi xem quan tài đi. Tương trọng kính dừng ánh mắt dở cợt, cuối người cầm quan tài lớn bằng bàn tay đặt trên tiểu án lên. Đây đúng là định hồn quan được tống hữu thu thu nhỏ lại nhiều lần. Cố tòng nhứ nói, ngươi cần quan tài này làm gì? Cố tòng nhứ còn tưởng tương trọng kính bị quan tài dọa thành bóng ma tâm lý, không nghĩ mình còn cơ hội nhìn thấy định hồn quan. Tương trọng kính hít mắt nhìn trái nhìn phải định hồn quan, thất thần nói, Ngươi biết 60 năm trước, ta bị lệ quỷ quấy phá bao nhiêu lần không, cố tông nhớ, hả? Mãn thu hiệp không chút để ý mà tiếp lời, từ nhỏ ngươi đã bị lệ quỷ quấy phá, làm sao đến rõ bao nhiêu lần. Năm đó ngươi không thích tới vô tận lâu không phải vì nơi này của ta quá nhiều người chết sao, cố tổng như kinh ngạc nhìn tương trọng kính. Theo hắn biết, từ sau khi tương trọng kính ra khỏi bí cảnh, chưa từng gặp phải nửa cái ảnh quỷ. Tương trọng kính cười, nhàn nhạt nói, cho nên ta hoài nghi định hồn quan có thể ổn định thần hồn của ta, cố tông như cả kinh. Sau khi rời khỏi bí cảnh, chỉ một lần ở linh lung tháp làm thần hồn bất ổn, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Tương trọng kính nhẹ nhàng gõ lên định hồn quan, chậm rãi nói, nếu đổi lại là 60 năm trước, chỉ cần một lần vào linh lung tháp cũng đủ để lời quỷ đoạt xá ta cả trăm lần. Mãn thu hiệp gật đầu, ừm nhưng chung quy thần hồn của ngươi vẫn không được đầy đủ nếu rời khỏi vô tẩn đạo không có ta bên cạnh giúp ngươi củng cố thần hồn ngươi vẫn không thể tới gần linh lung tháp tương trọng kính buông thạch quan ra những mày nói ngươi biết ta phải rời khỏi vô tẩn đạo mãn thu hiệp nếu có chuyện quan trọng với người ngươi sẽ không ở lại một chỗ quá lâu ta đã sớm liệu đến tương trọng kính còn tưởng mãn thu hiệp biết mình phải đi sẽ nổi điên không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh như vậy nhưng điều bất ngờ còn ở phía sau, trong nháy mắt mãn thu hiệp liền nhiên đầu tô màu ở phần viện không chút để ý nói, người đi đâu ta sẽ dọn vô tận lâu đến nơi đó, ta có rất nhiều tiền, tương trọng kính, tương trọng kính mặt vô biểu tình, thật ra cũng không cần phải như thế, mãn thu hiệp không hé răng, xem ra đã hạ quyết tâm, tương trọng kính thở dài một hơi, hoàn toàn bó tay với mãn thu hiệp, có thể vì một khuôn mặt mà làm ra nhiều chuyện điên rồ như vậy toàn bộ cửu châu ngoại trừ mãn thu hiệp chắc chắn không còn ai khác sau khi vẽ tranh xong tương trọng kính từ ghế bập bên đứng dậy đi về phía trước rất hứng thú nhìn tập tranh mãn thu hiệp vẽ hôm nay mãn thu hiệp là người điên bình thường vẽ không cần người chỉ dựa theo trí nhớ nhưng kỹ năng hội họa thực sự rất ưu tú biết mỗi lần xem sẽ muốn đánh hắn nhưng tương trọng kính vẫn không kìm nổi muốn nhìn xem rốt cuộc hắn vẽ cái gì chỉ là lần này tương trọng kính vừa nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức trầm xuống Cố tổng nhứ trên cổ tay tương trọng kính cũng ló ra nửa cái đầu nhìn bức tranh kia, liếc mắt một cái, toàn bộ long thân tức khắc còn nóng hơn u hỏa. Hôm nay mãn thu hiệp không vẽ mỹ nhân đồ hay miêu mèo gì đó, không biết là cái gì kích thích linh cảm hắn, hắn vẽ một sấp ác long cuốn thân đồ, y phục của mỹ nhân trong tranh đã giải khai quá nữa, hắc long cuốn lung tung trên người y, rõ ràng cái gì cũng chưa làm quá mức, nhưng có thể khiến người ta vừa liếc mắt đã mặt đỏ tim run. Tương trọng kính, cố tòng nhứ cả người tương trọng kính lạnh toát, u họa phóng ra, sau khi đốt bức tranh trong tay thành tro tàn, tầm mắt liếc nhìn mãn thu hiệp đang vừa lòng thỏa mãn. Dưới vô tận lâu, Vân Nhiên Lý cầm một chuỗi hồ lô ngào đường cùng ăn với tiểu phượng hoàng trên vai, vừa đi vừa nói, hay, ta phải làm sao bây giờ? Muốn mở lạc xuyên lộ phải tìm được nhãi tranh bị người cửu châu bắt cóc. Hắn ta vốn phạm tội lớn, nếu để ta tìm được, bản tôn chủ chắc chắn sẽ đánh chết hắn dù có là huynh đệ thân sinh cũng đừng mong ta thủ hạ lưu tình. Tiểu Phượng Hoàng bẹp bẹp miệng, phun ra hai hột sơn trà, bình tĩnh nói, thiếu tôn, ngài chưa phải là tôn chủ đâu. Vân Nhiên Lý không kiên nhẫn nói, linh lực cửu châu này càng cổ dơ bẩn, dù y có liều mạng tu luyện, cảnh giới tu vi chắc chắn còn kém xa ta, vị trí tôn chủ sớm muộn gì cũng là của ta. Nếu ngươi dám nói thêm ta lập tức nướng ngươi, Tiểu Phượng Hoàng không dám hé răng, nghĩ thầm, vẫn là nam nhân mang khăn che mặt ôn nhu nha thật muốn được y ông một cái. Đúng lúc này, ở vô tận lâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó có một người từ trên lầu rơi xuống, giữa tiếng kinh hô, người đó thẳng tắp rơi xuống trước mặt Vân Nhiên Lý. Vân Nhiên Lý, Vân Nhiên Lý yên lặng thu cái chân vừa định dẫm xuống trở về, người úp mặt lên đất chính là Mãn Thu Hiệp. Mãn Thu Hiệp giống như không có việc gì, từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ ống tay áo, ngửa đầu hướng lên lầu kêu, ngươi cẩn thận chút, đừng làm bẩn mặt ngươi. Vân Nghiên Lý cùng Tiểu Phượng Hoàng ngửa đầu nhìn lên, trên vô tận lâu, người nọ vận hồng y, xung quanh có hai ngọn lửa hồng lam bao phủ che khuất mặt y, từ trên cao nhìn xuống Mãn Thu Hiệp, khí thế mang trên người đều là sát ý lạnh lẽo không hề che giấu. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện tay người nọ đã hồng đến độ rỉ máu. Vừa rồi chính là y đánh hạ Mãn Thu Hiệp, bởi vì ánh mắt của Vân Nhiên Lý cùng Tiểu Phượng Hoàng hướng tới, tương trọng kính mặt vô biểu tình đột nhiên chuyển tầm mắt sang xuyên qua khe hở của ngọn lửa lộ ra một đôi mắt hờ hững lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Vân Nhiên Lý, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên run rẩy, sợ hãi nhích lại gần cổ Vân Nhiên Lý, khí thế người này. Sao lại giống tôn chủ đến vậy, thật đáng sợ, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mãn Thu Hiệp mang theo Vân Nhiên Lý vào vô tận lâu, đối với Vân Nhiên Lý, Mãn Thu Hiệp rất có kiên nhẫn dù sau đây cũng là một trong số ít người chủ động đến vô tận lâu mà tự giác mang theo mặt nạ, mãn thu hiệp thực thích nhãn lực của hắn. Chỉ là khi đến căn phòng tương trọng kính đang chờ, họ vân kia quen thuộc tháo mặt nạ ra. Mãn thu hiệp, huyết lệ thiếu chút nữa chảy đầy mặt mãn thu hiệp. Vân nhiên lý thấy mãn thu hiệp vẽ mặt thống khổ xông ra ngoài, nghi hoặc hỏi tương trọng kính, hắn làm sao vậy? Tương trọng kính vẫn mang khăn che mặt, vì còn tức giận những bức họa đó, hiếm khi im lặng không lên tiếng. Sau bình phong, cố tòng nhíu bắt chéo chân híp mắt nhìn vân nghiên lý qua khe hở của bình phong quả nhiên gương mặt kia cực giống tương trọng nếu tương trọng kính cởi bỏ khăn che mặt hai người nhất định sẽ nhận ra nhau không chút do dự vân nghiên lý thấy tương trọng kính không trả lời cũng không hỏi nhiều đưa một bức họa qua nói đây là đây là chân dung ta đã nhờ người ta vẽ những lời này còn chưa nói xong con người của tương trọng kính nhìn bức họa như gặp phải bóng ma tâm lý lập tức co rút lại ngọn lửa trên hoa tai vừa ngừng lại tiếp tục bùng lên liệt hỏa thiêu trụi bức họa trong tay vân nghiên lý vân nghiên lý tay mắt vân nghiên lý lanh lẹ vội rút bức tranh về nhíu mày nói ngươi làm gì đó tương trọng kính mặt vô biểu tình nói đây là vẻ cái gì vân nghiên lý không phải muốn tìm người sao tất nhiên là phải có chân dung nếu không ngươi dựa vào gì tìm người tương trọng kính nghe thế sửng sốt một chút mới hoàn toàn bình tĩnh lại y giơ tay sờ sờ vành tai nóng rực một hồi lâu mới ho mạnh một tiếng, khôi phục lại bộ dạng trấn định. Nói như vậy, ngươi đồng ý đưa ta đến Vân Trung Châu một chuyến, từ Vân Nhiên Lý bất chấp tất cả nói, cùng lắm thì bị phụ tôn tẩn một trận, chỉ cần có thể đưa ta trở về Vân Trung Châu. Tương trọng kính nhàn nhạt cười, ngươi sẽ không vô ích, Vân Nhiên Lý đem bức họa đưa cho y, thúc giục nói, khi nào thì chúng ta đi tìm người. Không vội, tương trọng kính tiếp nhận bức họa, nói, nửa tháng sau, ta nhất định sẽ đưa người đến trước mặt ngươi. Vân nhiên lý tìm lung tung cửu châu suốt một tháng như rồi nhặn không đầu cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào về người nọ, nửa tháng trong lời tương trọng kính nói ra đối với hắn thực sự rất ngắn, hắn gật đầu đồng ý, nói, ngươi không được gạt ta, tương trọng kính cười nói, ta cũng không có gạt người, cố tòng nhíu ngồi sau bình phong nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, không gạt người, cũng không biết ai đó lấy đâu ra liêm sĩ để nói những lời này, tương trọng kính nói, mấy ngày nữa ta sẽ đến trung nguyên cửu châu, nửa tháng sau ngươi ở chỗ này đợi ta, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đến. Vân Nhiên Lý lập tức nói, ngươi đi đâu, ta cũng đi cùng ngươi. Nếu ngươi nửa đường chạy trốn ta phải đến nơi nào nói lý lẽ, tương trọng kính cổ quái nhìn hắn, ngươi không tín nhiệm ta, sao lại chịu để ta giúp ngươi tìm ngươi. Vân Nhiên Lý ngửa đầu hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói, ngươi là người cửu châu duy nhất mà bản tôn xem trọng, tương trọng kính buồn bã nói, chỉ vì ta thọc ngươi một kiếm, Vân Nhiên Lý. Vân Nhiên Lý thẹn quá thành giận, rút kiếm ra, lạnh lùng nói, tới đi. Tương Trọng Kính buồn cười, một chút cũng không sợ linh kiếm sắc bén của hắn còn lười biến đứng dậy nhẹ nhàng đẩy mũi ra, duỗi người, nếu ngươi muốn theo, vậy thì cùng nhau đi. Lúc này Vân Nhiên Lý mới thu kiếm về, miễn cưỡng đáp ứng. Tương Trọng Kính nói mấy ngày sẽ đi, tiễn Vân Nhiên Lý xong liền trở về phòng bắt đầu thu thập hành lý. Cố Tổng như khoanh tay dựa vào khung cửa, chăm chú nhìn y nhẹ nhàng cất mấy cái đổi vận phù vơ vét trong nhiều ngày vào nơi trữ vật, hờ hững nói, ngươi thật sự muốn vân nhiên lý đi cùng, ừm, tương trọng kính cầm một cây đèn, trái phải nhìn nửa ngày, mặt mũi thống khổ nhăn thành một cục, thuận miệng nói, thân thủ hắn rất tốt, có thể đảm nhiệm chức vụ đấm đá miễn phí, cố tổng như sớm biết y mang theo vân nhiên lý không phải có ý tốt, nghe câu trả lời đó liền tức giận nói, không phải ngươi nhờ ta bảo vệ ngươi sao? Còn cần những người khác làm gì? thừa thải ta đã nói rất nhiều lần tam canh ngươi không giống những người khác tương trọng kính thâm tình nhìn hắn nói nếu thật sự phải đối mặt với thời điểm sinh tử ta nhất định sẽ không để ngươi mạo hiểm cố tông nhứ dù biết tương trọng kính chỉ làm ra vẻ đạo mạo để nói lời cật nhã trêu chọc mình nhưng đầu quả tim vẫn có chút trung lên tự như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua sau khi tương trọng kính nói xong liền xách hai ngọn đèn đưa đến trước mặt cố tòng nhứ dùng ánh mắt trong mong nói tiểu tâm can hai ngọn đèn này ngươi giúp ta chọn một cái đi. Cố Tòng Nhứ, Cố Tòng Nhứ ngạc nhiên nhìn Y, không nghĩ Tương Trọng Kính có thể mặc không đổi sắc nói ra ba chữ Tiểu Tâm Can. người này quả thật không biết xấu hổ, thật là đáng sợ. trong lòng Cố Tòng Nhứ rung bần bật. Tương Trọng Kính còn đang nhìn hắn, Tiểu Tâm Can. Cố Tòng Nhứ bị Y gọi đến đỏ mặt, gượng gạo nói, hai cái này có gì khác nhau? không khác nhau à, Tương Trọng Kính sách theo đèn xông tới, chỉ một chi tiết cho Cố Tòng Nhứ xem, ngươi xem nha mép viền của cái này là những viên bi cái kia lại có hình lá gai làm sao có thể giống nhau cố tòng nhứ cố tòng nhứ không thể tưởng tượng nổi trong mắt hắn hai cái đèn này hoàn toàn giống nhau như đúc căn bản không hiểu tương trọng kính rối rắm chuyện gì cái này đi cố tòng nhứ tùy tiện chỉ một cái lập tức tương trọng kính như vừa giải quyết được nhân sinh đại sự y thở vào nhẹ nhõm nháy mắt cười với cố tòng nhứ một cái tam canh và ta đúng là tâm hữu linh tê suy nghĩ thật giống nhau cố tòng nhứ Tương trọng kính thuần thục nói xong lời cật nhã, để lại một ký hiệu trên ngọn đèn được chọn. Cố tông như ra vẻ trấn định, dư quan liếc qua phát hiện trên đó viết một hàng chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp, do tam canh chọn. Tương trọng kính đánh dấu xong, giơ tay muốn đặt đèn vào nơi trữ vật, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đành lòng, dùng ngón tay chạm nhẹ, ngọn đèn trực tiếp thu nhỏ bằng nửa đốt ngón tay, y xỏ vào tai làm hoa tai. Cố tông như nhìn thấy hành động này của y, không biết tại sao mặt đột nhiên có chút đỏ. Người này. Trong lúc vô ý, nhất cử nhất động sao có thể câu nhân như vậy, Tương Trọng Kính gần như đã thu dọn xong đồ đạc, liền đi tìm Mãn Thu Hiệp, muốn hỏi đến Trung Nguyên ngoại trừ thông qua Linh Lung Tháp, còn có cách nào tiện lợi hơn không? Chờ đến khi y tìm được Mãn Thu Hiệp, thì thấy hắn đang thì thì thầm thầm cùng Tống Hữu thu viết giấy, cũng không biết đang thương nghị việc gì. Đến khi Tương Trọng Kính lại gần, mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Nếu không ai mua vô tận lâu, vậy thì bỏ đi. Ngươi nhanh chân đến Trung Nguyên xây vô tận lâu cho ta, phải làm tốt, một chi tiết nhỏ cũng không được xem thường. Đại nhân à, ngắn ngủn mấy ngày có phải hơi làm khó người quá không? Ta lại cho ngươi thêm mười vạn ngọc thạch. Thành giao, thành giao. Trong vòng năm ngày ta nhất định sẽ xây dựng một vô tận lâu ở Trung Nguyên giống y như đúc cho ngài. Tương trọng kính, sắc mặt tương trọng kính cổ quái tiến lên gõ nhẹ tiểu án, nhàn nhạt nói, ngươi còn có thể kiến lâu. Y còn vốn tưởng trong đầu tống hữu thu chỉ biết bán quan tài. Tống Hữu Thu vừa thấy Tương Trọng Kính, vội hành lễ nói, gặp qua kiếm tôn. Tương Trọng Kính gật đầu, tùy tay ném một túi đồ ăn của Quỳnh Nhập Nhất cho hắn, nói, tiền công ngươi giúp ta đưa định hồn quan về, đa tạ. Ánh mắt Tống Hữu Thu sáng lên, vội nói, khách khí khách khí, tuy túc tạm thanh đã thay Tương Trọng Kính bồi thường quan tài ti nam tơ giá cả cũng đủ để mua một trăm cổ quan tài, nhưng Tống Hữu Thu vẫn không hề giữ khẽ, không chịu buông tha bất cứ cơ hội kiếm nào. Tương trọng kính nhìn văn khế trên tiểu án của hai người, kinh ngạc nhướng mày, ngươi thật sự định xây một vô tận lâu ở Trung Nguyên. Đúng đúng, tâm tình tống hữu thu cực tốt, đến nỗi đôi mắt đều công thành vần trăng, tiểu quan tài trên người giống như lục lạc trung động, đạo lý xây kiến lâu và quan tài giống nhau, không phải đều cho người ở sao. Tương trọng kính, khóe môi tương trọng kính giật giật, hai cái này có thể giống nhau sao? Sớm hay muộn tống hữu thu cũng bị người ta đánh chết. Tống hữu thu đã kiếm được rất nhiều tiền, mỉm cười nói ít lời khách sáo rồi cầm văn khế hành lễ cáo từ. Ánh mắt mãn thu hiệp trong mông nhìn mặt tương trọng kính, nói, vẫn là mặt ngươi dễ nhìn, mặt người kia có điểm giống ngươi, nhưng sao vẫn xấu như vậy? Nếu một ngày ta không nhìn thấy ngươi, ta phải sống thế nào đây? Tương trọng kính, mãn thu hiệp đối với vạn sự xung quanh đều không thèm để ý, điều làm hắn thỏa mãn nhân tâm chỉ có gương mặt của tương trọng kính, dù vân nghiên lý có giống tương trọng kính đến mấy, hắn cũng lười đuổi theo tìm hiểu không trì hoãn việc hắn ngắm mặt là được tương trọng kính liếc hắn cho nên người liền tiêu phí nhiều ngọc thạch như vậy mãn thu hiệp căn bản không thèm quan tâm ta có rất nhiều ngọc thạch tương trọng kính tương trọng kính vô pháp lý giải vì sao bản thân mình là quỷ nghèo bên cạnh lại xuất hiện một đám người giàu như mãn thu hiệp thậm chí đến quỳnh nhập nhất còn dùng ngọc thạch làm thức ăn cũng may tương trọng kính không có đam mê mua linh vật ngày thường cũng chỉ tích góp một ít đổi vận phù và vài ngọn đèn có hình dáng khác nhau tổng thể cũng không tốn bao nhiêu. Cố tổng như ngồi trên sông cửa sổ lười nghe bọn họ nói chuyện, hắn đưa lưng về phía mãn thu hiệp nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng ấy còn muôn màu muôn vẻ hơn cả thuốc nhuộm của mãn thu hiệp. Tương trọng kính đem mục đích của mình nói với hắn, tìm đường khác đi trung nguyên, mãn thu hiệp ngẫm nghĩ, ngươi không thể dùng linh lung tháp, nhưng không phải ngươi có chân lông sao. Tương trọng kính nghiêng đầu, hả? Mãn thu hiệp nói, tốc độ di chuyển của chân lông cực nhanh, bình thường chỉ dùng một ít linh khí đã nhanh hơn rất nhiều, so với linh lung tháp còn an toàn hơn. Tương trọng kính như có gì đó suy tư, y thật sự không nghĩ tới còn có thể dùng cố tòng nhứ để đi đến Trung Nguyên. Khi tương trọng kính còn tự hỏi, mãn thu hiệp như có linh cảm, đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, hắn tùy tay cầm lấy cây bút bên cạnh, dùng mực còn chưa khô vẽ vài nét phát thảo lên trang giấy. Tương trọng kính trong lúc vô ý cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt lập tức tái mét, ngự long đồ tương trọng kính thiếu chút nữa muốn theo rụi mãn thu hiệp cuối cùng nổi giận đùng đùng tóm chặt cố tòng như đang ngắm hoàng hôn trở về phòng cố tòng như thấy y tức giận như vậy còn tưởng y lại nghĩ chuyện gì chưa thỏa đáng nghi hoặc nói làm sao vậy dù da mặt tương trọng kính dày thậm chí có thể nói là không cần mặt mũi nhưng khi nghĩ đến tập tranh kia đành phải rầu rĩ mà từng một tiếng không dám kể cố tòng như không biết từng của y là có ý gì đành phải truy vấn đã biết làm sao để đi trung nguyên à có thể dùng linh lung tháp không?" Tương Trọng kính hít thở sâu mấy lần, mạnh mẽ áp nhiệt ý trên mặt xuống, nhàn nhạt mở miệng, "Không thể dùng linh lung tháp, à, Cố Tông như nói, vậy làm sao đi?" Tương Trọng kính vốn dĩ không định nói với Cố Tông như chuyện này, dù sao thì tôn nghiêm của Chân Long rất cao ngạo, khẳng định sẽ không đồng ý cho phép nhân loại xem mình như linh thú mà cưỡi trên người hắn. Nhưng khi thấy Chân Long nghiêm túc hỏi mình như vậy, ác thú mà nội tâm tương trọng kính vẫn luôn gắt gao đè nén cuối cùng cũng trồi lên từ mặt đất. Cái này, tương trọng kính hướng hắn cười, câu lấy vạt áo cố tổng nhứ, giảo hoạt nói, phải xem chân long đại nhân có nguyện ý hay không. Cố tổng nhứ vừa thấy nụ cười cùng hành động ngã ngớn liền biết câu tiếp theo khẳng định không phải tiếng người, lập tức nói, ta không muốn. Coi như ta không hỏi, tương trọng kính, tam canh vậy mà có tiến bộ nha. Thấy cố tổng nhứ bài xích như vậy, tương trọng kính càng chờ mong phản ứng của hắn, y cười cười kéo bàn tay đang che lỗ tai cố tòng như xuống, tiến đến bên tai hắn nhẹ nhàng nỉ non một câu, cả người cố tòng như cứng đờ, vẫn duy trì tư thế che lỗ tai, ngay người hồi lâu, đột nhiên giữa mớ tóc rối trên trán xuất hiện hai chiếc sừng nhỏ, tương trọng kính dương mắt chớp chớp, mặt cố tòng như đỏ bừng, dựng đồng rung rẩy kịch liệt, thoạt nhìn như đã chịu kích thích rất lớn, ngươi ngươi ngươi, cố tòng như dùng ngón tay run run chỉ vào người y, không thể tưởng tượng mà trừng tương trọng kính, ngươi. Không biết xấu hổ, tương trọng kính, tương trọng kính nhìn phản ứng của cố tổng nhứ, cảm thấy hình như hắn hiểu lầm cái gì rồi. Tam canh ngươi bình tĩnh nghe ta nói, hiểu lầm này không phải chủ ý của tương trọng kính, nó cũng đã hoàn toàn vượt qua khống chế của y, tương trọng kính không nghĩ sẽ khiến cố tổng nhứ hiểu lầm. Tận lực giải thích nói, kỳ mà ta nói không giống ngươi nghĩ đâu. a à, sừng của ngươi lộ ra rồi, gương mặt cố tổng nhứ đỏ lên, cuốn quyết che lại lông giác a à, lông lân trên mặt cũng xuất hiện kìa cố tòng nhớ cố tòng nhớ xấu hổ và giận dữ muốn chết ô một tiếng trực tiếp hóa thành một sợi khói nhẹ trong nháy mắt liền tiêu tán trở lại thức hải của tương trọng kính không chịu lộ diện tương trọng kính cố tòng nhớ bị tương trọng kính nhốt trong thức hải nhiều năm như vậy luôn chờ mong hóa thành hình người bước ra thế giới bên ngoài thoát khỏi sự khống chế của tương trọng kính nhưng khi có được lông cốt biến thành hình người hắn lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc với thức hải mà mình đã ở được 60 năm, khuyên như thế nào cũng không chịu ra. Tương trọng kính dỗ hắn, tam canh. Chân lông đại nhân. Tổng nhứ. Tiểu tâm can, tiểu tâm can không để ý tới y. Tương trọng kính thấy hắn còn đang giận lẫy, đành phải thu lại dáng vẻ đùa giỡn, lỡ vô tâm lại nói ra vài câu khiến chân lông đại nhân nổi giận thì toan. Tương trọng kính vừa rời khỏi bí cảnh không bao lâu, vốn không có nhiều đồ vật, sau khi thương nghị với mãn thu hiệp trước tiên quyết định để hắn mang theo vân nhiên lý vào linh lung tháp đến trung nguyên khứ ý tông mãn thu hiệp chính là vì gương mặt của trọng kính mới cam nguyện rời khỏi vô tận lâu nghe thấy dự định này lập tức không vui tương trọng kính an ủi hắn chuyện này chỉ mất nửa ngày kiên nhẫn một chút mãn thu hiệp liếc y ngươi biết ta muốn gì mà tương trọng kính tương trọng kính trừng hắn vẽ vẽ là được bấy giờ mãn thu hiệp mới đáp ứng an bài mãn thu hiệp và vân nhiên lý xong tương trọng kính rời khỏi vô tẩn đạo trước tiến đến phía nam vô tẩn thành trong sông hàm thành quỳnh nhập nhất nhớ đánh không nhớ đâu tiếp tục mở sòng bạc thời điểm tương trọng kính đến liền thấy hắn đại mã kim đao duỗi chân cầm tẩu thuốc trong tay trên bàn là một đống ngọc thạch thỉnh thoảng lại bị hắn cầm lấy một viên bỏ vào miệng nhai đại mã kim đao một hào sản khí thế to lớn hai nói chuyện thẳng thắn sắc bén không lưu tình Đám người xung quanh mỗi lần thấy hắn nhai ngọc thạch đều cảm thấy một trận đau răng, sợ răng của Quỳnh Nhập Nhất sẽ rụng mất. Quỳnh Nhập Nhất mới nhai xong một viên ngọc thạch, thoáng thấy vẻ mặt vô cảm của tương trọng kính đang đi vào, lập tức đứng dậy, hoảng loạn xua tan khói thuốc trên người, ném chén xúc sắc chưa mở sang một bên, nhảy nhót đón chào. Tương trọng kính nhìn bộ dạng túng này, cũng không muốn ném hết mặt mũi của hắn trước mặt mọi người, liền mang hắn lên lầu hai, tính toán đóng cửa lại đập cho hắn một trận quỳnh nhập nhất ở trong tiểu thế giới xây dựng vài tòa cao lầu sang sát nhau quanh năm đèn đuốc sáng trưng ngoài trừ sòng bạc ở tầng một những nơi khác đều không có ánh đèn chiếu sáng tương trọng kính đi lên lầu hai nhìn xung quanh đột nhiên nhớ tới gì đó những mày hỏi cao lầu trong sông hàm thành là ai giúp ngươi xây quỳnh nhập nhất nghiêm túc nhìn tấm thảm trên mặt đất trong lòng nghĩ nếu quỳ trên thảm này thì có đau không nghe vậy a à một tiếng ngoan ngoãn trả lời nói tống hữu thu tương trọng kính quả nhiên là hắn tống hữu thu tống tán các phạm vi quản thật rộng, cao lầu được hắn thiết kế đều có phong cách riêng. Tương trọng kính cũng không tiếp tục chỉ trích việc Quỳnh Nhập Nhất mở lại sòng bạc, dù sao tính tình thanh kiếm này từ 60 năm trước đã là như vậy, mỗi lần sai đều tích cực nhận lỗi, nhưng có chết cũng không thể thay đổi. Ta phải về khứ ý tông một chuyến, ngươi muốn đi cùng không? Quỳnh Nhập Nhất không ngờ tương trọng kính không truy cứu việc hắn mở lại sòng bạc, có chút thụ sủng nhược kinh, hắn tiến lên ngồi bên chân tương trọng kính đôi tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối y. Mắt trong mong hỏi, chủ nhân muốn mang ta đi. Tương trọng kính rũ mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi muốn ở chỗ này chơi thì cứ chơi, muốn theo ta thì cứ theo, đều được. Quỳnh nhập nhất sợ hãi nói, ngài sẽ không nói mát chứ. Tương trọng kính nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi nói đi. Lúc này Quỳnh nhập nhất mới vui vẻ, xuất sắc trên lỗ tai bắt đầu đông đưa, ta muốn đợi ở sông Hàm Thành, nếu chủ nhân muốn dùng ta, cứ dùng sinh tử khế triệu ta đến, ta lập tức xuất hiện tương trọng kính cười xoa đầu hắn, không phải ngươi rất muốn ra ngoài chơi sao? 60 năm qua ta đợi trong sông Hàm Thành chỉ sợ buồn chán, thời gian này cũng đã ra ngoài nhìn ngắm, phát hiện bên ngoài kỳ thật cũng không có chỗ nào tốt. Quỳnh nhập nhất ghé vào đầu gối tương trọng kính, buồn bã nói, thế gian này không đẹp như ta tưởng tượng, ngay cả địa mạch chứa linh lực cũng đều đã ô trọc dơ loạn, vẫn là tiểu thế giới của chủ nhân thoải mái. Tương trọng kính gật đầu, tùy ý để hắn lựa chọn. Toàn bộ tam giới, đại đa số tu sĩ chỉ xem linh thú hoặc kiếm linh là công cụ, nhưng đối với tương trọng kính, Quỳnh Nhập nhất lại là bằng hữu mà bản thân thật lòng đối đãi nhiều năm nay. Nếu không phải vì hắn cả ngày nghĩ đến chuyện bài bạc, hẳn là tương trọng kính đã sủng hắn lên trời. Hôm qua khúc nguy huyền có chuyện quan trọng nên đã về khứ ý tông trước, tương trọng kính cẩn thận tính toán, sinh thần của khúc hành còn vài ngày nữa, đến lúc đó các trưởng môn và đệ tử tam môn nhất định sẽ tới, có lẽ sẽ hỏi ra chân tướng 60 năm trước sắp xếp phía quỳnh nhập nhất ổn thỏa tương trọng kính rời khỏi sông hàm thành triệu tuyết lan ra tuyết lan của túc tạm thanh có thể sử dụng linh lực bay trên không tuy rằng tốc độ kém chân lông nhưng nếu so sánh với các linh thú khác thì nhanh hơn nhiều tuyết lan đã lâu lắm không được triệu hồi lần này thấy chính mình hữu dụng tương trọng kính mới vừa ngồi yên ổn trên lưng nó nó liền ngao ô một tiếng phe phẩy cái đuôi vui vẻ bay lên trời tương trọng kính tương trọng kính kéo một nhúm lông của nó nói sai phương hướng rồi tuyết lan nhưng hứng thú của tuyết lan vẫn chẳng hề giảm chút nào quay lại hướng được chỉ lao nhanh như tia chớp tuyết lan vừa bay được một chút tương trọng kính còn chưa rời khỏi vô tẩn đạo liền nhịn không được kêu dừng lại tuyết lan mờ mịt tìm một chỗ đất trống hạ xuống để tương trọng kính trượt theo cánh tay mình xuống dưới xung quanh là rừng núi hoang vắng Tương trọng kính mơ hồ dẫm lên móng vuốt của tuyết lan đáp xuống đất, chân vừa mới chạm đất, liền không kiềm chế được mà nghiêng ngã. Tuyết lan, cố tòng như ở trong thức hải vẫn luôn lén lút quan sát tương trọng kính không chỉ không sử dụng được linh lung tháp còn không cưỡi được linh thú dường như đã đem hết đồ vật trong dạ dày phun ra sạch sẽ hơi thở tương trọng kính nặng nề ngồi trên móng vuốt tuyết lan đôi mắt dại ra đến phát ngốc nhìn tình hình còn tưởng rằng y vừa nôn luôn hồn phách ra rồi cố tòng như đơn phương chiến tranh lạnh một ngày thấy sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy cuối cùng nhìn không được mở miệng hỏi ngươi sao rồi tương trọng kính nghe thấy tiếng nói của cố tòng như ngay người một hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm tam canh cố tòng nhứ do dự một chút từ thức hải bước ra hóa thành hình người thần sắc phức tạp đứng trước mặt tương trọng kính tương trọng kính thấy hắn duỗi tay tóm lấy vạt áo hắn ngước đầu nhìn hắn thanh âm suy yếu vô lực tòng nhứ ta khó chịu cố tòng nhứ cố tòng nhứ kinh ngạc nhìn y không nghĩ tới tương trọng kính cũng có lúc suy yếu như vậy lần vào linh lung tháp kia cũng không thấy y quá mệt mỏi đến thế bởi vì cố tòng nhứ xuất hiện toàn thân tuyết lan gần như cứng đơ đến cử động cũng không dám cố tòng nhíu liếc nó một cái tuyết lan lập tức nức nở biến mất tại chỗ tương trọng kính vốn đang ngồi trên móng vuốt của tuyết lan khi nó chợt biến mất y không kịp đề phòng ngã người về phía sau thiếu chút nữa ngồi bệt dưới đất cũng may cố tòng Nhứ không muốn quăng y duỗi cánh tay ông lấy eo y giúp y ổn định thân thể cố tòng Nhứ chỉ muốn đỡ y ngồi xuống tảng đá bên cạnh nhưng không nghĩ tới hắn vừa tiếp được tương trọng kính tương trọng kính lập tức không khách khí nhướng người đến gần hắn, hai tay còn vòng lấy cổ hắn, cố tòng nhớ, cố tòng nhớ nghiến răng nghiến lợi, xuống. Tương trọng kính nhắm mắt lại, đem đầu gối lên cổ cố tòng nhứ, lẩm bẩm nói, nhưng ta khó chịu, cố tòng nhứ vẫn còn bực mình chuyện lúc trước, cả giận nói, ta chẳng muốn quản ngươi có khó chịu hay không. Lặp lại lần nữa, xuống nhanh, bằng không ta sẽ xô ngã ngươi, tương trọng kính mắt điếc tai ngơ, còn đem thân mình nhích đến càng gần, tự hồ rất có lòng tin cố tòng như sẽ không đẩy ngã y cố tòng như tức giận muốn chết bàn tay véo lên vòng eo mảnh khảnh của tương trọng kính đang muốn xả con bực tức ra ngoài liền nghe thấy tương trọng kính thấp giọng cười một tiếng nói ở đây rừng núi hoang vu dù ta gào trách cả cổ cũng sẽ không có người đến cứu tam canh muốn đè ta xuống phán án tử hình sao cố tòng nhứ cố tòng nhứ cuốn quýt nâng tay lên tự chứng minh mình trong sạch ta không có chạm vào ngươi tương trọng kính cười đến ná thở một hồi lâu mới nói, làm sao bây giờ đây tam canh, nếu ta cưỡi tuyết lan, bao giờ mới có thể đến được hứa ý tông? Cố tổng như nghe ra lời nói của y có ẩn ý, tự mình lý giải một hồi lâu, lại liên tưởng đến câu ô ngôn quế ngữ mấy ngày trước của tương trọng kính, rốt cuộc cũng đã hiểu ra. Hắn không thể tưởng tượng nói, ngươi muốn xem ta như tòa kỵ mà cưỡi. Tương trọng kính dựa vào vai hắn, thất thần dùng ngón tay vòng một lọn tóc rủ xuống vai cố tổng Nhứ, có thể chứ? Cố Tòng Nhứ trong lúc nhất thời tự mình lý giải sai lầm ý của tương trọng kính bỗng thẹn quá hóa giận, lại vịnh vào lý do đường đường là chân lông lại bị tương trọng kính đem làm tọa kỵ thì càng cảm thấy phẫn nộ, cuối cùng tầm mắt dừng ở khuôn mặt trắng bệch của tương trọng kính. Hai chân tương trọng kính nhũng ra chẳng thể đứng được nữa, nhưng vẫn cố gắng duỗi ra, cười nói trêu đùa với chân lông. Cố Tòng Nhứ trầm mặt một lúc lâu, không kiên nhẫn nói, chỉ lần này thôi. Tương trọng kính nghe vậy ánh mắt sáng lên, duỗi tay ông lấy cố tòng Nhứ cười tủm tỉm nói, đúng tam canh tốt của ta, cố tòng nhớ, tam canh tốt thiếu chút nữa ném tương trọng kính bay xa. Một lát sau, tương trọng kính ngồi trên lưng chân lông do một đoạn lông cốt biến thành, cố tòng nhớ đằng vân giá vũ, tận lực bay ổn định theo phương hướng tương trọng kính chỉ, đi đến trung nguyên khứ ý tông. Qua nửa ngày, mãn thu hiệp và vân nghiên lý từ linh lung tháp vào trung nguyên khứ ý tông. Khứ ý tông đèn đuốc sáng trưng, nhân dịp sinh thần của khúc hành. Tam môn đệ tử đều tới tới lui lui, cực kỳ náo nhiệt. Mãn thu hiệp mang che mặt, vân nhiên lý đeo mặt nạ, rất giống du cung tới đập phá, đệ tử khứ ý tông thấy bọn họ không có thiệp mời lại dám tiến vào khứ ý tông, tất cả đều cảnh giác nhìn chầm chầm bọn họ. Ngay sau đó, khúc nguy huyền nhận được tin tức tiến đến đón tiếp, xong lại nhìn phía sau, nghi hoặc nói, trọng kính đâu. Mãn thu hiệp nói, theo sau, khứ ý tông chuẩn bị yến tiệc cho khúc hành. Khúc nguy huyền nói, đúng vậy. Vân Nhiên Lý nhìn chung quanh khắp nơi đều được trang trí bằng màu đỏ hoang hỷ, những mày hỏi, là Khúc Hành muốn cưới vợ sao? Khúc Nguy Huyền, Mãn Thu Hiệp, Khúc Nguy Huyền ngốc ngay ra, cũng không cảm thấy có gì mạo phạm, khinh thanh tế ngữ giải thích, là sinh thần của gia phụ. A, à, Vân Nhiên Lý gật đầu, hôm nay à, Khúc Nguy Huyền, đúng vậy, Khúc Nguy Huyền căn bản không có khí thế của một tông chủ, người khác hỏi cái gì hắn liền đáp lại, lúc nói chuyện hay làm việc trên mặt vẫn không có chút biểu tình, cứ dại ra như rối gỗ. Vân Nhiên Lý hừ lạnh, thầm nghĩ một trong ba tam môn danh giá nhất cửu châu, vậy mà trưởng môn lại là kẻ ngu ngốc, xem ra khắp cửu châu vẫn là con kiến hèn mọn. Nhân mãn thu hiệp cùng Vân Nhiên Lý được khúc nguy huyền mang đến đại đường cho khách, đệ tử khứ ý tông xem trọng thường khách, nhiệt tình chiêu đãi. Vân Nhiên Lý nhướng mày nhìn lướt qua yến tiệc linh đình, con ngươi chợt lóe lên một cảnh tượng, hắn đột nhiên kéo lại mãn thu hiệp, nói, chúng ta vẫn nên ở bên ngoài thôi. Mãn thu hiệp, vì sao vân nhiên lý là người vân trung châu có một ít người ở cửu châu sở hữu bí bảo hắn giơ tay vuốt ve phượng hoàng trên vai nhàn nhạt nói lát nữa ngươi sẽ biết mãn thu hiệp cũng không muốn nói chuyện với những người khác liền theo vân nhiên lý rời khỏi yến hội đi ra bên ngoài qua một hồi khúc nguy huyền lại nhích đến hỏi khi nào trọng kính đến mãn thu hiệp bị ba câu của hắn không rời trọng kính làm phiền đến phát bực chính hắn cũng muốn gặp tương trọng kính lập tức không kiên nhẫn nói không biết có lẽ là lạc đường. Khúc Nguy Huyền có chút lo lắng, đúng lúc này, Vân Nhiên Lý đột nhiên nói, hình như tới rồi. Mãn Thu Hiệp cùng Khúc Nguy Huyền mí mắt trung lên, nhìn theo hướng ngón tay Vân Nhiên Lý chỉ, ngẩng đầu về phía chân trời. Sắc trời đã gần tối, giữa ánh nắng chiều tà, một con cự long bay đến, hơn nữa cách vị trí của bọn họ càng lúc càng gần. Vân Nhiên Lý yên lặng dịch chân sang bên cạnh một chút, mãn thu hiệp từ xa thoáng thấy tương trọng kính ngồi trên lưng rồng sắc mặt tái nhật hình như đang nói gì đó, đôi mắt tức khắc được thỏa mãn, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là rất nhanh, cự long kia dường như không thể kiểm soát, cơ hồ là nghiêng ngã lão đảo mà xông vào yến tiệc của khứ ý tông. Khúc nguy huyền ngơ ngác nhìn, còn chưa kịp phản ứng, chỉ vui vẻ vì tương trọng kính đã đến. Trong nháy mắt, khi tất cả mọi người còn chưa kịp bàn hoàng xong, cự long đã từ chân trời rơi xuống, quanh một tiếng thẳng tắp nện lên nóc nhà trung tâm của bữa tiệc mãn thu hiệp khúc nguy huyền mọi người tương trọng kính kêu tòng nhứ tòng nhứ ngươi bình tĩnh một chút ta không nói chuyện thành thân này nữa mau dừng lại ta muốn ói bởi vì câu nói vừa rồi của tương trọng kính nếu sau này chúng ta thành thân thì hỷ đường trang trí thành như vậy được không cố tòng nhứ xấu hổ và giận dữ đến sừng cũng đỏ căn bản không còn nghe rõ lời tương trọng kính nói hơn nữa còn bị mây mù xông thẳng vào tầm mắt, từ không trung đâm thẳng vào hỉ đường, trong truyền thuyết kia, ầm vang một tiếng vang lớn, các bụi ngập trời, kinh động đến toàn bộ khứ ý tông, những người đứng cách đại đường gần nhất đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vụn gỗ tung bay trong phế tích, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Trong làng bụi mịt mù có liệt hỏa bao trùm lấy tương trọng kính, nâng y lên không để mình rơi xuống đống đổ nát, cố tông như không biết đã chạy đến đâu, xung quanh không còn chút dấu vết nào, chắc là lại trốn đi các bụi khiến người ta sặc muốn chết, hai chân tương trọng kính mềm nhũng không thể đứng được, chỉ có thể nương nhờ lực đạo của ngọn lửa nâng mũi chân lên quét qua đống đổ nát, đáp xuống chỗ đất trống. Sau khi đứng thẳng, ngọn lửa như du lông vẫn luôn dùng sức đỡ tương trọng kính, tránh để y không cầm cự được ngã dập mặt ông đất. Cho bụi dần dần tan đi, tương trọng kính thở hổn hển mấy hơi thở mới ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với đám người nhốn nháo xung quanh. Tương trọng kính, mãn thu hiệp và vân nhiên lý ý có khăn mặt che đậy, ý cười lan đến cả khóe mắt chờ xem một màn hài kịch. Từ chỗ đại đường bị cự long phá hỏng có không ít tu sĩ đứng dậy, có thể ở để những vị đường chủ ở đây hẳn đều là các tu sĩ có tu vi cực cao, nhưng không ai nghĩ đến sẽ có vật nện từ trên nóc nhà khứ ý tông xuống, chỉ kịp dùng linh lực bảo vệ thân thể, tuy rằng không bị thương, nhưng vẫn bị đè dưới đống đổ nát này nơi cực kỳ chật vật. Khúc Nguy Huyền chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, đang nghi hoặc phải làm sao bây giờ, nhưng nhìn lên thấy gia hỏa phá nát nhà mình là chính là tương trọng kính tâm tính tiểu hài tử lập tức trỗi dậy chẳng thèm tính toán truy cứu nữa khúc nguy huyền không truy cứu không đồng nghĩa với việc những người khác sẽ không truy cứu nơi này động tỉnh náo loạn quá lớn vừa đúng lúc khúc hành ở bên ngoài gặp lão bằng hữu nghe tin chạy tới nhìn thấy thảm trạng trước mặt khuôn mặt rất giống khúc nguy huyền tức khắc âm trầm không giận tự uy ngày còn nhỏ tương trọng kính thực sự sợ khúc hành có những ngày luyện kiếm không tốt nặng thì bị đánh một trận, nhẹ thì bị nhốt ở trong phòng tối không cho ăn uống. Đối với tương trọng kính khi chưa thể tích cốc mà nói, những hình phạt đó chẳng khác nào lấy mạng y, nếu không nhờ khúc nguy huyền luôn lén lút chăm sóc, không chừng y đã bị kia bóng tối xung quanh bức điên. Sau khi tương trọng kính ra khỏi tam độc bí cảnh cũng biết sớm hay muộn sẽ có một ngày gặp lại khúc hành, y cho rằng nhiều năm trôi qua như vậy, dù khúc hành có trách móc nặng nề mình thì cũng chẳng thể khiến y tiếp tục sợ hãi hắn lần nữa, nhưng vẫn ngoài dự đoán, Tương trọng kính xuyên qua lớp khăn che mặt mỏng nhìn khuôn mặt hình như không thay đổi nhiều của khúc hành, nội tâm khẽ gợn sống, thậm chí còn có chút xúc động muốn bật cười. Năm đó điều mình sợ hãi nhất, chính là người như vậy sao? Cố tòng như trốn trong thức hải của tương trọng kính lén lút nhìn cục diện rối rắm mà mình để lại, đột nhiên phát hiện mấy chục ngọn đèn xung quanh đột nhiên lục tục tắt. Cố tòng như sửng sốt, phía sau khúc hành có một nam nhân vận tăng bào an tĩnh đang đứng, khí chất từ bi mà thoát tục, nhìn thấy tình hình này chỉ chấp tay trước ngực niệm kinh, mặt mày đều là vẻ thương xót. Sắc mặt khúc hành đã khó coi tới cực điểm, dù ai trong ngày sinh thần của mình bị đạp thủng nóc nhà, thì mặt không thể đẹp nổi, huống chi khúc hành vốn không phải người lòng dạ rộng rãi. Hắn lạnh lùng nói, các hạ là người phương nào, tương trọng kính nhìn hắn cười, không kiêu ngạo không xỉm nịnh hành lễ, ngữ điệu nhẹ nhàng, đệ tử khứ ý tông tương trọng kính, rời tông 60 năm, đặc biệt trở về chúc thọ lão tông chủ, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi tam giới đều biết, năm đó trong tam độc bí cảnh, đệ tử khứ ý tông tương trọng kính sát hại đồng môn, lập khế ước với ác long, bị thủ tôn tam giới túc tàm thanh và tấn sở linh phong ấn trong định hồn quan. Năm đó tống hữu thu đem chuyện đèn bản mạng của tương trọng kính bị tắt treo rao cho mọi người đều biết, ai cũng cho rằng y đã lặng yên không một tiếng động chết trong định hồn quan, hiện tại đột nhiên trở lại là sao? Còn nháo lớn đến như vậy, mọi người nhìn nhau, tâm tư suy diễn đủ đường. Khúc hành sớm đã biết tin tương trọng kính ra khỏi bí cảnh, nhưng chưa từng nghĩ y sẽ trực tiếp đập phá yến tiệc sinh thần của mình, thần sắc hắn hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, thì ra là ngươi, phản đồ cùng ác long lập khế ước, khứ ý tông ta không có thứ đệ tử khi sư diệt tổ này. Khúc nguy huyền tiến lên một bước muốn nói gì đó, nhưng cánh tay bị một người kéo lại. Khúc nguy huyền quay đầu nhìn lại, túc tạm thanh không biết đã tới từ lúc nào, thần sắc hờ hững rũ mắt nhìn hắn. Đừng đi, túc tạm thanh thấp giọng nói, nếu đi giúp tương trọng kính khứ ý tông không còn chỗ cho người dung thân khúc nguy huyền nghiêng đầu nghiêm túc nhìn hắn hắn biết túc tạm thanh làm người từ trước đến nay đều xử sự rất bình tĩnh hiện tại nói ra những lời này rất đúng nếu khúc nguy huyền ở trước mặt quan khách của khứ ý tông ra mặt bảo vệ tương trọng kính nhất định sẽ bị vô số người thóa mạ dù phụ thân hắn là khúc hành cũng không che chở được cho hắn trong mắt túc tạm thanh có tia ảm đạm cơ hồ là cầu xin đừng đi được không Khúc Nguy Huyền lại nghiêng đầu, nhìn hắn một hồi lâu, mới dùng ngữ điệu cực kỳ xa lạ nhẹ giọng nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì đòi quản ta. Trong nháy mắt sắc mặt tạm thanh trắng bệt, thân mình thoáng lay động, suýt nữa đứng không vững. Năm đó cũng vậy, khi Khúc Nguy Huyền trọng thưởng hôn mê tròn một năm, sau khi tỉnh lại biết được chuyện của tương trọng kính, chính là biểu tình này hỏi hắn, ngươi đưa trọng kính đi đâu, lúc ấy túc tạm thanh chẳng thể trả lời, hiện tại càng không thể nói nên lời. Khúc Nguy Huyền hất tay túc Tạm Thanh ra, xoay người muốn chạy đến bên cạnh Tương Trọng Kính, nhưng Tương Trọng Kính chỉ để lộ một góc khăn che mặt nhìn hắn. Khúc Nguy Huyền lập tức hiểu, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. sắc mặt Túc Tạm Thanh càng thêm khó coi. Tương Trọng Kính đỡ u hỏa, ngữ điệu mang theo ý cười, dường như không đặt những lời của Khúc Hành vào tai, tự nhĩ: sáu mươi nhiều năm qua, lão tông chủ vẫn anh minh thần võ, khí thế uy nghiêm như vũ, thật là khiến ta mắt ói y chưa kịp nói xong đã không thể nhịn nổi, dựa u hỏa nghiêng đầu nôn ra. Khúc hành, mọi người, tương trọng kính vốn uể oải, cố gắng hơn thua với khúc hành nói mấy câu, cuối cùng cũng không trụ nổi, cả người du lông ngồi trên u hỏa, nôn một cái đã cảm thấy trời đất tối sầm. Người không biết, còn tưởng khúc hành thực sự làm y kinh tởm. Khúc hành cũng lầm nghĩ tương trọng kính cố ý, nắm đấm bóp chặt trung rẩy, hận không thể rút kiếm ra giết y. Nhưng một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở hắn, đây sinh thần của mình những người có danh vọng nhất tam giới cửu châu có hầu hết đều ở chỗ này nếu chỉ vì bị mấy câu đã nổi giận dễ như trở bàn tay thì khác nào vứt hết mặt mũi mình khúc hành hít sâu một hơi nhẹ nhàng giơ tay lên nghiến răng nghiến lợi nói tương trọng kính nếu ngươi chưa chết thì chuyện tàn sát đệ tử tam môn và lập khế ước với ác long năm đó cũng nên chấm dứt đi mấy đệ tử khứ ý tông nhanh chóng xuất hiện rút linh kiếm chĩa vào mặt tương trọng kính thần sắc lạnh lùng nhìn y trong khoảng thời gian này tương trọng kính chưa ăn gì nhiều nên chẳng ôn được thứ gì, ngược lại càng khiến cho dạ dày khó chịu. Y dựa u hỏa ngồi dậy, quể oải nhìn những linh kiếm trước mặt, không để trong lòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói, tông chủ phái mấy người này tới diệt khẩu, phải chăng có điểm khinh thường ta không? Khách khứa lần này đa số đều chưa đi vào bí cảnh 60 năm trước, ai cũng mơ hồ xem kịch, nghe tương trọng kính nói diệt khẩu đều hứng thú ngập trời. Tương trọng kính là cái tên đứng đầu trong những thoại bản tà ác của cửu châu, những quyển sách đó kể về tội ác khó dung của y kết cục quyển sau so với quyển trước càng thê thảm hơn mà hiện tại tương trọng kính còn sống thật sự là tin tức kinh thiên động địa huống chi trong lời nói còn đang ám chỉ mình oan uổng tống hữu thu ngồi xổm trong một góc đôi mắt đều sáng lén lút cầm bút lên liếm liếm ngòi bút bắt đầu múa bút thành văn lúc trước hắn còn tự hỏi vì sao tương trọng kính không để lộ thân phận ngự thú đại rửa sạch oan khuất hóa ra y đang chờ cơ hội quay lại ý tông tuy ngự thú đại điển có rất nhiều người, nhưng đều là những tu sĩ bình thường, ngược lại sinh thần của tông chủ tam môn thì khác, người tới đều là đại nhân vật. Tống hữu thu càng viết càng phấn khởi, lại lần nữa cảm tạ tương trọng kính giúp mình ở tuyến đầu xem kịch vui. Lâm Giang Phong dịch trưởng môn vốn bắp mũi tới tham gia sinh thần khúc hành, trước khi đi còn xin xăm, hy vọng có thể đến khứ ý tông vào ngày đầu tiên tổ chức sinh thần của khúc hành tông chủ. Lúc này nhìn thấy trường hợp này, dịch trưởng môn làm sao còn ngồi được nữa, lập tức đứng lên ồn ào nói nếu phải chấm dứt chẳng lẽ muốn đóng cửa trò chuyện hay khứ ý tông các ngươi muốn nghiêm hình bức cung bức kiếm tôn khụ bức tương trọng kính nhận tội đến lúc đó y phải đi đâu nói lý lẽ một số người có thành kiến với khứ ý tông khúc hành cũng phụ họa theo đúng vậy đúng vậy năm đó mọi việc đều từ miệng người khác mà ra chết vô đối chứng hiện tại tương kiếm tôn chưa chết sao không để y chỉ ra nói sự việc năm đó cho mọi người cùng biết là kẻ nào bịa đặt vu oan giá họa khúc hành lạnh lùng nhìn bọn họ năm đó khi những người khác chạy đến tam môn đệ tử đã chết thảm con ta trọng thương chỉ tương trọng kính còn sống trong tay còn nắm huyết kiếm chẳng lẽ ý các các ngươi là những đệ tử đó tự sát tương trọng kính lười biếng dựa vào u hỏa như dựa ghế mềm nhàn nhạt nói cũng không phải không có khả năng khúc hành cười lạnh chỉ nói đúng là trò cười những người khác cũng cảm thấy tương trọng kính đang nói đùa tương trọng kính không nhiều lời tầm mắt cười như không cười nhìn về phía khổng tước đứng trên nhánh cây cách đó không xa nếu là nhiếp hồn có thể khiến những đệ tử tam môn đó tự sát cũng không phải việc gì khó khúc hành vẫn đang liệt kê những tội trạng của y nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy vụ kia tương trọng kính nghe đến phát mệt lão tông chủ ta thấy ngài thật sự vì già nên hồ đồ rồi lật đi lật lại cũng có mấy câu người không cảm thấy phiền chứ ta đã cảm thấy khô miệng đây. Tương trọng kính không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của khúc hành, nhàn nhạt nói, không thì như vậy đi, trước đừng nói đến việc đệ tử tam môn bị giết như thế nào. Lúc nãy ngài nói năng lộn xộn bảo ta lập khế ước với ác long, làm như tự mình chứng kiến vậy. Hay là làm phiền ngài giải thích cho mọi người rõ, được không? Khúc hành sửng sốt. Tương trọng kính cười như không cười mà nhìn về túc tạm thanh đứng trong đám người si ngốc nhìn sườn mặt khúc nguy huyền, đôi mắt cong lên, nói, túc thủ tôn, ở ngự thú đại điển không phải ngài bảo sẽ khôi phục trong sạch cho ta sao, hiện tại thấy ta bị người khác công kích, sao không ra mặt giúp ta rửa sạch oan khuất, tầm mắt túc tạm thanh theo bản năng nhìn vẻ mặt bi thương của tăng nhân sau lưng khúc hành, tương trọng kính chờ đợi thuận tiện giỏi theo tầm mắt hắn, dây tiếp theo đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, tăng nhân kia, có lẽ chính là người đứng đầu tam môn trưởng lão. Mọi người cũng đem tầm mắt nhìn về phía đương sự năm đó, túc tạm thanh, chờ hắn mở miệng tương trọng kính bắt chéo hai chân, lười nhát thúc giục hắn, hả? Thủ tôn, không phải ngài tự nhận mình công chính liên minh à, vì sao chỉ bất công với mỗi mình ta vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị người của khứ ý tông nghiêm hình bức cung, không được chết tử tế? Túc tạm thanh đón nhận cái nhìn chầm chầm của mọi người, mặt vô biểu tình nhìn tương trọng kính, hồi lâu mới thấp giọng nói, việc ngươi và ác long lập khế ước, đích xác là do ta ngộ phán, sự án oan sai. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hoàng đến rất cầm. Điều thật sự khiến tương trọng kính năm đó bị mọi người bài xích chính là vì y ký sinh tử khế với ác long trong tam độc bí cảnh, còn sát hại đệ tử tam môn đệ tử là chuyện sau khi y trở ra. Mọi người khiếp sợ nhìn túc tạm thanh và tương trọng kính, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau. Sở dĩ năm đó túc tạm thanh có thể leo lên vị trí thủ tôn, không thoát khỏi can hệ đến chuyện vây chết tương trọng kính trong tam độc bí cảnh mà hiện tại Túc Tạm Thanh chủ động thừa nhận bản thân làm trò trước mặt mọi người, cái khế ước kia là do mình ngộ phán. Mấy tu sĩ có tu vi cực cao nhìn Túc Tạm Thanh với ánh mắt kỳ quái, tăng nhân phía sau khúc hành lại lần nữa thở dài niềm kinh, cũng không biết là có ý gì. Sau khi Túc Tạm Thanh nói xong, mọi người lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Đây là những gì hắn xứng đáng nhận được. Túc Tạm Thanh có thể thừa nhận mình sai, nhưng Khúc Hành lại không thể chịu đựng, sắc mặt hắn tàn nhẫn truyền âm cho đệ tử khứ ý tông y không thể vận dụng linh lực, nhanh lên, giết y. Ngay lập tức, để tử khứ ý tông do dự một chút, giờ kiếm vọt tới trước mặt tương trọng kính với dòng linh lực không hề có nửa phần dao động. Dịch trưởng môn đứng một bên xem kịch vui sắc mặt chợt lạnh, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại thấy tương trọng kính cười nhẹ một tiếng, ngón tay thủ quyết, tự hồ muốn triệu linh kiếm ra. Thấy dáng vẻ này của y, dịch trưởng môn lập tức bất động, nam nhân trung niên vậy mà lại lộ ra thần sắc của tiểu hài tử, ánh mắt trong mông nhìn tương trọng kính, không muốn bỏ lỡ bất cứ hành động nào. Tống hữu thu kích động thiếu chút nữa đã gặm trọc lông ngòi bút, hạ bút như du lông, kiếm tôn khinh thường bọn đạo chích, liệt hỏa bùng lên, linh kiếm xuất chiêu, một kiếm đánh bay lũ mang rợ, vừa viết xong, lại thấy trong tay tương trọng kính không hề xuất hiện linh kiếm, ngược lại xung quanh tản ra một luồng uy áp khiến người ta hít thở không thông. Trong nháy mắt, một hắc lông to lớn xuất hiện giữa đống đổ nát, khí thế của chân long trực tiếp áp bức khổng tước đứng trên cây cách đó không xa ngã xuống cúi đầu phục tùng đến đôi cánh cũng đang phát run trong những tu sĩ đến tham dự có không ít yêu tu khi chân long xuất hiện trong chớp mắt không chịu nổi uy áp liền trở lại nguyên hình khắp mặt đều là mồ hôi lạnh cung kính quỳ xuống mọi người cả kinh cố tòng như đặt tương trọng kính lên cái bàn ở trung tâm không để bất cứ kẻ nào tiếp cận y dựng đồng của hắn rất lớn lạnh lùng lại hung ác thanh âm trầm thấp như chuông cổ lũ kiến hèn mọn, ngàn năm sau chỉ có thể làm loại chuyện thương thiên hại lý. Tất cả mọi người bị sự xuất hiện đột ngột của cự long dọa sợ, người nhát gan còn liều mạng lui về sau, không dám đối diện với tầm nhìn của ác long. Tương Trọng Kính đã chuẩn bị tốt để triệu hồi Quỳnh nhập nhất, dù không có linh lực, đám người khứ ý tông cũng không phải là đối thủ của y. Nhưng chưa bao giờ nghĩ cố tông như còn giả chết trốn tránh đột nhiên xuất hiện bảo vệ mình. Trong ký ức của Tương Trọng Kính, có thể bảo vệ y cũng chỉ có kiến y cũng chỉ tin tưởng kiếm của mình. Lúc trước cố tông nhứ cũng từng giúp y, nhưng khi đó tương trọng kính không dám tín nhiệm bất cứ ai, chỉ cho rằng cố tông nhứ xả thân giúp mình là vì bản thân có thứ hắn cần. Mà lúc này trong tình cảnh hết sức nguy nan, cố tông nhứ không bị uy hiếp vẫn dùng chân thân xuất hiện, nghĩa vô phản cố, không do dự, đặt y vào phạm vi an toàn nhất. Đột nhiên tương trọng kính cảm thấy thế nhân đối xử với mình ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Trong thức hải, những ngọn đèn đại diện cho nhân tâm đã nguội lạnh với lòng người vốn đã tắt bỗng chốc lại rực rỡ thêm lần nữa. Tính tình tương trọng kính nhìn dễ chấp thuận, nhưng thực tế trong xương cốt vẫn mang theo sự cường thế, từ động tác nhỏ thích dùng tay vẽ vòng tròn của y có thể mơ hồ nhận ra, nhưng từ trước đến nay y đều chưa nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành người được bảo vệ trong vòng tròn. U hỏa đột nhiên tiêu tán, hai chân tương trọng kính mềm nhũng lão đảo ngồi trên long thân thật lớn của cố tòng nhứ, ngẩn ngơ nhìn hắn dằn có cùng đám người xung quanh gương mặt bỗng dưng nóng lên, y khẽ rũ mắt, u họa cảm nhận cảm xúc của y trên hoa tai không ngừng nhảy lên, quần hùng khí thế vừa rồi còn khẩu chiến không biết đã ném đi đâu mất, nhìn mũi chân lơ lửng của mình, bên tai cũng nhiễm hồng. Cố tòng nhứ không phát hiện sự thẹn thùng của y, đồng tử hung ác còn đang bận nhìn đám đồ đệ kia, ác long, khúc hành lạnh giọng nói với túc tạm thanh, ác long cũng ra bảo vệ tương trọng kính rồi, ngươi còn muốn nói khế ước là ngộ phán sao. Vẻ mặt túc tạm thanh hờ hững, vẫn lặp lại câu nói, là ta ngộ phán, khúc hành, cố tổng như hoàn toàn chán ngấy cái thói đạo đức giả của tu sĩ nhân loại, lạnh lùng nói, ai trong các ngươi muốn kiểm tra khế văn có hiệu nghiệm hay không, cứ việc tới, cự long vung đuôi lên, đập nát thọ thạch cực lớn đặt trước đại đường, đá vụn tung bay, ánh mắt cố tổng nhứ so với đao phong còn lạnh lùng hơn, ta ở đây đợi, khách khứa đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, căn bản không nghĩ tới chỉ tham gia một ngày mừng thọ. Lại có thể chứng kiến sự việc kích thích như vậy Tương kiếm Tôn còn sống đã đủ chấn động để mọi người rất cầm rồi, giờ lại thêm Cự Long đã biến mất ở tam giới Cửu Châu cả ngàn năm nay lại xuất hiện, các tu sĩ đều có tính toán của riêng mình, sẽ không để vài lời của Khứ Ý Tông lừa gạt, thấy Ác Long không có ý định đã thương họ, tất cả đều lớn gan hơn một chút tìm chỗ tốt để xem kịch, dù sao thì vào thời điểm đó người này đã là kiếm tôn tam giới lưu truyền suốt 60 năm, lại còn được Ác Long từ tam độc bí cảnh trong truyền thuyết bảo vệ bất luận cái nào cũng đều có thể trở thành trà dư tử hậu khắp cửu châu. Mọi người im lặng không lên tiếng, chăm chú xem kịch, có người còn lén lút dùng linh khí đưa tin, bảo bằng hữu thân tính nhanh chân đến đây xem kiếm tôn ít chân lông a a a. Khúc hành cắn răng, hắn biết Túc Tạm Thanh sẽ không nói dối loại chuyên này, nếu vậy khế văn kia thực sự không phải sinh tử khế, thử nó có hiệu nghiệm hay không đồng nghĩa với chuyện trước nhục. Tống hữu thu thiếu chút nữa đã bẻ gãy cây bút, kích động đến ngón tay cũng run rẩy kịch liệt ác long trùng quan phẫn nộ vì kiếm tôn. Mặc kệ lũ kiến hèn mọn có sử dụng cách nào để tra thực hư khế văn. Chốt hạ một câu ta ở đây đợi, sau khi tống hữu thu viết xong, lại nhìn tương trọng kính ngồi trên người cự long, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, mới do dự đặt bút, kiếm tôn. Là đang e lệ, ngượng ngùng sao, dù sao tương trọng kính thoạt nhìn rất vui vẻ, tống hữu thu viết xong chữ cuối cùng, đột nhiên hít hà một hơi, tự như đã phát hiện được bí mật động trời nào đó. Tống Hữu Thu không xem nữa, lập tức móc thêm cây bút ra viết một dòng chân lông cùng kiếm tôn ở trong bí cảnh 60 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng tính toán lần sau tìm mãn thu hiệp giúp mình vẽ hình minh họa. Khúc hành hiếp mắt, một hồi lâu mới mở to, phẫn nộ cùng hoảng loạn trong mắt đã biến mất không còn dấu vết, tự như bị người khác điều khiển, hắn hờ hững nói, dù sinh tử khế với ác long là giả, nhưng ngươi sát hại đệ tử tam môn ta là sự thật, cố tòng như cười lạnh một tiếng, cái loại áp đặt vụng về này đối với tương trọng kính căn bản là tự rước nhục vào người hắn lẳng lặng chờ tương trọng kính phát uy mồng mép bức chết lão bất tử này nhưng chờ rồi lại chờ tương trọng kính lại không có chút phản ứng xung quanh một trận tĩnh mịch tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc chính mình đang đợi cái gì dù sao cứ chờ là được cố tòng nhíu trầm mặt muốn nhìn tương trọng kính đang làm gì vừa quay đầu liền nhìn thấy tương trọng kính đang ngồi trên người hắn hai chân buông thõng mũi chân lúc ẩn lúc hiện, lỗ tai dưới khăn che mặt cơ hồ đã đỏ tươi. Cố Tòng Nhứ, Cố Tòng Nhứ không thể tưởng tượng truyền âm nói, ngươi làm gì vậy? Nói chuyện đi. Lúc này tương trọng kính tự như vừa tỉnh mộng, vội ngẩng đầu, ho thật mạnh một tiếng, nhìn về phía Khúc Hành nói, xin lỗi, ngài vừa nói gì nhỉ? Khúc Hành, mọi người, Vân Nhiên Lý và Mãn Thu Hiệp đã thối lui ngồi ở hàng ghế đá phía sau gốc cây, nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tống Hữu Thu ở một bên múa bút thành văn. Mãn Thu Hiệp muốn tiến lên, vừa vặn nhìn thấy Tống Hữu Thu viết định hồn quan chấn động. Mãn Thu Hiệp, dường như bây giờ bất luận tương trọng kính nói cái gì, khúc hành đều cảm thấy y đang cố ý nhục mạ mình, hắn trợn mắt nhìn tương trọng kính, thần sắc hận không thể giết chết y. Tương trọng kính cũng không thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn cười. Y không cần nghĩ cũng biết khế văn cùng ác long này không thể trở thành hành vi định tội nếu chỉ dựa vào lời của khúc hành, lập tức ngã ra sau, hai chân bắt chéo nhàn nhạt nói ngươi nói ta sát hại đệ tử tam môn chứng cứ đâu nếu ngươi lấy ra được chứng cứ ta lập tức đền tội khúc hành nói khi đó chỉ còn một mình ngươi sống chẳng lẽ không gọi là chứng cứ à tương trọng kính nghiêng đầu không chút để ý nói thì ra lão tông chủ chỉ nói bằng miệng cũng gọi là chứng cứ khúc hành tự hồ đã sớm đoán được y sẽ nói như vậy hờ hững nói nếu ngươi muốn chứng cứ rõ ràng ta cũng có cách ánh mắt tương trọng kính sáng lên dường như cảm thấy rất hứng thú trong lòng khúc hành cười lạnh một tiếng thầm nghĩ cắn câu rồi tương trọng kính đột nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện cười tủng tỉm nói ta không tin biện pháp của ngươi khúc hành mặt mũi khúc hành bị chơi đến hết xanh rồi lại trắng thần sắc nhìn tương trọng kính càng thêm dữ tợn tương trọng kính cười nhìn hắn nghĩ thầm lại là một loại thao tác ngu dốt lừa người có tu sĩ quan hệ tốt với khứ ý tông châu mày nói kiếm tôn ngài có thể tự chứng minh mình trong sạch ư tương trọng kính cười nói, không thể. cho dù ta nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin. nếu để ác lòng lên tiếng các ngươi lại cảm thấy đôi ta thông đồng làm bậy phu sướng phu tùy. mọi người, cố tòng nhớ, cái đuôi của cố tòng nhứ đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa không khống chế được trở lại thức hải. người này thật quá đáng giận. chính mình xuất đầu lộ diện giúp y, y vậy mà lén lút chơi khăm mình. bút trên tay tống hữu thu cơ hồ đang bay, nhấn mạnh mấy chữ phu sướng phu tùy a, à, phu sướng phu tùy a. À là phu sướng phu tùy đó. Mặt tu sĩ nói đỡ đều tái rồi, miễn cưỡng nói, ta nói một câu công đạo, nếu ngài không có biện pháp tự mình chứng minh sự trong sạch, vẫn nên thử biện pháp của khúc tông chủ, bởi trừ bỏ cái này, ngài cũng chẳng thể tự mình rửa sạch oan khuất, tương trọng kính bị câu công đạo làm cho bật cười, y vô thức duỗi tay vẽ vòng tròn lên vẫy rồng, đôi mắt công như vần trăng nói, vì sao ta phải chứng minh mình trong sạch với các ngươi, các ngươi là cái cộng hành gì? sắc mặt tu sĩ kia cùng khúc hành đều cứng đờ cái đuôi của cố tòng nhứ đã cứng thành cây cột tuy rằng cảm giác bị ngón tay tương trọng kính vẽ vòng tròn lên vẫy cực kỳ rất nhỏ nhưng không biết tại sao cố tòng nhứ lại cảm nhận rất rõ ràng thậm chí còn có thể đến được tương trọng kính đã vẽ được bao nhiêu vòng nửa thân mình đều đã tê rần cử long còn đang tìm vị trí khác cho tương trọng kính phá vỡ cảm xúc muốn mắng chết y cố gắng chịu đựng sự tê dại từ đuôi truyền đến tu sĩ lạnh lùng nói kiếm tôn thuở thiếu niên đã thành danh tất nhiên tâm cao khí ngạo nhưng nếu hôm nay không thể chứng minh mình trong sạch ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy ngài có tật giật mình tương trọng kính vòng một lọn tóc trên vai mình nghe phép khích tướng vụng về càng cười dữ dội hơn được a à, y chóng cầm lười nhát nói lão tông chủ thử nói xem ngươi làm sao để chứng minh ta vô tội khúc hành mặt vô biểu tình thủ quyết rất nhanh bởi vì cố tòng như đã thu uy áp lại nên khổng tước có được tự do chậm rãi bay qua ngay khi đáp chân xuống liền hóa thành một thiếu niên vận y phục trực trở, khổng tước tựa như con rối bị người ta thao túng, vẻ mặt đờ đẫn, cung kính nói, tông chủ, khúc hành nói, đây là linh thú trấn sơn của khứ ý tông ta, linh quyết có thể dò xét ký ức trong thức hải, nếu năm đó ngươi không là chuyện thẹn với lương tâm, khổng tước sẽ lập tức biết, tương trọng kính kinh ngạc nhìn hắn, dường như không nghĩ tới hắn sẽ ngu đến như vậy. Chính mình năm đó bị khổng tước điều khiển mới trở thành thanh kiếm của khứ ý tông, 60 năm đã qua đi, khúc hành còn dám mưu toan dùng khổng tước khống chế y, còn đem nhiếp hồn nói thành linh quyết khổng tước. Trong lời của khúc hành không có nửa điểm vướng mắt, người nghe không biết năng lực khổng tước còn cảm thấy thật hợp tình hợp lý, tất cả đều đồng loạt gật đầu tán đồng. Chỉ là bị linh quyết thăm dò một chút ký ức, sẽ tổn không tổn hại nhiều đến linh lực. Tương trọng kính nhìn khúc hành, biết hắn hiện tại đã không màng mặt mũi, một mực muốn đẩy mình vào chỗ chết, khổng tước có thể nhân lúc người đó không phòng bị mạnh mẽ sử dụng nhiếp hồn, nếu đến quá gần. Nếu không cẩn thận hết tám phần sẽ mắc mưu. Tương trọng kính gục đầu xuống, tận lực không nhìn cặp mắt đầy mê hoặc của khổng tước. Khúc hành cố ý nói, ngươi đang chột dạ sao? Tương trọng kính cũng không để ý thói khiêu khích của hắn, rủ mắt không chút để ý nói, khổng tước nhiếp hồn, khúc tông chủ dùng thật thuận tay. Khúc hành nói, cái gì nhiếp hồn, ta không biết ngươi đang nói gì, khổng tước là thần thú trấn sơn của khứ ý tông, tất nhiên sẽ không để người khác biết được nó có năng lực nhiếp hồn, cho nên nhiếp hồn vừa ra khỏi miệng, đại đa số tu sĩ đều ngây ngốc, ngoại trừ một vào người lão làng nghe vậy đồng tử lập tức co rút. Nhiếp hồn, một lão nhân đột nhiên nhíu mày mở miệng nói, đó không phải là cấm thuật của tội nhân trong tam độc bí cảnh sao, tương trọng kính bỗng chốc nhướng mày, cố tòng nhứ cũng sửng sốt, khi tương trọng kính còn muốn truy vấn, tăng nhân vẫn luôn an tĩnh rũ mắt không nói chuyện đột nhiên phóng ra một cổ linh lực thuần khiết hóa thành từng gợn sóng trong hư không tương trọng kính nhíu mày nhìn về phía hắn tăng nhân trước sau rũ mắt làm người khác chẳng thể thấy rõ ý nghĩ trong lòng thanh âm hắn mềm mại làm người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân không thể nổi lên bất cứ ý phản kháng nào chuyện của tội nhân chính là điều kiên kỵ của tam giới các hạ cẩn thận lời nói lão tu sĩ kia lập tức im lặng Tương trọng kính lạnh lùng nhìn tăng nhân chỉ dùng một câu đã khiến đám người chung quanh loại trừ tạp niệm kia. Trực giác nói cho y biết người này chính là kẻ đứng sau lưng thao túng túc tạm thanh thậm chí là toàn bộ tam môn và yêu tộc. Đúng lúc này, khổng tước bỗng chốc dương mắt, con ngươi an tĩnh tự như hương hoa nở rộ, nhìn thẳng về phía tương trọng kính. Tương trọng kính lập tức rủ mắt không nhìn hắn. Trong phút chốc, cố tổng như đột nhiên một trích gào một tiếng, khiến cho khách khứa trong phòng đều chấn động uy áp của cự long so với tăng nhân càng thâm hậu hơn chỉ là lúc này uy áp vẫn chưa lan đến các yêu tu chỉ thẳng tắp phóng về phía khổng tước muốn sử dụng nhiếp hồn khổng tước không kịp phòng bị đầu gối mềm nhũng lập tức quỳ rạp xuống đất lực đạo kia rất lớn khiến đầu gối hắn nhanh chóng chảy ra một vũng máu khổng tước bị uy áp cường thế bức phải quỳ xuống đất lại cực kỳ an tĩnh mà phục tùng hắn trợn to đôi mắt còn chưa tiêu tán nhiếp hồn từ con ngươi xinh đẹp không chút biểu cảm nước mắt theo lông mi chậm rãi trượt xuống và giọt rơi trên mặt đất khúc hành cả kinh cự long từ trên cao nhìn khổng tước quỳ sát đất tầm mắt thấy giữa cổ tay hắn mơ hồ lộ ra xiềng xích ánh mắt hiện rõ sự khinh thường tự ngươi nói có phải vừa rồi muốn sử nhiếp hồn phải không đại khái là biết khổng tước bị khúc hành khống chế sau khi cố tòng như nói xong dựng đồng lạnh lẽo nhìn về phía khúc hành muốn mở miệng sát ý che trời lấp đất phóng ra lạnh lùng nói câm mồm hai chân khúc hành mềm nhũng linh lực hộ thể bị sát ý của cố tổng như dọa đến sắp vỡ đây là lần đầu tiên hắn ý thức được cự long do tội nhân lưu lại trong tam độc bí cảnh dù thần hồn bị phong ấn vẫn có thể dùng một đoạn long cốt nghiền hắn thành tro dễ như trở bàn tay nhưng long cốt so ra vẫn kém hơn nguyên thân cố tổng như dựa vào một đoạn long cốt trận mắt chống đỡ đến hiện tại đã là cực hạn nhưng hắn biết rõ nếu bây giờ mình không ở đây tương trọng kính chắc chắn sẽ bị khổng tước nhiếp hồn đoạt mất thần trí cố tổng như hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm, đây đều là vì y giúp ta tìm được long cốt nên ta mới đáp ứng đối phó khổng tước. Đây là giao dịch, chân long không có muốn thực lòng giúp tương trọng kính đâu, hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa dùng uy áp với khổng tước, lời ít ý nhiều nói, trả lời, được chân long che chở tương trọng kính rũ mắt, vòng tròn vẽ trên lông lân càng lúc càng nhiều, nếu không nhờ có khăn che mặt trắng lại. Đại đa số đều nhìn thấy trên mặt tương trọng kính tràn nập thần sắc hắn đang bảo vệ ta nha. Cố tông nhớ lòng giác của cố tòng như thiếu chút nữa đã nóng lên rốt cuộc cũng không thể nhịn được nổi vừa cường thế dụng uy áp kiềm chế khổng tước cùng khúc hành vừa thở hồng học truyền âm cho tương trọng kính ngươi đừng ở trên người ta động tay động chân nữa rụt rè chút được không tương trọng kính tương trọng kính có chút mờ mịt mình chỉ vẽ vài vòng thôi mà sao lại bảo không rụt rè sắc lông này mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy đúng lúc này khổng tước đột nhiên mở miệng trả lời tuy rằng khúc hành bị chế trụ không thể mở miệng nhưng trong lòng vẫn nắm chắc phần thắng khổng tước bị khứ ý tông thao túng nhiều năm như vậy sớm đã không còn ý phản kháng lại bị trận pháp điều khiển linh thú trói buộc thật sự không có cách đem việc nguy hại khứ ý tông nói ra nếu không kinh mạch sẽ nghịch lưu mà chết trong tâm khúc hành chờ khổng tước phủ nhận nhưng lại nghe được âm thanh nghẹn ngào của khổng tước mở miệng giọng khàn khàn nói đúng vậy khúc hành sửng sốt giữa tiếng kinh hô ngạc nhiên hắn sợ hãi nhìn về phía khổng tước những người khác kinh ngạc không thôi ngay cả tu sĩ tóc trắng kia cũng nhíu mày. Nhíp hồn là cấm thuật do tội nhân trong bí canh tam độc chế ra, không ngờ linh thú tọa trấn của khứ ý tông lại biết dùng cấm thuật này. Khúc hành nghe thấy chữ vân kia, đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi có thứ gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát. Khổng tước, đáng lẽ không nên nói chuyện này ra. Khổng tước vẫn an tĩnh duy trì tư thế quỳ, lệ nơi hốc mắt đã khô, trái lại khóe môi liên tục chảy máu, chớp mắt nhiễm đỏ thân dưới của nó đây là cái giá phải trả khi chống lại trận pháp điều khiển linh thú. Thủ đồng lạnh băng của cố tổng như không hề có chút thương xót nào, y hờ hững nhìn khúc hành, nói nhiếp hồn là linh quyết, đồ kiến hôi tráo trở gian dối. Không phải ngươi muốn để khổng tước dùng thuật nhiếp hồn điều khiển tương trọng kính nhận tội đền tội sao? Con ngươi của khúc hành chấn động kịch liệt, không thể nào tin nổi tại sao khổng tước lại phản bội khứ ý tông, chẳng lẽ nó không muốn sống nữa? Khách khứa xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía khúc hành càng thêm kỳ lạ. Dịch trưởng môn nhân cơ hội này ý vào giọng nói oan oan của mình nói to, vừa rồi khúc tông chủ thề thề thốt thốt nói biện pháp của mình có thể để kiếm tôn chứng minh bản thân trong sạch mà. Sao bây giờ lại rước tội về cho mình thế? Khúc hành cưỡng ép bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, khổng tước báo cho ta biết đó là linh quyết, vốn không biết nhiếp hồn là gì cả, ai ngờ bây giờ nó đột nhiên quay lại cắn ta, không chừng là khổng tước bị trúng nhiếp hồn của người khác dù sao con ác long này đi theo tội nhân kia đã nhiều năm, cố tổng như sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra tội nhân trong miệng bọn hắn là nói đến chủ nhân của mình, lúc này y nổi cơn thịnh nộ, giận dữ gào thét, kiến hôi ngu xuẩn cả gan bêu rếu chủ nhân ta, thật sự khinh ta không dám giết các ngươi sao, khúc hành bị tiếng gầm này làm chấn động hai tai đến nỗi chảy máu. Bên tai mãi hồi lâu chỉ vang lên tiếng ông ông nhức ốc, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc, lập tức dùng linh lực hộ thể đồng thời lui về sau ác long này đúng là gặp ai liền cắn người đó không trách bị người đời gọi là ác long cố tòng như tức giận không ngớt nếu không phải tương trọng kính giữ khúc hành lại vì còn hữu dụng y đã sớm há miệng nuốt gã vào bụng nào có chuyện phải chịu cục tức này không còn nhiếp hồn của khổng tước uy hiếp rốt cuộc tương trọng kính cũng bình thản ngẩng đầu lên việc đã đến nước này tương trọng kính cũng không có ý định biện giải cho mình cũng không truy cứu trách nhiệm với khúc hành trái lại đột nhiên chuyển sang đề tài khác quay đầu nói nhà sư kia không biết tục danh của đại sư là nhà sư kia chấp hai tay mỉm cười điềm đạm nói tố nhất tương trọng kính vốn tưởng rằng những chuyện ngu xuẩn của khúc hành sẽ khiến cho nhà sư không rõ có phải là kẻ đứng sau tam môn hay không này dao động nhưng nào ngờ hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ bi trách trời thương dân dù khúc hành có ngu xuẩn đến mấy đi nữa hắn cũng không thay đổi sắc mặt thậm chí còn nhìn khúc hành với ánh mắt thưởng thức thưởng thức cái gì thưởng thức cái ngu của gã tương trọng kính gật đầu cười nói đại sư tố nhất ta đã nhớ tố nhất giống như không nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn cũng gật đầu mỉm cười đáp lại tương trọng kính biết không thể nhìn ra được gì từ nhà sư hữu nút này bây giờ mới quay đầu nhìn về phía khúc hành đầu chảy đầy mồ hôi bộ dạng chật vật khó tả nhìn dáng vẻ tố nhất giống như đã khoanh tay đứng nhìn không có ý định bảo vệ gã không khó nhận ra khúc nguy huyền rồi tới khúc hành đều đã trở thành phế trong miệng của người đứng sau tam môn tương trọng kính nhìn khúc hành nói khúc tông chủ nuôi ta từ nhỏ đến lớn, hẳn đã biết ta là người mồm miệng không lanh lẹ, cho dù bị uất ức cũng sẽ không biện giải cho mình. Mặt già của khúc hành như quả trầu héo, cố tông như bên cạnh cũng bị dọa sợ đến mức chóp đuôi mềm nhũng. Mồm miệng không lanh lẹ. Bị uất ức sẽ không biện giải, người đang nói ngược hay gì, dù sao trong nhận biết của cố tông như, tương trọng kính có chỗ nào giống người mồm miệng không lanh lẹ, phải nói là mồm mép quá tí lia mỗi lần nghe hắn nói chuyện là đầu óc của chân lông vô cùng nhức nhối, hận không thể mọc ra 18 bàn tay bịt cái miệng như ống xả lũ của hắn lại. Mặc kệ người khác nói thế nào, tương trọng kính vẫn nghĩ mình là một kẻ đáng thương không giỏi ăn nói, dù bị uất ức cũng không lên tiếng biện giải. Khúc hành thật sự rất ghét tương trọng kính, không muốn nghe hắn nói nhảm nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề lạnh lùng đâm thủng ý đồ của hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói năm đó ta để khổng tước dùng thuật nhiếp hồn điều khiển ngươi giết chết đệ tử Tam Môn? Tương trọng kính nói, "Không, ta vẫn giữ nguyên câu nói hồi nãy nha Khúc Tông chủ, các ngươi nghĩ thế nào ta đều không quan tâm. Ta chỉ là không nhìn nổi người khác tạt nước bẩn lên người ta rồi lại làm ra vẻ bị hại đáng thương, tâm địa độc ác như vậy ngay cả thánh nhân cũng phải tức giận." Hắn vừa nói vừa nhìn Tố Nhất, cười hỏi, "Có phải không, đại sư Tố Nhất?" Đôi mắt của Tố Nhất nhẹ nhàng mở ra một khe hở, nụ cười trên môi giống như được vẽ lên, vẫn là dáng vẻ khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, nói: đúng là như vậy tương trọng kính cảm thấy người còn xử sự, sự khéo léo đưa đẩy hơn cả hắn chắc chắn da mặt cũng dày không hề kém cạnh hôm nay tề tựu đông đủ đạo hữu chúng ta không ngại tính toán rõ ràng chuyện năm đó tương trọng kính nói khi không phải gánh chịu ô danh trên lưng suốt sáu mươi năm thật khiến ta cảm thấy không ngửi nổi hắn vừa nói xong lời này dịch trưởng môn không đợi khúc hành lên tiếng liền giành nói trước vậy thì quá tốt dù sao người chết là đệ tử tam môn cứ ý tông đòi đóng cửa điều tra thì sao có thể công bằng được? đúng lúc mọi người có mặt đông đủ tại đây trả lại cho kiếm tôn một sự trong sạch. dịch trưởng môn nói vô cùng căm phẫn, người đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, thầm nghĩ trong lòng lâm giang phong của ngươi chẳng phải mới bước vào hàng ngũ tam môn trong những năm gần đây sao? coi như năm đó đệ tử tam môn chết thì cũng đâu tới lượt ngươi ra mặt. có điều lời nói của dịch trưởng môn là tiếng lòng của phần đông người ở đây, không có nhiều người phản đối tất cả đều gật đầu đồng ý. Tương trọng kính hít mắt, nhìn về phía túc tạm thanh nói, mau tới nghe túc thủ tôn nói lời công bằng, hôm nay muốn mời ngài tới làm người phán xử, vì ta rửa sạch quan khiên, thế nào? Túc tạm thanh biết tương trọng kính đang làm nhục mình, nhưng không thể nào cự tuyệt được, gã nói, được, tương trọng kính miễn cười sâu hơn, trong tầm mắt soi mói của mọi người, hắn nhìn về phía khổng tước đang quỳ dưới đất. Màu máu của khổng tước hơi ngã sang tiếng đậm, thấm vào trong đất bùng tạo thành một vũng đen nhánh. Tương trọng kính đạp lên thân rồng của cố tổng nhứ rồi mượn lực của u hỏa bay đến đáp xuống chỗ đất trống phía trước, cố tổng nhứ bị hắn đạp không kịp phản ứng, mất mặt trích lên một tiếng, tức giận suýt chút nữa không nhìn được há miệng nuốt hắn vào bụng. Tương trọng kính không nhìn vẻ mặt khó coi của khúc hành, chậm rãi đi đến trước mặt khổng tước, hơi cúi người nhìn nó, nói, ngẩng đầu lên, khổng tước từ từ ngẩng đầu lộ ra cái cổ thon dài, đôi mắt không cảm xúc nhìn hắn. Tương trọng kính nói, ta hỏi gì người đáp nấy. Khổng Tước im lặng nhìn hắn một lúc, mới nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng." Tương Trọng Kính không hề cho kẻ khác có thời gian phản ứng lại, trực tiếp đặt câu hỏi, "Năm đó ngươi từng tận mắt thấy ta sát hại đệ tử Tam môn?" "Chưa từng." "Năm đó ta có dùng linh kiếm giết người không?" "Chưa từng." Hắn nhìn Khổng Tước, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, "Những đệ tử Tam môn kia là bị ngươi dùng thuật nhiếp hồn điều khiển bọn họ tàn sát lẫn nhau?" Tương Trọng Kính vốn tưởng Khổng Tước sẽ gật đầu, nhưng không ngờ nó lại lắc đầu, "Không." bọn họ chết vì tự sát, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả tương trọng kính cũng khẽ nhướng mày. Hồi nãy hắn nói đệ tử tam môn tự sát chỉ là nói giỡn, ai ngờ đó lại là sự thật, toàn thân khúc hành ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tương trọng kính đứng dậy đi tới bên cạnh cố tổng nhứ, giờ cao tay muốn xoa đầu rồng của cố tổng nhứ. Cố tổng nhứ đời nào cho hắn xoa đầu trước con mắt của nhiều người, y há miệng lộ ra răng nanh, nghiêng đầu muốn táp tay hắn. Ta ăn ngươi tương trọng kính đã tập thành thói quen, không thèm nhìn rụt tay về, tránh thoát cú đớp muốn ăn thịt người của cố tổng nhứ, hắn cười tủm tỉm nhìn xung quanh, năm đó chân lông vì u hỏa bị trộm mà tức giận. Muốn nuốt hết tất cả đệ tử trong bí cảnh, là ta xả thân phong ấn mới cứu bọn họ một mạng. Buồn cười thay, vì sự dốt nát của bọn họ, đã nhận lầm khế văn phong ấn thành khế văn của khế ước sinh tử, túc thủ tôn, người nói ta có oan uổng hay không, túc tạm thanh không tỏ cảm xúc gì, hờ hững nói, oan uổng tất cả mọi người ở đây đều biết kẻ dốt nát năm đó chính là túc Tạm thanh nghe thấy màn hỏi gì đáp nấy trước mắt này trong lòng thầm cảm thấy buồn cười đúng là mỉa mai nhờ vào công trạng phong ấn tương trọng kính để lên chức thủ tôn tam giới lại là một kẻ dốt nát vô sĩ như vậy mà chuyện đệ tử tam môn chết thảm là từ miệng khổng tước trả lại trong sạch cho ta chuyện vu hãm ta ở bí cảnh tam độc cũng là ta tự mình chứng minh bản thân trong sạch tương trọng kính gian rộng hai tay quay nửa vòng rồi nhìn về phía đệ tử của thượng diêu phong và khứ ý tông thản nhiên nói các ngươi còn có tội danh nào nữa muốn ụp lên đầu ta cứ việc nói ra những người đó sao có thể nói được gì cả đám đều trố mắt nhìn nhau khuôn mặt nóng rang xấu hổ cúi đầu túc tàm thanh nhìn bóng lưng của hắn trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp cho dù trưởng lão tam môn muốn cưỡng ép che giấu sự thật năm đó nhưng tương trọng kính vẫn có biện pháp cho mọi người biết bản thân hắn trong sạch đột nhiên túc tàm thanh cảm thấy mình quá buồn cười đều muốn chu toàn tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại làm hỏng tất cả. Tương trọng kính hỏi khúc hành đang run rẩy như cày sấy, nghiêm túc nói, lão tông chủ, ngài còn lời gì muốn nói không? Khúc hành gần như là sợ hãi nhìn tương trọng kính. Trong ngày sinh nhật của gã, tương trọng kính chỉ bằng sức của một mình hắn có thể khiến gã thân bại danh liệt, nhưng gã lại không thể ra tay giết hắn, ngay cả khổng tước cũng chẳng biết từ lúc nào bị xúi dục phản bội gã thậm chí gã cả cảm thấy bản thân hiện tại rơi vào tình cảnh chật vật thê thảm này giống như là đang mơ. Người xung quanh thấy vẻ mặt bần thần của khúc hành liền đoán được những gì tương trọng kính nói đều đúng, tất cả tội danh hư ảo của 60 năm trước hóa ra là do tam môn cưỡng ép đổ lên đầu hắn. Dù sau năm đó đèn bản mệnh của tương trọng kính được tống hữu thu cất giữ ở tống tán các bất ngờ tắt ngúng, dĩ nhiên là chết không đối chứng, còn sự tình thế nào thì toàn được nghe kể qua lời của những người còn sống đi ra khỏi bí cảnh nghĩ đến người đáng thương nhất chính là tương Kiến tôn, xả thân cứu người nhưng lại bị bạch nhãn lan phong ấn trong bí cảnh suốt 60 năm không thấy ánh sáng mặt trời, vất vả lắm mới ra được bên ngoài lại bị người vu oan, danh tiếng mất hết. Nếu đổi lại là một người tâm tư nhạy cảm lâm vào hoàn cảnh này thì đã sớm phát điên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tương trọng kính mang theo sự thương hại và đồng tình. Kẻ bi thảm nhất đời này quả thật không ai sánh bằng tương trọng kính. Mọi người đều thổn thức không thôi, trong lòng thật sự cảm thấy chuyến đi lần này không thiệt thòi. Tương trọng kính quậy banh hết cả khứ ý tông, thành công để bản thân rửa sạch quan khiên, hắn không quan tâm đến ánh mắt hận không thể nhào tới xé xác mình của khúc hành và ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Trái lại một lần nữa đi tới trước mặt khổng tước, tương trọng kính từ trên cao nhìn nó, lạnh nhạt nói, mới nãy ngươi đã làm thuật nhiếp hồn, tại sao lại ngưng? Khổng tước ngẩng đầu nhìn tương trọng kính hồi lâu, cho đến khi con ngươi trong đôi mắt của nó bắt đầu giãn ra mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong đôi mắt xinh đẹp của nó từ từ chảy xuống hai viên huyết lệ, rơi xuống đất hóa thành hai viên ngọc lưu ly mang hình hài giọt máu. Tương trọng kính hỏi nó, ngươi cười cái gì? Khổng tước dậy dù muốn đứng dậy, giống như muốn đến gần tương trọng kính. Cố tổng như thấy vậy định thả ra uy áp muốn đè nó xuống đất nhưng lại bị tương trọng kính giơ tay cản lại. Hắn muốn biết khổng tước rốt cuộc muốn nói gì. Giọng nói của khổng tước ngày càng nhỏ nhưng tương trọng kính có thể nghe ra rõ ràng ta không hề ngừng thuật nhiếp hồn, tương trọng kính nhíu mày, khổng tước chỉ cần chớp mắt một cái là có thể thâu tóm tâm trí của người khác, xác thật vừa nãy hắn đã mắc đối mắt với khổng tước, nếu nó thật sự dùng nhiếp hồn thì hắn đã trúng chiêu từ lâu, khổng tước nói xong lời này, cả người tựa như lông chim nhẹ nhàng bay về phía tương trọng kính, phản phất như muốn ông lấy hắn. Nhưng khi hai tay sắp chạm tới tương trọng kính thì biến thành vô số mảnh vụn linh lực rồi tiêu tán vào không trung. Một cơn gió thổi qua, trên vũng máu chỉ còn lại bộ y phục trực rỡ trống rỗng nằm trơ trọi. Trực giác mách bảo cho tương trọng kính biết câu nói cuối cùng của khổng tước tựa hồ có ám chỉ, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra. Đang định đứng dậy thì nhát thấy lấp ló trong bộ y phục trực rỡ có một viên ngọc lưu ly giống như trứng của khổng tước. Tương trọng kính do dự một lát mới đưa tay nhặt quả trứng lên bỏ vào trong tay áo, suy nghĩ một chút tiếp tục nhặt nốt hai viên huyết lệ của khổng tước để lại. Vân Nhiễn Lý đứng một bên vô cùng thích thú vừa xem kịch vui vừa cắn hạt dưa, đột nhiên cảm giác phượng hoàng đậu trên vai mổ nhẹ vào hắn sao thế phượng hoàng nói đó là nguyên đan của khổng tước ngưng tụ lại tạo thành quả trứng nếu dùng nhiều linh lực và chăm sóc chu đáo thì có lẽ nó sẽ sống lại thiếu tôn ngài mang quả trứng đó về đi vân nghiễn lý nhướng mày sao hả cô đơn lâu quá nên muốn ấp trứng phượng hoàng phượng hoàng ho ra một đống lửa thở phì phò nói ta định sẽ ăn quả trứng kia đại bổ vân nghiễn lý cong ngón tay búng vào đầu phượng hoàng thuận miệng nói chờ lát nữa ta hỏi thử xem. Lúc này Phượng Hoàng mới vui vẻ dùi vào mặt hắn. Các tân khách được xem một màn kịch hay, dù bị khúc nguy huyền cung kính tiễn về cũng không thấy tức giận, dù sao đây là chuyện riêng của Tam Môn, người ngoài không tiện nhúng tay. Tất cả từng người một hào hứng rời đi, nằm có vẻ muốn tuyên truyền chuyện này đi khắp mọi ngóc ngách ngõ hẻm. Tin tức tương trọng kính còn sống trở về rửa sạch oan khiên và chân lông hiện thân, cái nào cũng đều khiến mọi người khắp cửu châu phải khiếp sợ tương trọng kính cất trứng khổng tước vào người, vừa quay đầu thì thấy cố tổng như đã biến thành hình người, đang khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn hắn. Khúc hành bị cố tổng như nhốt trong phong ấn nhỏ không ra được, các đệ tử của khứ ý tông đứng bên cạnh cầm kiếm đề phòng, vì kiên kỵ ác long nên không dám tiến lên giải cứu. Đến khi khúc nguy huyền tiễn khách đi hết rồi bước nhanh trở về nói với khúc hành, cha, khúc hành lạnh lùng nhìn hắn, ta không có đứa con ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Khúc nguy huyền mờ mịt nói, năm đó, con bị u hỏa làm thương nặng, cũng là nằm trong tính toán của cha ư. Khúc hành thoáng sửng sốt, sắc mặt lập tức xanh lét. Khúc nguy huyền đứng bên ngoài phong ấn, đôi mắt ảm đạm như cho tàn lóe lên một tia sáng mong đợi, tự như một đứa trẻ trong mong nhìn khúc hành cho kẹo, muốn nghe một lời phủ định từ miệng gã. Khúc hành muốn chối bỏ nhưng miệng mở rồi lại khép, cuối cùng không nói gì. Khúc nguy huyền đợi một lúc lâu nhưng không chờ được câu nói, không phải mà mình muốn nghe, ánh sáng trong mắt mờ dần rồi vụt tắt một lần nữa trở lại dáng vẻ ảm đạm không cảm xúc như ngày thường. Khúc Nguy Huyền nhẹ nhàng ngồi sống xuống, nhìn vạt áo của Khúc Hành, lẩm bẩm, là Nguy Huyền quá ngu xuẩn, khiến cha thất vọng ư. Khúc Hành run rẩy nhìn hắn, nhưng vẫn không được câu nào. Tương trọng kính ở bên cạnh chọc cố tòng như xấu hổ đến mức sừng rồng nhô ra thấy vậy cười một tiếng, ngón tay trắng bóc tùy ý vẽ một vòng tròn trên vai cố tòng như, thản nhiên nói, hắn thương ngươi như vậy, tự nhiên sẽ không tính toán để ngươi bị thương biết đâu chừng là do kẻ đứng sau làm rồi để hắn chịu oan. Khúc Nguy Huyền nghe không hiểu, đôi mắt mang theo nước mắt ngước nhìn Tương Trọng Kính. Tương Trọng Kính đi tới đỡ hắn đứng dậy, xoa đầu hắn nói, đến lúc đó ta sẽ bắt kẻ đứng sau cho ngươi chơi đùa, được không? Ánh mắt Khúc Nguy Huyền lại sáng lên, nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay của Tương Trọng Kính, ngoan ngoãn gật đầu. Được, Trọng Kính thật tốt, Tương Trọng Kính mỉm cười. Cố Tòng Như đứng bên cạnh thấy như vậy, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy trong lòng không được thoải mái tương trọng kính an ủi khúc nguy huyền sông, túc tạm thanh đã sắp xếp xong xuôi người của tam môn hiện đang đứng cách đó không xa nhìn sang tự hồ muốn biết tương trọng kinh sẽ xử lý khúc hành như thế nào tương trọng kính cũng không nhìn gã đưa mắt nhìn khúc hành như người mất hồn trong phong ấn khúc tông chủ làm phiền ngài mở một con đường cho ta khúc hành ngẩng đầu đường gì tương trọng kính giơ tay chỉ về phía một hướng cười khẽ nói cấm địa trận pháp nếu không ngoài dự liệu trong trận pháp điều khiển khổng tước ở cấm địa có long cốt khúc hành căm hận nhìn hắn đừng hồng tương trọng kính cười hiếp mắt nói vậy ta sẽ xách con trai của ngươi đi đến đó nha khúc nguy huyền lật đật chạy tới còn nhóm chân vương tay cam tâm tình nguyện cho tương trọng kính sách mình đi sách trọng kính sách khúc hành khúc hành hận đến mức đỏ bừng hai mắt ta dẫn ngươi đi ngươi đừng để nguy huyền đến gần đó tương trọng kính nói thế có phải tốt hơn không hắn vừa nói vừa ngoắt tay với cố tòng như đứng phía sau canh ba, đi thôi, cố tổng như đứng ở đằng xa tự mình hờn dỗi, nhưng tương trọng kính chỉ lo quan tâm khúc nguy huyền mà ngó lơ y, bây giờ cố tổng như giận lâu đến mức chẳng buồn giận nữa thì tương trọng kính mới kêu y, chân lông lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cười lạnh nói, tự ngươi đi đi, ta không đi, tương trọng kính, tương trọng kính nghệt mặt ra, chuyện này thế nào đây, đột nhiên tức giận, còn quạo đến mức không muốn lông cốt, tương trọng kính không suy nghĩ nhiều, Vẻ mặt bình thản quay người đi theo khúc hành đến cấm địa đi chưa được mấy bước thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gió. Trong mắt tương trọng kính lộ ra ý cười giống như đã sớm biết trước sẽ như vậy, hắn thông thả vươn tay ra, một giây tiếp theo cố tòng nhứ vì phong ấn mà biến thành rồng nhỏ vùng một tiếng bay ngược trở về, vì lực mạnh nên vừa chạm vào tay tương trọng kính liền cuốn liên tục mấy vòng quanh cổ tay hắn, suýt chút nữa làm rồng nhỏ hôn mê. Tương trọng kính bực bội cười, nói là không đi mà, cố tòng nhứ, cố tòng nhứ bị xoay mấy vòng khiến đầu óc say sẩm, y nghiến răng nghiến lợi cắn một phát vào tay tương trọng kính tương trọng kính chỉ ghé qua cắm địa ở khứ ý tông một lần nhớ mang máng xung quanh chỉ toàn là cây cối sáu mươi năm trôi qua cái cây năm nào còn còi cọc trơ lá bây giờ đã cao lớn vai u thịt bắp cành lá xung xuê tương trọng kính ngửa đầu nhìn tán cây che khuất bầu trời một lần nữa cảm nhận rõ thời gian trôi qua khúc hành đi phía trước dẫn đường càng đến gần núi gã càng sợ hãi cả người đều run lập cập cố tòng nhứ quấn quanh cổ tay tương trọng kính đột nhiên biến thành người đứng bên cạnh hắn nhíu mày nhìn phía trước tương trọng kính cười nói hết giận ta không giận cố tòng nhứ trừng hắn chỉ tay ra đằng trước nói chỗ đó có khí tức làm ta thấy rất quen thuộc tương trọng kính hỏi lòng cốt cố tòng nhứ lắc đầu không giống y như có điều suy nghĩ rõ ràng trong lòng đã có phán đoán nhưng chỉ là không quá chắc chắn tương trọng kính cũng không hỏi thêm dù sao đi mấy bước nữa là tới nơi vào trong cấm địa rồi mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng trời đã tối tương trọng kính đẩy ra nhánh cây rậm rạp chắn ngang trước mặt hai đốm u hỏa bay lượn xung quanh thắp sáng lối đi khúc hành vừa thấy cửa hang liền hít sâu một hơi đè xuống cơn sợ hãi trong lòng nghiêng đầu lạnh lùng nói với tương trọng kính nếu ngươi không muốn chết tốt nhất đừng đi vào tương trọng kính cười híp mắt bây giờ khúc tông chủ hận không thể băm ta thành trăm mảnh nếu đi vào liền chết ngài chỉ mong một cước đá ta vào đó làm sao lại tốt bụng nhắc nhở ta thế? Khúc hành miếng chặt môi, không phản bác những lời này. Tương trọng kính gật nhẹ một cái, cố tổng như nhíu mày cởi bỏ phong ấn trên người khúc hành, sau đó hai người sống vai nhau đi tới cửa động. Khúc hành đứng tại chỗ, nhìn bọn họ đi vào với đôi mắt lạnh lẽo. Tương trọng kính và cố tổng như đi đến cửa hang, càng đi tới gần trái tim của cố tổng như càng đập nhanh, phản phất như huyết mạch linh thú trong y bị chấn áp. Nhưng cố tổng như biết rất rõ tam giới rộng lớn như vậy, tính luôn cả vân trung châu thì sẽ không có linh thú nào có thể chấn áp được y cố tòng như đè lại trái tim đập mạnh bên trong hang động truyền đến cảm giác suýt làm cho linh lực trong cơ thể y chảy ngược lại cảm giác khó chịu của thân thể làm cố tòng như nhanh chóng kiểm tra tình huống của tương trọng kính dù sao y là chân long nhưng tương trọng kính xem như là một nửa người phàm vì nguyên anh của hắn đang bị trói buộc chỉ là khi cố tòng như nhìn tương trọng kính thì phát hiện hắn không tỏ ra khó chịu chút nào trái lại bình tĩnh thông dong còn rảnh tay cưng chiều xoa xoa hai đống u hỏa trên vai. Tương trọng kính thấy cố tổng như đang nhìn mình, những mày nói, sao thế, cố tổng như cục mắt nói, không có gì. Từ khi cố tổng như ở trong thức hải của tương trọng kính thấy được mảnh ký ức đột ngột xuất hiện đó, y vẫn luôn muốn tìm ra chứng cứ trên người tương trọng kính để chứng tỏ hắn không phải là chuyển thế của chủ nhân. Nhưng tìm tới tìm lui, cố tổng như ngược lại hoảng sợ phát hiện ra khá nhiều chứng cớ chứng minh tương trọng kính là chuyển thế của chủ nhân tâm tình của cố tổng như rối ren như tơ vò vẻ mặt như dẻ lau nhúng nước nếu tương trọng kính thật sự là chủ nhân chuyển thế đột nhiên cố tổng như không dám nghĩ tiếp nữa hai người mới nói vài ba câu thì đã đến trước cửa hang cố tổng như hoàn toàn không ngăn được cơn khó chịu trong người đầu óc xây sẩm theo bản năng tựa vào người tương trọng kính tương trọng kính đỡ lấy y kinh ngạc nói sao thế cố tổng như không nói gì tương trọng kính cực kỳ thông minh nhớ lại vẻ khác thường của khúc hành hồi nãy rồi nhìn vẻ mặt tái nhợt của cố tòng nhứ lập tức biết trong hang chắc chắn có thứ gì đó hắn sợ đầu cố tòng nhứ nói ngươi vào trong tay áo của ta tránh một lát cố tòng nhứ né tay của hắn trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn mạnh miệng ta không cần tương trọng kính không biết phải làm sao đành phải để y tự nửa người lên lưng mình trong hang động tối đen u hỏa tự như du long xông vào bên trong thắp sáng xung quanh trên mặt đất chằng chịt trận pháp giống như ở trong tháp linh lung, có vài chỗ là dùng máu để bổ sung, chắc là trận pháp có thể điều khiển linh thú mà khúc nguy huyền đã nói. Cố tổng như không hiểu sao thấy lạnh buốt, thúc giục, nhanh đi tìm long cốt đi. Trong mắt tương trọng kính thì nơi này chỉ là một hang động bình thường hơi lạnh lẽo một chút mà thôi, không ngờ đường đường là một chân mà lại bị lạnh đến vậy. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một chi tiết mà lúc trước bị hắn coi là chuyện cười chưa bao giờ tìm hiểu kỹ tương trọng kính suy nghĩ tung bay trong đầu nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Hắn đỡ cố tổng như dựa vào vách hang bên cạnh rồi một mình đi tới chính giữa trận pháp. Chỉ là khi tương trọng kính đạp chân lên trận pháp, bốn bề trận pháp đang tối đen đột nhiên phát ra từng luồng sáng đỏ, hắt lên vách hang tạo thành nhiều hình thù kỳ dị khiến người ta thấy sợ hãi, giống như đang chứng kiến một buổi hiến tế bí mật nào đó. Tương trọng kính thầm hết hồn trong lòng, bỗng nhiên nghe cố tổng như nói, lòng cốt. Tương trọng kính ngẩng đầu nhìn vào trung tâm trận pháp, đúng như dự đoán nhìn thấy một đoạn lông cốt trong suốt lấp lánh tương trọng kính khẽ nhíu mày đoạn lông cốt này không giống với lông cốt ở đại điển ngự thú lông cốt được đặt trên cột đá cao bằng nửa người toàn thân tản ra ánh sáng trắng tinh khiết khi huyết quang của trận pháp trên mặt đất chiếu hắt vào thì mơ hồ có thể thấy bên trong đoạn lông cốt dài bằng cánh tay người kia có nhốt thứ gì đó tương trọng kính nhíu mày ra lệnh cho u hỏa bay qua đó thắp sáng toàn bộ đoạn lông cốt kia lên sau khi hoàn toàn thấy rõ tương trọng kính tỏ ra vô cùng kinh hãi bên trong đoạn long cốt đó đang nhốt thần hồn của một người ngay tại lúc này tương trọng kính còn chưa kịp đoán thần hồn kia là của ai cố tổng như tự như phát điên hóa thành cự long gầm thét điên cuồng lao về phía long cốt toàn bộ uy áp tản ra từ trong trận pháp đều bắt nguồn từ thần hồn kia ngay cả long cốt bao bọc xung quanh nó cũng không có tác dụng giống như chỉ đơn giản là linh khí nhốt thần hồn đó lại tương trọng kính suýt chút nữa bị đuôi của cố tổng như hất bay ra ngoài hắn nhanh chóng điều khiển u hỏa đỡ mình đáp xuống chỗ an toàn. Cố tông như giận dữ như chưa từng có trước đây, thụ đồng phát ra ánh sáng đỏ tươi, giữ tận đánh về phía thần hồn bên trong long cốt. Thường ngày cố tông như hồi nào tới giờ chỉ là dọa sung, dù đối mặt với khúc nguy huyền đã khiến thi thể chủ nhân của y tan thành cho bụi thì cùng lắm chỉ là cắn tay hoặc gầm ghề đe dọa. Xem như tính tình ôn hòa hơn hẳn trong đám linh thú, cố tổng như giống như là một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, không trành sự đời, đôi khi ngây thơ đến quá mức người ngoài nói gì y liền tin ngay lúc trước tương trọng kính còn nghi ngờ tại sao y bị người đời gọi là ác long mãi đến hôm nay tương trọng kính mới biết là tại sao cố tòng nhứ là một con rồng sắp nhập ma tương trọng kính ngạc nhiên nhìn cố tòng nhứ vì uy áp tỏa ra từ thần hồn chấp áp mà cố gắng bay lão đảo đến tấn công vào trung tâm trận pháp trên người ác long tỏa ra sát ý và lợi khí quá nặng tương trọng kính không có linh lực hộ thân thậm chí còn sinh ra ảo giác chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ bị cố tồng như đang mất thần trí cắn đứt cổ họng cố tồng như dùng hết sức lực muốn tấn công vào đoạn lông cốt kia nhưng chỉ mới tiến tới vài bước thì lại cảm thấy như vĩnh viễn không thể đến được thân thể sụi lơ bất lực nhưng vẫn còn cố vùng vẫy muốn tiến tới tương trọng kính nhìn thụ đồng đỏ tươi của cố tồng như chậm rãi chảy xuống hai hàng huyết lệ trong lòng khẽ đau nhói trong lúc đó thần hồn đang liên tục tản ra linh lực uy áp đột nhiên chợt vụt tắt giống như đã nhận ra cố tòng như nên dần dần rút lại địch ý, ánh sáng đỏ trên trận pháp cũng tối dần. Tương trọng kính chỉ nhìn thấy một bóng đen dài như mũi tên rời cung vọt nhanh tới, nhưng đầu sang thì thấy cố tòng như đã khôi phục lại thần trí giờ đã đang ở trên cột đá, cả người thu nhỏ lại quấn từng vòng xung quanh đoạn lông cốt, bao vây nó vào chính giữa. Cố tòng như quấn cơ thể lại mấy vòng rồi ủy khuất ngậm lấy chóp đuôi, giống như làm vậy là có thể bảo vệ được thần hồn của chủ nhân thủ đồng lại chậm rãi chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tương trọng kính đi tới thử thăm dò hỏi, canh ba, con ngươi của cố tổng như chợt co rút lại, ma đồng lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Tương trọng kính thấy y không có ý định tổn thương mình, đi tới nhấc tay lên, hơi do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu rồng nhỏ. Cố tổng như nhẹ nhàng cử động, gần như là ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. Tương trọng kính thấy vậy liền lặng lẽ thở vào một hơi, u hỏa cháy sáng bên cạnh, giống như lấy lòng bay đến vần quanh lông cốt trông như đang khoa tay múa chân vì vui mừng cố tòng như suýt rơi vào tâm ma nhanh chóng tỉnh táo lại y leo xuống khỏi cột đá và hóa thành hình người chống gối từ từ ngồi xuống đất trong dáng vẻ thất hồn lạc phách nước mắt trên mặt vẫn chưa khô trong tay ông chặt đoạn lông cốt tương trọng kính hơi không người nhìn y cố tòng như nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu lẩm bẩm nói ta có làm ngươi bị thương không tương trọng kính nói vẻ sâu xa có bị thương eo của ta bị đuôi của ngươi quẹt trúng ngươi muốn ta cởi áo ra cho xem không cố tòng nhớ mới nãy ác long vẫn còn rơi lệ nhìn tương trọng kính bây giờ đột nhiên bật cười tương trọng kính cũng cười theo cố tòng Nhứ nhấc tay lau khô nước mắt y nâng long cốt trong tay lên không đầu không đuôi nói năm đó khúc nguy huyền dùng long cốt mở định hồn quan ra không phải là long cốt trong tay ta tương trọng kính thấy y không khóc nữa mới bình tĩnh lại rồi hỏi sao ngươi biết trong đoạn long cốt này có một phần thần hồn của chủ nhân ta không phải là thứ mà một phế vật nhỏ bé có thể cầm được. Cố tổng như giơ ngón tay thon dài vuốt ve đoạn lông cốt, nửa khuôn mặt của y chìm trong bóng tối, nói tiếp, mà ngươi, cho dù có mảnh ký ức kia thì cũng chưa chắc là chuyển thế của chủ nhân ta. Tương trọng kính không biết mảnh ký ức trong miệng y nói là gì, những mày nói, ký ức nào cơ, cố tổng như không trả lời, chỉ nói, chỉ có người đầy đủ thần hồn mới có thể tiến vào luân hồi, bây giờ một phần thần hồn của hắn lại bị kẹt ở đây thủ đồng của cố tòng nhứ lại chảy xuống hai hàng lệ y vừa khóc vừa cười nói là ta cưỡng ép đưa thần hồn của hắn đến cửu châu nhưng quên mất có kẻ nút trong bóng tối mưu tính hắn để hắn gắn gượng biến thành cô hồn giả quỷ không đầy đủ hồn phách tương trọng kính không thể nào là chuyển thế của chủ nhân y bởi vì chủ nhân y đã không thể chuyển thế được nữa tương trọng kính do dự một chút thử đoán ý của cố tòng nhứ ngươi nói là những phần thần hồn mà ngươi đưa đến đây đều đã biến thành cô hồn giả quỷ cố tòng nhứ gật đầu trong lông cốt ở đại điển ngự thú không có gì cả nói rõ phần thần hồn đó hiện đang lưu lạc ở cửu châu những thần hồn khác ở cửu châu nếu rải rác thất lạc thì sẽ từ từ dẫn dắt lẫn nhau rồi sẽ có một ngày dung hợp trọn vẹn và đi vào luân hồi chuyển thế đầu thai mà bây giờ một phần thần hồn bị kẹt trong hang động tả tơi này sao có thể vào luân hồi cố tòng như càng nghĩ càng tuyệt vọng cũng càng hận bản thân mình thêm y siết chặt lông cốt trong tay vẻ mặt hung ác lạnh lùng nói ta muốn giết sạch người của tam môn. Lúc trước khúc nguy huyền phá hư thân thể của chủ nhân y, cố tổng như còn nghĩ dù thân thể bị hư hại thì chủ nhân vẫn có thể vào luân hồi, cho nên y không cảm thấy quá đáng tiếc. Nhưng hôm nay, một tia hy vọng cuối cùng đã bị thần hồn trong đoạn lòng cốt này dập tắt. Ánh mắt luôn tỏa sáng tràn ngập tinh thần của cố tổng như giờ đây lại như mảnh cho tàn tối tâm. Tương trọng kính thấy y như vậy cũng cảm thấy khổ sở trong lòng, hắn giơ tay muốn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cố tổng như để an ủi, trong lúc vô tình đầu ngón tay của hắn đụng vào lông cốt, lông cốt đã mất ánh sáng đột nhiên bừng sáng lên. Tương trọng kính hết hồn, vội vàng rút tay về, cố tòng như kinh ngạc nhìn. Trong phút chốc, thần hồn trong lông cốt như được cái gì đó dẫn dắt, một đường lao nhanh ra khỏi lông cốt rồi hóa thành một tia sáng chui vào mi tâm của tương trọng kính. Tương trọng kính khẽ loạn choạng, bị tia sáng này đâm vào trán ngã ngửa ra sau. Tia sáng trắng kia đột nhiên nổ tung một cái bùng trong đầu tương trọng kính, thần hồn không ổn định từ nhỏ của hắn giống như bị cái gì đó cưỡng ép rút ra gian nan hợp làm một với phần thần hồn kia vô số ký ức lướt nhanh qua như tên bắn từng cái một lóe lên trong đầu hắn rồi vụt biến mất tương trọng kính cố gắng mở to để thấy cho rõ những mảnh vụn trí nhớ kia nhưng lại giống như bị người che mắt chỉ có thể xuyên qua khe hở nhìn được vài mảnh ký ức trong số đó hiện lên một khung cảnh vắng vẻ có một nam nhân áo đỏ khoác áo ngoài dài phết đất ngồi trên băng ghế che miệng ho khan vài tiếng rồi dịu dàng nói, ngươi muốn học. Trên bàn đá trước mặt, một con khổng nho nhỏ đang dùng chân ra sức vặn mở nắp bình, nghe thế liền gật đầu, dạ. Nam nhân mỉm cười, chống cầm dịu dàng nhìn khổng tước, lười biến nói, được thôi, thân đang bệnh quả thật có hơi nhàm chán, tố nhất không chịu cho ta ra ngoài, thôi thì dạy ngươi để giết thời gian vậy. Khổng tước ngước mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn. Nam nhân áo đỏ miễn cưỡng mở hờ đôi mắt tràn ngập lười biếng, con ngươi xinh đẹp giống như đóa hoa đang nở rộ, lộ ra một tia linh lực mê hoặc. Khổng tước vừa nhìn vào đôi mắt đó lập tức ngơ ngác bất động. Đây chính là nhiếp hồn. Sau khi nam nhân áo đỏ khống chế được khổng tước, hắn khẽ mở đôi môi nhạt màu, dịu dàng nói, nào, tước nhi, đứng trên bàn lộn mèo một cái cho ta xem. Khổng tước ngơ ngác làm theo. Nam nhân áo đỏ giống như nhìn thấy cái gì đó buồn cười, hắn phục một tiếng cười rộ lên. Nhiếp hồn là cấm thuật có thể điều khiển tâm trí của một người, nhưng lại bị hắn dùng để làm trò tiêu khiển cho mình hắn cười chưa được mấy tiếng liền gặp báo ứng bị sặc nước miếng ho khù khụ khóe môi chậm rãi chảy xuống một vệt máu dường như hắn đã quen chuyện này thản nhiên nhấc tay lau đi rồi tiếp tục chơi đùa với khổng tước hình ảnh trước mắt tương trọng kính đến đây liền ngưng lập tức chuyển sang một hình ảnh khác nằm nhân áo đỏ trong hình ảnh đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao từ tầm nhìn của hắn có thể thấy toàn bộ cửu châu đang chìm ngập trong khói lửa mịt mù. Một con khổng tước xuyên qua khói mù bay tới, đáp xuống đầu trên ngón tay thon dài của nam nhân. Vẻ mặt nam nhân lãnh đạm, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng phải rời khỏi." Khổng tước cung kính gật đầu, mở miệng nói tiếng người: "Ta không muốn hóa thành vật phàm, trừ khi chủ nhân dùng nhiếp hồn với ta, nếu không ta nhất định sẽ đi theo ngài." Nam nhân cười khẽ: "Nếu là vậy, ta có khác gì tam độc đâu?" Hắn rung nhẹ ngón tay thả khổng tước dương cánh bay lên, lẩm bẩm: "Đi thôi, tất cả đều đi thôi." hắn đứng tại chỗ một mình, đưa mắt nhìn theo bóng dáng ngày càng bay xa của khổng tước, một hồi lâu sau mới cười khẽ, trông vô cùng cô đơn. Ở sau lưng hắn là một cây cổ thụ khổng lồ, chim ưng trao luyện trên trời cao, khi hạ cánh đáp xuống vai của nam nhân thì hắn đang ngồi trên một cành cây. U hỏa trên vai lập lòe, hắn vuốt ve một con rồng nhỏ, tuy giọng điệu êm dịu nhưng tương trọng kính có thể nghe ra sự ranh mảnh lẫn trong đó, thì ra là một bé rồng đen, màu sắc thật đẹp, giống như vệt mực, gọi ngươi là, ừm tồng nhứ đi rồng con mới nở không hiểu một con rồng đen như nó sao lại gọi là tòng nhứ nó chỉ biết ngơ ngác nhìn chủ nhân mỉm cười dịu dàng cái đầu nhỏ khẽ gật gật nam nhân áo đỏ thấy vậy cười càng dịu dàng hơn hình ảnh nam nhân và rồng nhỏ như vết mực cùng nhau ngồi trên cành cây chậm rãi biến thành khói mù rồi phiêu tán tương trọng kính thấy trong mảnh ký ức cuối cùng là khuôn mặt của mình sáu mươi năm trước hắn vẫn còn là thiếu niên hăm hở đến tống tán cát đưa một giọt máu của mình cho tống hữu thu Tống Hữu Thu ngước mắt bưng hai tay nhận lấy giọt máu, bí cảnh tam độc không làm chết người ngay, ngươi cần gì phải vội vàng mua quan tài cho mình thế. Tương liễm cầm ly rượu trong tay ngửa đầu cạn sạch, trên mặt không có cảm xúc gì, yêu tộc sẽ không giao ngôi vị tông chủ cho tộc nhân đã kết đạo lữ với một nam nhân, giả tâm của tấn sở linh rất lớn. Nếu hắn muốn ngồi lên vị trí tông chủ yêu tộc, việc đầu tiên hắn làm là giết ta, khứ ý tông hơn 80% sẽ không đồng ý chứa chấp ta, đúng lúc bí cảnh là nơi tốt nhất để giết người diệt khẩu, không phải sao? Tống Hữu Thu ở bên cạnh vừa làm đèn bản mệnh vừa nhíu mày nói, vậy ngươi đừng đi, bọn hắn có thể cầm kiếm kề vào cổ ép ngươi đi được chắc, tương liễm lại rót thêm cho một ly rượu, ta phải đi. Tống Hữu Thu nói, tại sao? Tay cầm ly rượu của tương liễm hơi khựng lại, hắn ngơ ngẩn hồi lâu rồi tự nhủ, đúng vậy, tại sao ta, phải đi? Biết rõ bí cảnh chắc chắn là mồ chôn của hắn, nhưng tại sao hắn lại cố chấp muốn đi vào? Tương Liễm nghĩ đủ kiểu nhưng vẫn không thông suốt. Tống Hữu Thu đem cất đèn bản mệnh đã làm xong, sau đó nghi ngờ nói: "Vậy ngươi còn đi không?" Tương Liễm trả lời gần như không chút nghĩ ngợi: "Đi chứ." Tống Hữu Thu đần mặt, cho nên mới hỏi rốt cuộc là vì sao? Tương Liễm cũng không biết tại sao, ánh mắt của hắn lộ vẻ ngơ ngác hồi lâu, rồi do dự nói: "Thật giống như trong bí cảnh có thứ gì đó vô cùng quan trọng cần ta mang về, nhưng hắn vẫn không biết rốt cuộc đó là thứ gì." tương trọng kính xem hình ảnh tới đây cũng vẫn chưa hiểu nhưng diễn biến tiếp theo liền cho hắn câu trả lời trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng tương trọng kính thản nhiên không cảm xúc đi tới trước một tấm kiến thủy tinh trong đôi mắt tự như biển hoa nở rộ dẫn hắn đi ra đừng để hắn chết quên mất tương trọng kính không nghe rõ câu nói kế tiếp là gì bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi tỉnh lại những ký ức này thoạt nhìn dài đằng đẵng nhưng trong thực tế chỉ vụt qua trong nháy mắt thậm chí tương trọng kính vẫn còn chưa ngã xuống một trận choáng ván ập tới, bây giờ tương trọng kính đã cạn kiệt sức lực, đang chờ cảm giác đau đớn ập tới khi thân thể rơi mạnh xuống đất, nhưng trước một giây hoàn toàn ngã xuống, hắn được một đôi tay vững chãi đỡ lấy eo, lông mi của tương trọng kính khẽ giật giật. Hắn khó khăn mở mắt ra thì liền đối mặt với ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng của cố tổng nhứ. Tương trọng kính cười khẽ với y, đang muốn cảm ơn y vì đã kịp thời đỡ hắn, nhưng chưa kịp mở miệng thì cố tổng nhứ giống như chạm tay vào nước sôi, bất chợt rút tay về không báo trước. Tương trọng kính không kịp phản ứng liền trực tiếp ngã lăn ra đất. Tương trọng kính, cố tòng như hốt hoảng không thôi, hai tay ông chặt lông cốt đã mất đi ánh sáng, cả người nôn nóng đi lòng vòng trong hang động, miệng lầm bà lầm bầm những câu rời rạc không rõ đầu đuôi. Không đúng, hắn không thể nào chủ nhân của ta, sao hắn có thể là chủ nhân của ta được? Chủ nhân của ta còn tôn quý tiên khí hơn thần tiên trên chín tầng mây, còn hắn không thể nào nhưng tại sao mảnh thần hồn kia lại chui vào người hắn à đúng rồi các mảnh thần hồn có thể dẫn dắt nhau dung hợp lại nhưng nhưng mà khù khù khụ cố tông nhíu hoảng loạn đến nỗi bị sặc ông cổ ho khan không ngừng trong miệng vẫn lầm bầm không thể nào là không thể nào lần này tương trọng kính thật sự bị ngã đập eo xuống đất hắn chống khuỷu tay nằm nghiêng như quý phi ngẩng đầu nhìn cố tòng nhứ đi tới đi lui với đôi mắt âm u ngoài cười nhưng trong không cười nói tòng nhứ ngươi đối xử với chủ nhân của mình như thế đó hả? Cố Tòng Như nhìn hắn như nhìn thấy ma quỷ, giọng nói đều sắp nổ tung. Không, không phải. Tương Trọng Kính đỡ eo ngồi xếp bằng trên đất, cười như không cười nói. Canh ba của chúng ta trông giống vệt mực. Vậy thì hãy gọi là Tòng Như đi. Lời này vừa nói ra liền khiến vẻ mặt của Cố Tòng Như càng thêm kinh hoảng. Còn giữ khư khư lông Cốt kia làm gì? Thần hồn đã không còn. Tương Trọng Kính giang hai tay với y, nhếch môi cười nhạt. Tới ông ta lên. Cố Tòng Như bỗng chốc sừng rồng của cố tổng nhíu nhú ra cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua y cứng nhắc đứng im tại chỗ không biết phải làm gì cho phải trong lúc y đang định quay vào trong thức hải của tương trọng kính để tránh mặt tương trọng kính đã sớm nhìn thấu ý đồ của y thông thả nói nếu ngươi lại trốn vào trong thức hải chiến tranh lạnh với ta có tin cả đời này ta sẽ không để ý đến ngươi nữa không cố tổng nhứ cố tổng nhứ nghe thế liền đứng im tại chỗ không dám hó hé gì tương trọng kính thấy y không có ý định trốn tránh giờ tay ngoắt ngoắt với y, tới đây, cố tòng nhứ không dám đến gần tương trọng kính, không những không đi tới mà còn lùi tuốt ra phía sau, hai tay ông chặt lông cốt không nói gì. Tương trọng kính khẽ biểu môi, thấy y bị dọa sợ đến như vậy thì mở lòng từ bi không ép buộc y nữa. Ngươi biết câu nói trước khi chết của khổng tước có ý gì không? Cố tòng nhứ vừa cảnh giác nhìn hắn vừa lùi thêm vài bước nữa. Y tích cực lùi về sau như thể muốn cách hắn càng xa càng tốt, khi nghe thấy hắn hỏi vậy liền dừng chân, sau đó tìm một nơi an toàn rồi núp cả người phía sau tảng đá lớn. Rốt cuộc cũng tìm được cảm giác an toàn, lúc này cố tổng nhíu mới lên tiếng, có ý gì? Tương trọng kính, tương trọng kính thấy y gần như muốn trốn ra khỏi hang động, không thể không cất cao âm thanh, nó nói nó không ngừng thuật nhiếp hồn, nhưng lúc đó ta lại không trúng chiêu, điều này nói rõ cái gì, chật, ngươi trốn xa như vậy làm gì, ta không có ăn thịt ngươi. Cố tổng như ngồi sổng con người thành một cục phía sau tảng đá, buồn bực nói, ở đây cũng nói được tương trọng kính hô, cái gì? Người nói cái gì? Cố tổng như la, ta nói, ở đây cũng nói được, tương trọng kính bó tay, hắn lại không có cách nào dùng linh lực để truyền âm, đành phải bất đắc dĩ nói lớn tiếng. Khi còn bé ta luôn bị cô hồn giả quỷ quấy nhiễu, 80% không phải là vì thần hồn bất ổn, mà là thần hồn không được trọn vẹn. Tương trọng kính nói, trước khi vào bí cảnh ta không cách nào thoát khỏi nhiếp hồn của khổng tước, nhưng từ sau khi ra khỏi bí cảnh thì không còn bị ảnh hưởng nữa, có lẽ là vì lúc ở bên trong định hồn quan ta đã vô tình dung hợp lại các phần thần hồn còn thiếu khụ 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 cố tòng nhứ, lỗ tai của cự long bị âm lượng giọng nói của tương trọng kính làm cho ông ông cố tòng nhứ do dự nửa ngày mới chịu ló nửa mặt ra nói ta có thể nghe được ngươi đừng nói lớn như vậy tương trọng kính tiếp tục nói lớn cái gì ngươi nói cái gì nói lớn lên cái coi cố tòng nhứ, cố tòng nhứ suy nghĩ một lát rồi từ từ đi ra khỏi tảng đá đi đến ngồi xuống vị trí cách 10 bước chân trước mặt tương trọng kính, nhỏ giọng, như vậy là có thể nghe được rồi chứ. Tương trọng kính phải nói lớn rác họng mới khiến y chịu ra ngoài, tức giận trừng cố tòng nhứ. Cố tòng nhứ ông Long Cốt không dám nhìn hắn. Tương trọng kính vì nói lớn mà hụt hơi, đầu óc xây sẩm, ta nói đến chỗ nào rồi. Cố tòng nhứ nhắc nhở hắn, khụ 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 khụ. Tương trọng kính, tương trọng kính không nhìn được, nhặt một hòn đá gần đó ném vào đầu cố tòng nhứ đầu của cố tổng như không hề hấn gì trái lại hòn đá bị bể thành bột đây là lần đầu tiên tương trọng kính bị chọc giận hắn niệm mấy lần câu không thể so đo với hắn tỉnh táo lại tỉnh táo lại lúc này mới có thể hoàn toàn bình tĩnh ta mới vừa thấy một phần trí nhớ mới trong thức hải nhiếp hồn của khổng tước là được một nam nhân áo đỏ dạy cho nó tương trọng kính hít sâu một hơi nói tiếp câu nói cuối cùng của khổng tước có lẽ là đang ám chỉ với ta sở dĩ ta không trúng nhiếp hồn của nó là vì ta là người dạy nó nhiếp hồn cố tông nhứ định giải chết lần cuối cùng nhưng thần hồn không trọn vẹn thì làm sao vào được luân hồi tương trọng kính hỏi ngược lại ngươi hỏi ta ta phải đi hỏi ai đây cố tông nhứ nghẹn họng tương trọng kính yên lặng nhìn hắn hồi lâu nói ngươi không tin ta cố tông nhứ không phải là không tin y biết tương trọng kính sẽ không lừa hắn trong chuyện này chẳng qua là y tạm thời khó có thể tiếp thu nổi chủ nhân tự như trời cao trăng sáng ông nhung như gió xuân đặt bên cạnh tương trọng kính cử chỉ ngôn hành thô lỗ không đứng đắn rõ ràng hai người hoàn toàn trái ngược như vậy sao có thể liên tưởng là cùng một người được chứ cố tổng như nghẹn ngào cảm thấy bản thân cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này y lặng lẽ biến mất tại chỗ quay trở về thức hải của tương trọng kính sau đó ngậm cái đuôi lăn lộn một trận muốn thực hiện lời thề song sắc nếu tương trọng kính là chủ nhân thì sẽ nuốt đuôi của mình đã nói lúc trước thật quá mất mặt chân lông bây giờ tương trọng kính là một người có tính nết được nước liền lớn tới không dễ bỏ qua chuyện cũ những chuyện ngu xuẩn y làm trước đó chắc chắn sẽ bị hắn lôi ra chế nhạo cho coi cố tổng như nghĩ đến đây liền thấy tiền đồ trước mắt còn đen hơn vẫy rồng của mình nhưng sự tình chủ nhân của y không bị biến thành cô hồn giả quỷ vẫn là khiến trái tim cố tổng như như sống lại thêm lần nữa đập mạnh liên hồi thiếu điều muốn văng ra khỏi lòng ngực chỉ trong phút chốc Ác Long mới nãy còn mang vẻ mặt tiêu tụy tâm như cho tàn trong nháy mắt khởi tử hồi sinh, dung dăng dung dẻ bay nhảy khắp nơi, làm cho biển đèn trong thức hải rối loạn bay tứ lung tung. Tương trọng kính bị bỏ lại một mình trong hang động đen nhánh nhìn vị trí biến mất của cố tòng nhứ, hiếm thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Tương trọng kính ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, đột nhiên xì một tiếng bật cười. Đúng vậy, trái tim của tương trọng kính bình thản đập từng nhịp, thầm nghĩ trong đầu, tại sao ta phải chứng minh với hắn ta là ai? đó chẳng phải giống như lúc trước ta tự chứng minh trong sạch của bản thân à, người đã không tin thì dù ta có giải thích thế nào thì vẫn sẽ không tin, nhiều lời cũng vô nghĩa, chuyện vô nghĩa, mắc gì phải bận tâm. Tương trọng kính cũng không phải người cố chấp không buông, nếu nói nhiều chứng cớ như vậy mà cố tòng nhứ vẫn không tin, hắn có nói thêm đi nữa thì cũng chỉ tự chút lấy nhục, hắn lão đảo đứng lên, giơ tay che cái đầu đau sắp nứt ra của mình, chậm rãi đi tới cửa hang ra bên ngoài có lẽ u hỏa cảm nhận được tâm tình của tương trọng kính lo lắng bay tới bay lui quanh người hắn còn cố gắng cò vào mặt hắn giống như là đang an ủi tương trọng kính mỉm cười vuốt ve hai đốm u hỏa lẩm bẩm nói các ngươi nhận nhầm người rồi u hỏa nghe vậy càng nóng nảy hận không thể bao bọc hắn lại để sưởi ấm cho hắn cố tòng nhứ đang lăn lộn trong thức hải dường như phát hiện ra điều gì đó khác thường hơi ngẩng đầu nhìn biển đèn bên trên vừa nhìn lên thì thụ đồng của cố tòng nhứ đột nhiên co rụt thành cây kim nhận thức của tương trọng kính, biển đèn trong thức hải thắp sáng hàng năm, vài cốc đèn bị tắt là vì tương trọng kính nhận ra sự lạnh lùng vô tình của lòng người, có điều sau đó nhanh chóng thắp sáng trở lại. Mà lúc này, biển đèn ngập trời kia giống như bị sức mạnh vô hình nào đó thổi tắt, từng cốc đèn nối tiếp đuôi nhau tắt ngúng hàng loạt, cố tổng như ngạc nhiên nhìn, biển đèn vẫn không ngừng tắt từng cốc đèn một, không lâu sau toàn bộ đã bị tắt hơn phân nửa thường ngày trong thức hải đều sáng choang vậy mà bây giờ lại giống như dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng le lói lập lòe. Cố tổng như hơi nghi ngờ ánh mắt của mình, lập tức đi xem tương trọng kính. Tương trọng kính đã ra khỏi hang động, đang dùng u hỏa nghiêm túc đốt sạch trận pháp hại người kia, mặc dù không còn lông cốt để điều khiển linh thú nhưng thà đốt để ngừa hậu hoạn về sau. Hắn đã đốt xong, mang theo tâm tình tốt dẫn u hỏa mở ra một con đường nhỏ quay lại khứ ý tông. Tương trọng kính có thói quen một thân một mình, dù sợ hãi bóng tối xung quanh nhưng trên mặt không lộ cảm xúc gì, chỉ là bước chân không tự chủ tăng tốc. Cố tòng Như ở trong thức hải ngơ ngác đón lấy một cốc đèn đã tắt rơi xuống, sửng sốt một hồi lâu, còn cảm thấy trong lòng đau nhói. Sau núi quá tối, tương trọng kính đi rất nhanh giống như sau lưng có quỷ đuổi theo, cơn sợ hãi vô danh tự như một bàn tay bóp chặt trái tim của hắn khiến hắn suýt chút nữa thở không ra hơi. Ngay trong lúc này, một cái tay từ đâu vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của tương trọng kính tương trọng kính giật nảy cả người, hai chân bị dọa sợ mà mém xíu mềm nhũng khuỵu xuống, không dám quay đầu nhìn. Cốc đèn trong thức hải lại bị tắt thêm vài cái. Cố tổng như thấy vậy liền vội nói, là ta. Tương trọng kính nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim suýt vọt lên cuốn họng chậm rãi ổn định lại, hắn lặng lẽ thở vào một hơi, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu lại. Mượn ánh sáng u hỏa nhìn cố tổng như, sao thế? Cố tổng như ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lập tức cúi xuống, vô cùng do dự trong mắt tương trọng kính toàn là giá lạnh, không còn dáng vẻ trêu chọc cố tổng như như mọi ngày nữa, hắn nhíu mày nói, có chuyện thì nói, ta phải trở về, cố tổng như sợ hắn tức giận, khẽ cắn răng, quay hàm bệnh ra hết cỡ, sau đó lý nha lý nhí nói một câu, ngươi, sao rồi, tương trọng kính không nghe rõ, cái gì, cố tổng như do dự ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tương trọng kính thì lập tức xìu xuống, y nhắm chặt mắt la lớn, ta nói, ngươi muốn xem ta nuốt cái đuôi không? tiếng nói vang vọng khắp quả núi, dọa các linh thú gần đó bỏ chạy tán loạn. tương trọng kính, tương trọng kính, tương trọng kính vốn không biết cố tổng như có ý gì, còn tưởng vì y không chấp nhận nổi sự thật hắn là chủ nhân của y nên bị sốc đến hóa điên. hắn cười lạnh định mở miệng thì đột nhiên nhớ lại lúc hai người mới ra khỏi bí cảnh, thật giống như đã từng có cuộc đối thoại như vậy. theo diễn biến tiếp theo của cốt truyện thường thấy chủ nhân mà ngươi muốn tìm chính là ta đó, làm sao có thể? Nếu chủ nhân là ngươi, ta sẽ nuốt chóp đuôi của mình, tương trọng kính, tương trọng kính nhìn ác long nói xong lời này liền ủ rũ cúi đầu xuống với ánh mắt kỳ lạ, một hồi lâu sau mới lên tiếng, chóp đuôi của ngươi ăn ngon thế cơ à? Với tính tình của Cố tòng như làm đến bước này đã là cực hạn, y không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy tay tương trọng kính không chịu buông. Tương trọng kính thấy y nhắm nghiền hai mắt không nói gì, không biết làm sao đành cười một tiếng, không nhắc lại chuyện thần hồn nữa, nhẹ giọng nói: ta đi không nổi nữa. Cố Tông Nhứ không biết việc dung hợp thần hồn có bao nhiêu khó khăn, nhưng chắc chắn biết nó không hề thoải mái, y lật đật ngẩng đầu lên nhìn tương trọng kính, phát hiện sắc mặt của tương trọng kính trông vô cùng tái nhợt mệt mỏi, cứ như bệnh nặng thoi thóp sắp sụi lơ ngã xuống vậy. Y càng thêm nắm chặt tay tương trọng kính, lúng ta lúng túng, ngươi khó chịu chỗ nào, tương trọng kính thả lỏng sức lực, cả người loạn choạng suýt chút nữa té vào trong lòng cố Tông Nhứ, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẻ mặt xanh lét nhưng vẫn đang mỉm cười. Đầu ta nhức cổ họng lại rác, tương trọng kính nói, đều bị ngươi làm tức giận. Cố tổng như thấy hắn đã nguôi giận liền âm thầm thở vào một hơi, do dự nói, vậy để ta cổng ngươi. Tương trọng kính cũng không làm mình làm mẩy nữa, có người cổng đỡ phải đi bộ, lúc này gật đầu đồng ý. Màn đêm buông xuống, u hỏa ở phía trước soi sáng dẫn đường, tương trọng kính nằm trên lưng cố tổng như, nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân vững vàng của y. Cảnh vật xung quanh rơi vào yên tĩnh, giống như toàn bộ thế gian chỉ còn lại hai người. Sau khi tiến vào rừng rậm, tương trọng kính nghe tiếng lá cây xào xạc bên tai, không biết nghĩ đến chuyện gì đột nhiên nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên ta có ý thức là khi mình đang bị nhốt trong một cái hộp chật chội, bên tai là tiếng nước chảy róc trách không dứt, cố tổng như đang suy nghĩ miên man, nghe vậy liền nói, hửng. Là bị bỏ trôi sông, từ tương trọng kính nói ra câu dọa người, khi đó ta mới đầy tháng, cố tổng như kinh ngạc, dừng chân nói, còn nít đầy tháng mà có thể nhớ chuyện ta có thể tương trọng kính cười khẽ thậm chí lúc đó ta còn nhớ mùi hương kỳ lạ của người bế ta ra khỏi hộp khúc hành nuôi ta lớn lên cho là ta còn nhỏ không nhớ chuyện luôn miệng nói với ta những câu như là nếu không phải có chúng ta ngươi đã sớm biến thành cô hồn giả quỷ hoặc chửi ta là tội nhân đáng chết cố tòng nhứ nghe vậy trong lòng không khỏi nhói đau tương trọng kính lầm bầm cố tòng nhớ, đây là lần đầu tiên tương trọng kính gọi đầy đủ họ tên của cố tòng nhứ Cố tổng như nhẹ giọng nói, cái gì? Nếu ta thật sự là chuyển thế của chủ nhân ngươi, giọng nói của tương trọng kính nhỏ dần tự như đang tự dễu, cười khẽ, vậy thì kiếp trước chắc là ta đã làm nhiều việc ác trời đất khó tha, cho nên kiếp này mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cố tổng như cứng người tại chỗ, không biết nên trả lời hắn thế nào. Khi chủ nhân chết, cố tổng như mới chỉ là rồng con mới nở chưa được mấy năm, lúc đó trong bí cảnh tam độc chỉ có y và tiên quân. Bốn phía xung quanh toàn là cốc đèn thắp bằng dầu giao nhân, vĩnh viễn không bao giờ tắt. Khi đó cố tồng Nhứ sắp xỉ bằng một đứa trẻ 7, 8 tuổi, vốn không nhớ nhiều chuyện, năm tháng chớp mắt qua ngàn năm, ký ức cũ y và tiên quân sống bên nhau đã sớm bị dòng thời gian dài như sông bào mòn chỉ còn lại mơ hồ, thậm chí cố tồng như còn không nhớ rõ dáng vẻ vốn có của chủ nhân. Thi thể trong định hồn quan là nơi duy nhất y gửi gắm nhưng lại bị khúc nguy huyền phá hủy, cố tồng như không thể trả lời câu hỏi của tương trọng kính, bởi vì ngay cả y cũng không biết tại sao năm đó chủ nhân phải một mình ở trong bí cảnh vô cùng vắng lặng đó và tại sao trước khi chết lại bị nhiều người tấn công hình như tiên quân bị ngàn người cho là tội nhân một thân một mình đối mặt với vô số tu sĩ mà hắn đã từng tin tưởng chỉ kiếm vào người vẻ mặt vừa cô đơn vừa bi thương rồng nhỏ nghe lời chủ nhân ngoan ngoãn núp sau tảng đá lớn tầm mắt mơ hồ non nớt nhìn bóng lưng của tiên quân không biết chuyện gì đang xảy ra cảnh tượng trong trí nhớ này giống hệt tình cảnh tương trọng kính bị vu hãm cố tòng như xông ra bảo vệ tương trọng kính giống như thay bản thân năm đó còn nhỏ không biết chuyện kiên quyết bảo vệ điều quý giá nhất của mình cố tòng như muốn mở miệng nói gì đó nhưng phát hiện tương trọng kính đã ngủ hắn hít thở đều đều sắc mặt vẫn còn tái nhợt trên hàng mi dài dường như còn đọng nước mắt chưa khô cố tòng như dừng lại ngẩn người hồi lâu sau đó khẽ xốc người lên cổng chắc hơn rồi chậm rãi đi về khứ ý tông tương trọng kính đau đầu như muốn nứt ra, nói là ngủ thiếp nhưng thật ra là ngất xỉu mới đúng, sau khi mất ý thức, cả người hắn như rơi vào vũng buồn, vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng lao đến, túng chặt lấy hắn kéo xuống, làm hỏng địa mạch, tội ác tày trời, phải tru sát, tiên quân gì chứ, bản thân sắp phi thăng liền mưu toan phá hủy linh mạch, cắt đứt con đường tu hành của bọn ta sao? Đúng là loại người ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, dết hắn, tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai, tự như từng cây kim châm sắc nhọn ghim thẳng vào trong đầu. Không biết chìm trong vũng bùn bao lâu, cuối cùng cũng có người nắm lấy tay hắn kéo mạnh lên. Tương trọng kính nhẹ nhàng mở mắt ra, tiếng chửi rủa độc ác bên tai đã biến mất, thay vào đó là từng tiếng thở dốc đau đớn. Trong bóng tối có một cốc đèn to bằng bàn tay, rồng nhỏ nằm co rút bên cạnh vũng máu, thân thể gian nan cuộn thành vòng tròn bao bọc lại mấy viên lông cốt dính máu sáng lấp lánh. Những lông cốt đó giống như mới vừa được mổ lấy ra từ cơ thể vậy, mỗi một viên long cốt đều chứa một phần thần hồn. Rồng nhỏ nằm thoi thóp, thụ đồng không tiêu cự nhìn cốc đèn trước mắt ngày càng mờ dần. Cốc đèn đốt sắp hết dầu, chỉ còn le lói mồi lửa nhỏ cuối cùng, rồng nhỏ cố gắng nâng móng vuốt lên muốn dùng u hỏa thắp sáng cốc đèn cuối cùng, nhưng cho dù móng vuốt cố gắng duỗi tới thế nào đi nữa cũng không chạm được tới cốc đèn. Mồi lửa nhỏ bỗng vụt cháy sáng hết mức có thể, đốt hết chỗ dầu cuối cùng rồi hoàn toàn vụt tắt. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng rồng nhỏ sụt sùi khóc tương trọng kính mờ mịt lùi về sau một bước đột nhiên đạp hụt vào khoảng không lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ kỳ lạ kia hắn thở dốc vài tiếng ngơ ngẩn nhìn màn giường xa lạ trên đỉnh đầu một hồi lâu tay chân mới khôi phục lại xuất giác tương trọng kính chắc chắn cố tổng nhứ đưa hắn đến nơi an toàn nên đầu tiên cũng không quan tâm đây là chỗ nào trái lại nhận ra hai đốm u hỏa trên bông tai của mình bị thiếu mất một cái tương trọng kính nhướng mày chống tay ngồi dậy kiểm tra đống u hỏa màu lam còn sót lại đang cọ cọ vào mi tâm của hắn, tự hồ muốn nói gì đó. Tương trọng kính do dự một chút rồi đưa thần thức vào bên trong thức hải. Trong thức hải rộng lớn được thắp đèn sáng trưng, tương trọng kính đi vào quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ngoài đống u hỏa màu đỏ ra, còn có, cố tổng nhứ đang cầm u hỏa dùng làm lửa đốt. Cố tổng nhứ đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía hắn, trong tay cầm u hỏa cẩn thận thắp sáng những cốc đèn bị tắt. Sau khi cốc đèn được thắp sáng, y thở phào như thể vừa hoàn thành sứ mệnh lớn lao nào đó sau đó giơ tay để cốc đèn bay lên rồi chọc lấy cốc đèn tắt lụi bên cạnh tiếp tục thắp sáng tương trọng kính đứng tại chỗ nhìn một hồi lâu đột nhiên bật cười nói ngươi đang quậy gì trong thức hại của ta thế cố tòng như đang chuyên tâm thắp đèn suýt chút nữa bị giọng nói bất thình lình của hắn dọa cho biến về nguyên hình giống như là kẻ trộm bị bắt quả tang y cứng ngắc quay đầu nhìn tương trọng kính tương trọng kính đứng giữa biển đèn sáng rực rỡ nhìn y với ánh mắt dịu dàng đột nhiên mặt cố tòng như đỏ bừng y ho khang lật đật đứng dậy đống u hỏa màu đỏ bị y bóc lột sức lao động nãy giờ được thả ra lập tức khóc hu hu bay về bên cạnh tương trọng kính y nói không quậy gì hết ngươi còn khó chịu trong người không tương trọng kính vừa an ủi u hỏa nhảy nhót cháy lách tách như thể đang tố cáo vừa mỉm cười nói đã khỏe rồi bây giờ chúng ta đang ở đâu cố tòng như thấy hắn không nhắc lại chuyện hồi nãy liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói đang ở chỗ của khúc nguy huyền sắp xếp chúng ta ra ngoài rồi nói, y đang định ra ngoài với tương trọng kính, ai ngờ tương trọng kính lại đặt mông ngồi xuống, nâng ngón tay đón lấy một cốc đèn đang lơ lửng bên cạnh, trong con ngươi phản chiếu ánh sáng ấm áp của cốc đèn, phản phất như là ngọn lửa đang bùng cháy âm ỉ. Trong mắt tương trọng kính toàn là ý cười tinh nghịch, nơi này tốt biết bao, nếu ra ngoài thì chẳng phải sẽ lãng phí công sức ngươi đã vì ta thắp sáng nhiều cốc đèn như vậy, ưng. Ừ. Hắn còn chưa nói xong thì cố tòng như liền nhào tới dùng một tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói ra những lời khiến rồng mất mặt. Cố tổng như gần như là cưỡng bách lôi tương trọng kính ra khỏi thức hải, sau đó lui một mạch ra xa, hơi nóng trên mặt vẫn chưa nguôi. Tương trọng kính cười như không cười nhìn cố tổng như, thấy y sắp sửa thẹn quá hóa giận thì không chọc ghẹo nữa, hắn chống tay đứng dậy vương vai duỗi người, cảm giác xương cốt toàn thân kêu lạch cạch vang dội. Tương trọng kính nhận ra điều khác thường, hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Cố Tổng như rút đại một bộ áo trong đống quần áo treo trên bình phong được mãn thu hiệp đưa tới rồi tiện tay ném lên giường, sau đó chạy ra ngoài bình phong ngồi đợi, y nói, ba ngày. Mãn thu hiệp nói ngươi đang dung hợp thần hồn, hao phí quá nhiều tinh lực, phải nuôi dưỡng cho thật tốt, tương trọng kính cởi áo lót mỏng trên người xuống rồi không người cầm bộ quần áo trên giường lên, thuận miệng nói, nuôi dưỡng cái gì, hắn là sợ vẻ mặt của ta vì bệnh mà xuống sắc làm hắn xấu đau mắt thì có, canh ba, thiếu mất một món đồ lót. Cố Tòng Nhứ lập tức ư ư ư rồi lật đật chạy tới chỗ Bình Phong bới tìm trong đống đồ, rút ra một áo lót mới nằm dưới cùng đống quần áo, sau đó vác mặt đỏ bừng đi vào đưa đồ cho Tương Trọng Kính. Chẳng qua Ác lông trong trắng mới đi vào liền nhìn thấy thân thể thon gầy của Tương Trọng Kính. Cố Tòng Nhứ, cố Tòng Nhứ cứng đờ toàn thân, áo lót móc trên ngón tay y nhẹ nhàng rơi xuống. Thân thể của Tương Trọng Kính vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng nên cực kỳ trắng, mái tóc dài đen nhánh chưa cột xỏa tung trên lưng và trước ngực hai màu đen trắng phối với nhau vô cùng nổi bật hắn liếc nhìn cố tòng nhứ đứng được mặt tại chỗ như khúc gỗ không hề xấu hổ đi tới nhặt áo lót rơi trên đất lên lười biến nói sao lúc trước không phải đã từng thấy rồi à bây giờ mới biết xấu hổ tương trọng kính bình thản ung dung mặc quần áo trước mặt cố tòng nhứ đến khi hắn buộc xong thắt lưng rồi xoay người nhìn thì phát hiện cố tòng nhứ đã biến mất tại chỗ thiệt tình tương trọng kính cười nhạo với tính tình của cố tòng nhứ thì e là còn lâu lắm y mới chịu ló đầu ra Tương trọng kính cũng đã quen dáng vẻ ngốc xích của trồng đần, tự mình đeo khăn che mặt lên, khi đang định ra ngoài tìm khúc nguy huyền hỏi long cốt mà hắn đã dùng mở quan tài ở đâu, đột nhiên cổ tay bị người kéo lại. Lúc này tương trọng kính không bị dọa nữa, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện cố tòng như chui vào thức hải tự bế bỗng nhiên lại xuất hiện, y cục mắt không nói lời nào, tự hồ có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Tương trọng kính nói, sao nữa, cố tòng như ấp úng, ngươi, ngươi vẫn còn giận tương trọng kính nhướng mày, lười biến nói, không có, ngươi có, cố tổng như nói với vẻ trắng nịch, ngươi chắc chắn vẫn còn tức giận vì chuyện hôm trước, tương trọng kính bị y chọc cười, ồ. Nói thử nghe xem, khi đó ta không nên nói những lời đó, cố tổng như ấp úng, nếu ngươi không tức giận, biển đèn sẽ không bị tắt nhiều như vậy, tương trọng kính, tương trọng kính kinh ngạc nói, ta tức giận thì có liên quan gì đến đèn tắt. Bản thân tương trọng kính không hề biết trong thức hải của mình còn có chuyện như vậy, dù sao bình thường hắn cũng không quan tâm đèn trong thức hại tắt bao nhiêu cái. Cố tòng Như còn nói, hơn nữa nếu ngươi không tức giận, thì với tính tình của ngươi chắc chắn sẽ cho ta. Tương trọng kính không nghe rõ, cái gì, Cố tòng Như không biết nên nói thế nào, cảm thấy nếu nói ra thì sẽ lập tức mặc áo hề vào làm trò xiết cho người ta xem. Tương trọng kính thấy phản ứng này của Cố tòng Như cũng đoán được tại sao y lại không được tự nhiên như vậy, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười được thôi tương trọng kính cũng không vội đi tìm khúc nguy huyền hỏi chuyện long cốt trái lại an nhàn ngồi trên giường nhỏ mềm mại điềm tĩnh nói chân long đại nhân bắt đầu biểu diễn trò xiết của ngài đi cố tòng nhứ cố tòng nhứ do dự nhìn hắn thật sự phải nuốt tương trọng kinh đã gác chân lên giường nhỏ lười biếng nâng đầu lên nói ủa không phải ngươi muốn diễn xiết sao bây giờ không muốn nữa cố tòng nhứ là chân long nói được là làm được lúc này y hung ác cắn răng biến thành rồng nhỏ cuộn tròn nằm trên giường ngậm chóp đuôi vào miệng rồi từ từ thử nuốt xuống. Khúc Nguy Huyền và Mãn Thu Hiệp hôm nay đến đây đã là lần thứ ba, vốn nghĩ tương trọng kính vẫn còn ngủ mê man giống như hai lần trước, bọn họ cũng định tới xem chút rồi quay về nhưng ai ngờ vừa tới trước cửa thì nghe thấy giọng nói của tương trọng kính từ trong phòng truyền ra. Nuốt đi, nuốt sâu thêm chút, thu mấy cái răng nanh vào, chật, rốt cuộc ngươi có biết làm không vậy, ưm, ừ, huệ. Mãn Thu Hiệp, Mãn Thu Hiệp ngược lại hít sâu một hơi, trong đầu thoáng hiện lên vô số hình ảnh không dành cho thiếu nhi mà bản thân muốn vẽ, sau đó toàn bộ bể tan tành, hắn vẽ sai vị trí trên dưới mất rồi. Trong khi Mãn Thu Hiệp vì vẽ sai vị trí mà đầu óc bấn loạn, còn Khúc Nguy Huyền ngây ngô không biết gì trực tiếp nhất tay gõ cửa. Mãn Thu Hiệp khiếp sợ nhìn hắn, trực, trực tiếp gõ cửa. Khúc Nguy Huyền không biết tại sao Mãn Thu Hiệp lại tỏ ra kích động như thế, hắn chỉ biết là Tương Trọng Kính đã tỉnh. Trọng Kính, ta đến rồi mãn thu hiệp thầm nghĩ tương trọng kính đang làm chuyện không thể nói đồng ý cho ngươi vào mới lạ một giây sau giọng nói vững vàng của tương trọng kính từ bên trong truyền ra ừ vào đi mãn thu hiệp giật nảy người cho cho vào mãn thu hiệp vừa nhíu mày ông trái tim tan vỡ vừa che mặt dùng vai đẩy khúc nguy huyền vào trước sau khi vào phòng mãn thu hiệp còn tưởng sẽ nhìn thấy cái gì đó quá sức tưởng tượng hắn lấy tay che mắt nhưng vẫn kìm lòng không đặng nhìn lén cảnh tượng dâm tà kia qua kẻ tay nhưng khi hắn nhìn rõ hoàn cảnh bên trong thì phát hiện Tương Trọng Kính ăn mặc chỉnh tề đang dựa lưng vào giường nhỏ, trên cổ tay đặt lên bàn bên cạnh giường có quấn một con rồng nhỏ, giống như đang nằm lấy chóp đuôi để làm thành một cái vòng đeo tay vậy, chẳng hề có hình ảnh mà người ta mong đợi. Mãn Thu hiệp thất vọng thả tay xuống, khúc nguy huyền đi tới ngồi xuống bên cạnh Tương Trọng Kính, gọi hắn, "Trọng Kính, Trọng Kính, ngươi có đỡ hơn chút nào không?" Tương Trọng Kính xoa đầu hắn, cười nói, "Đã đỡ hơn nhiều." mãn thu hiệp nhìn chằm chằm vào mặt tương trọng kính không chớp mắt giống như hắn có thể nhìn ra tương trọng kính bị rụng bao nhiêu cọng lông mi khi nghe thấy vậy liền hừ lạnh cái mặt của ngươi trắng bệch như cương thi đỡ là đỡ chỗ nào ta thấy ngươi sắp sửa xuống lỗ rồi đó vừa nói xong lập tức bên ngoài cửa truyền tới giọng nói hưng phấn ai ai sắp xuống lỗ tương trọng kính ngẩng đầu nhìn thấy tống hữu thu đang bám vào khung cửa sổ như kẻ trộm mở to mắt hào hứng nhìn hắn như thể nhìn thấy người sắp chết nếu hắn tới sớm hơn một chút, tương trọng kính không khỏi nghi ngờ Tống Hữu Thu thấy hắn còn bất tỉnh, rất có khả năng sẽ trực tiếp bưng hắn đem đi chôn. Mãn Thu hiệp trừng Tống Hữu Thu, không có lỗ liếc gì hết. Người tới đây làm gì? Tống Hữu Thu nghênh ngang đi tới, quan tài nhỏ treo trên người hắn đập lạch cạch vào nhau vô cùng ồn ào, bây giờ bên ngoài đang sôi sùng sục với tin tức kiếm tôn rửa sạch quan khiên. Ta đặc biệt tới đây chúc mừng ngài, cuối cùng đã được giải oan. Tương trọng kính cười như không cười nói, đến tìm ta muốn ngọc thạch tống hữu thu ngượng ngùng nhìn hắn chỉ có kiếm tôn là hiểu ta nhất hắn vừa nói vừa xuề móng chờ kiếm tôn ban thưởng hân hạnh được chiếu cố một ngàn ngọc thạch tương trọng kính khúc nguy huyền nghe cái hiểu cái không sốt sắng nói trọng kính thiếu tiền tương trọng kính bất đắc dĩ vỗ tay hắn tỏ ý kêu hắn đừng lên tiếng nếu không sẽ bị tống hữu thu hố cha được sẽ cho ngươi ngọc thạch tương trọng kính có thanh linh kiếm quỳnh nhập nhất ngày ngày nhai ngọc thạch như nhai cơm tự nhiên sẽ không thiếu tiền Hắn nói: "Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi muốn bao nhiêu thù lao thì sẽ trả ngươi bấy nhiêu." Hai mắt Tống Hữu Thu sáng rực, hắn vì tiền mà chuyện gì cũng đáp ứng, trực tiếp gật đầu, "Được được được." Tương trọng kính ngoắt tay kêu hắn tới gần, "Đến đây." Mặc dù Tống Hữu Thu không hứng thú với nam nhân, nhưng được một nam nhân xinh đẹp ngoắt tay như vậy suýt chút nữa hồn phách của hắn bị hút đi mất. Hắn ho khan một tiếng, hí ha hí hững chạy tới dưới ánh mắt oán hận của Mãn Thu Hiệp, tương trọng kính nói nhỏ bên tai Tống Hữu Thu: ta muốn toàn bộ tin tức về tội nhân trong bí cảnh tam độc và ác long của hắn tống hữu thu tỏ vẻ kinh hãi tương trọng kính nhìn chằm chằm vào mắt hắn mỉm cười nói ngươi không làm được tống hữu thu bặm môi quay hàm bạnh ra hết cỡ mãn thu hiệp đứng bên cạnh thấy vậy liền vô cùng ngạc nhiên miễn có tiền thì ngay cả chuyện dơ bẩn nhất tống hữu thu vẫn sẽ đồng ý làm cho dù đó là chuyện chạm tới giới hạn cuối cùng thì hắn cũng thản nhiên mặt không đổi sắc nhiều năm qua chưa từng thấy hắn phản ứng như bây giờ tống hữu thu do dự hồi lâu mới ngước mắt nhìn tương trọng kính sau khi chuyện thành công tương trọng kính tất nhiên biết ta sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến ngươi lúc này tống hữu thu mới vui vẻ đồng ý hiếm thấy tống hữu thu không làm trò tấu hài sau khi nói xong liền hối hả chạy đi nhanh đến nỗi không nghe thấy tiếng kêu lạch cạch ồn ào của đống quan tài trên người hắn mãn thu hiệp thầm nghĩ xem ra đây là chuyện cực kỳ lớn có điều trong đầu mãn thu hiệp chỉ có mỗi khuôn mặt của tương trọng kính dù hắn có tò mò những chuyện khác cũng không điều tra tới cùng. Tương Trọng Kính thấy Khúc Nguy Huyền vẫn còn đang nhìn mình, hắn nghiêng đầu hỏi, "Nguy Huyền, sao thế?" Mỗi lần nói chuyện với Khúc Nguy Huyền, Tương Trọng Kính sẽ tự động dịu dàng hơn rất nhiều, giống như sợ dọa đến hắn. Cố Tông như còn đang nằm đuôi làm vòng đeo tay nghe thấy vậy liền cảm thấy trong lòng chua lè, "Huệ, nhất định phải ăn hết chóp đuôi." "Huệ, huệ, huệ." Khúc Nguy Huyền nhìn hắn, do dự hồi lâu sau đó nói nhỏ trong họng giống như sợ làm tương trọng kính đau lòng trọng kính đừng tức giận tương trọng kính mỉm cười ta không giận ngươi cứ nói khúc nguy huyền nghe vậy mới yên tâm dè dặt hỏi hắn trọng kính có gặp cha ta không tương trọng kính khẽ sửng sốt nghi ngờ hỏi hắn không quay về không có khúc nguy huyền lắc đầu từ sau khi ông ấy dẫn ngươi đến cấm địa mãi đến giờ vẫn chưa quay về tương trọng kính nhíu mày sau khi ta vào cấm địa thì không biết chuyện bên ngoài lúc ra ngoài thì đã không thấy hắn đâu. Khúc Nguy Huyền có lòng tin tưởng mù quán với tương trọng kính, sẽ không nghi ngờ tương trọng kính có nói dối hay không, nếu là người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ tương trọng kính đã lén lúc ra tay sát hại Khúc, hành ở cấm địa phía sau núi. Làm sao đây, Khúc Nguy Huyền lẩm bẩm, cha sẽ không rời khỏi khứ ý tông mà không nói với ta một tiếng nào, vậy ông ấy đã đi đâu? Khúc Nguy Huyền được Khúc Hành nuông chiều từ nhỏ đến lớn nên rất ỷ lại cha mình, tương trọng kính còn chưa kịp nghĩ sẽ xử lý khúc hành như thế nào thì bây giờ người lại biến mất không thấy. Tương trọng kính nói, phái người đi tìm chưa, đã lùng sục trên núi ba ngày rồi, cũng để tống hữu thu đi tìm khắp cửu châu, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Tương trọng kính nhìn vẻ mặt quể oải của khúc nguy huyền, không giống đổ bệnh mà là do nghỉ ngơi không đầy đủ, hắn vỗ nhẹ sau lưng khúc nguy huyền, dịu dàng nói, khoan hãy sốt ruột, hắn không phải là ngươi, sẽ không quên mất đường về nhà, có đúng không? Nguy Huyền, trông ngươi rất mệt mỏi, trở về ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp, được không? Mấy ngày qua Khúc Nguy Huyền bôn ba tìm kiếm khúc hành, người khác khuyên thế nào hắn vẫn không chịu nghỉ ngơi, nhưng Tương Trọng Kính chỉ mới nói một câu là hắn răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn gật đầu nói, "Được." Tương Trọng Kính dẫn Khúc Nguy Huyền đến giường ngủ trong buồng, bây giờ Khúc Nguy Huyền đã mệt thảm, vừa nằm xuống liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Tương Trọng Kính nhìn hắn hồi lâu rồi đứng dậy ra ngoài. Mãn Thu Hiệp đang lấy một chén thuốc trong túi trữ vật ra, thờ ơ nói, ngươi sẽ tốt bụng giúp hắn tìm khúc hành, sao không thể giúp, tương trọng kính ngồi xuống bắt chéo chân, nói, nguy huyền là tông chủ khứ ý tông, nhưng toàn bộ khứ ý tông chỉ nghe lời khúc hành, không chừng Long cốt đang ở chỗ khúc hành, ta muốn lấy được Long cốt thì nhất định phải tìm ra hắn. Mãn Thu Hiệp dễu cợt, không hổ là ngươi, một tí xíu lòng thương đều không có, tương trọng kính thờ ơ sờ cổ tay, phát hiện cố Tòng như vẫn còn đang nằm chóc đuôi không dám nhúc nhích chút nào, giống như rất sợ hắn lại tức giận. Tương trọng kính đột nhiên phục một tiếng bật cười, hắn ngủ mê man ba ngày, sau khi tỉnh lại trong phút chốc cảm tình có chút mong manh, dù không còn giận cố tòng như nhưng những cốc đèn bị tắt vẫn chưa phản ứng kịp mà bừng sáng lại. Lần này tương trọng kính cũng có chút thời gian suy nghĩ về vấn đề tình cảm, những cốc đèn trong thức hải chưa được cố tòng như thắp sáng bỗng chốc nối đuôi nhau sáng lên. Mãn thu hiệp cầm chén thuốc đặt trước mặt tương trọng kính nụ cười trên mặt tương trọng kính thoáng siêu xuống, cốc đèn trong thức hải lại tắt thêm mấy cái. Tương trọng kính, mãn thu hiệp thấy sắc mặt của hắn đổi màu liên tục, nói, là vì tốt cho thân thể của ngươi. Tương trọng kính sâu xa nói, ngươi nói câu này, không biết còn tưởng là ta đang có chữa. Mãn thu hiệp thế mà lại nghiêng đầu nói, nếu ngươi muốn mang thai đứa bé của con rồng kia, ta có thể chế ra linh dược cho ngươi. Tương trọng kính, tương trọng kính không cảm xúc chỉ tay về phía cửa, ngươi cút mãn thu hiệp không đi người uống thuốc xong đã lúc nãy khi tương trọng kính mới tỉnh lại còn chưa phát hiện nhưng sau khi nghe mãn thu hiệp lải nhải một hồi thì mới nhận ra cả người mình quả thật hơi giống người bệnh thoi thoát, chứ không phải là vì ngủ quá lâu nên cơ thể mệt mỏi rã rời thể chất của tương trọng kính hơi đặc biệt nên chưa bao giờ uống thuốc từ nhỏ đến lớn hắn luôn dùng linh lực để chữa bệnh bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều cố gắng chịu đựng cho qua hơn nữa còn rất ghét mùi thuốc hắn nhíu chặt mày bưng chén thuốc lên ngửi, ngươi bỏ thêm thứ gì vào trong vậy? Mãn thu hiệp nói bậy nói bạ, các loại thuốc bổ, đảm bảo ngươi uống xong, mặt sẽ trở nên căng mịn hồng hào, tương trọng kính, tương trọng kính liếc xéo hắn. Mãn thu hiệp giơ tay bụng ngực, dáng vẻ như thể đau khổ muốn chết, ngươi không soi gương nhìn khuôn mặt của ngươi sao? Nếu lúc trước chấm nó được 10.000 điểm thì bây giờ phải trừ bớt hai điểm vì quá tái nhật thiếu sức sống, ta, ta thật sự nhìn hổng nổi, ngươi uống lệ lên. Tương trọng kính, tương trọng kính dù sao cũng là một kẻ điên, mặt không đổi sắc cầm chén thuốc lên một hơi cạn sạch, lông mày suýt chút nữa chụm lại làm một. Lúc này mãn thu hiệp mới cầm chén thuốc đi ra, trong bộ dạng của hắn dường như định đem thêm thứ đại bổ gì đó đến nữa, muốn bù đắp lại hai điểm trừ nhan sắc kia. Sau khi mọi người đều rời đi hết, cố tổng như mới buồn thiêu lên tiếng, ngươi xem xong chưa? Tương trọng kính đặt cổ tay có đeo vòng tay làm từ cố tổng như lên bàn, cười hít mắt nói, ngươi ăn xong chưa? Cố tòng Như, Cố tòng Như yếu xìu nói, ăn, ăn không nổi. Tương Trọng Kính lười biến nhìn y, vậy thì ráng mà ăn. Cố tòng Như, Tương Trọng Kính hít mắt nhìn Cố tòng Như trên bàn, tự hồ muốn cúi đầu xuống để nhìn cho rõ, nhưng hắn vừa nghiêng người thì đột nhiên cảm giác chóng mặt quay cuồng ập tới, thân thể nghiêng sang một bên muốn ngã xuống, cả người bủn rủn vô lực. Dù biết mình sắp té nhưng tương trọng kính lại không có ý định chống đỡ mà mặc kệ để bản thân ngã xuống, giống như hắn sắp ngã xuống nệm giường êm ái chứ không phải sàn nhà cứng rắn, lạnh lẽo. Cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cố tồng nhứ hóa thành hình người đỡ lấy hắn, cố tồng nhứ để cả người nóng trang của tương trọng kính dựa vào ngực mình, nhíu mày giơ tay sờ trán hắn, không ngoài dự đoán trên trán nóng bừng như đổ lửa. Toàn thân của tương trọng kính quá nóng, mặc dù ác long đã hóa thân nhưng cơ thể vẫn mát lạnh như vẫy rồng khiến tương trọng kính không tự chủ được mà dựa sát vào. Cố tồng nhí nhíu mày, mãn thu hiệp hạ độc trong thuốc, nếu không thì tại sao trong thời gian ngắn, cả người mãn thu hiệp lại nóng thành ra như vậy? Tương trọng kính lắc đầu, kẻ điên mãn thu hiệp kia cho dù có giết sạch người trong thiên hạ thì vẫn không nỡ tổn thương mặt của hắn, sao có thể hạ độc hắn được? Có lẽ là do dược tính quá mạnh, cộng thêm thể chất kỳ lạ của hắn, bây giờ lại không có linh lực hộ thân nên không cẩn thận bổ quá thành bổ ngửa. Ngủ một giấc là ổn, tương trọng kính hít mắt cà cà vào cơ thể mát lạnh của cố tổng như, người ngươi mát quá, ta rất thích cố tông như sắp bị hắn cà ra lửa đỏ mặt đỡ hắn nằm xuống giường sau đó nhanh chóng vọt tới bên cạnh cửa sổ mở cửa ra ý định là để cho gió lùa vào giúp tương trọng kính hạ nhiệt nhưng vừa mở cửa ra thụ động của cố tông như bất chợt co rụt lại lạnh lùng nhìn thấy trên lưng chừng ngọn núi đối diện bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt đỏ rực xuyên thấu qua rừng rậm đang nhìn thẳng vào y cố tông như nhíu mày nhận ra mùi vị quen thuộc trên người kẻ đó tương trọng kính vẫn còn rất nóng nói canh ba ta nóng quá Người cuốn ta một lát đi, cố tòng nhứ đang định đạp chân lên cửa sổ phóng ra ngoài tóm kẻ đó tha về nghe thấy vậy đột nhiên trượt chân, mẻm xíu nữa treo cả người lên khung cửa. Ác Long thẹn quá hóa giận, nói nhảm gì đó, ta đang làm chuyện quan trọng, tương trọng kính nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên mặt hắn bây giờ đã hồng hào như lời mãn thu hiệp nói, ngay cả ánh mắt cũng che lấp một mạng sương mờ đỏ ửng. hắn cười hê hê, làm chuyện gì mà quan trọng thế, không bằng đến làm ta nè, cố tòng nhứ cố tông nhứ đành phải từ khung cửa nhảy xuống rồi đi tới trước mặt tương trọng kính áp tay vào một bên má đỡ đầu hắn nằm ngay lại nhíu mày nói bây giờ ở cửu châu vẫn còn ma tu tương trọng kính hít mũi nhẹ giọng nói ưm um. ma tu cố tông nhứ đỡ đầu hắn ngay ngắn lại dằn tính tình nóng nảy của mình xuống nói mới nãy ta thấy một người hình như trên người hắn có ma khí tương trọng kính cọ má vào lòng bàn tay mát lạnh của cố tòng nhứ mơ màng nói không có 60 năm trước ở cửu châu chưa từng xuất hiện ma tu, bây giờ, tương, chắc là không có đâu. Có lẽ là vì chuyện này nên cửu châu tam giới mới gọi cố tòng như suýt nhập ma là ác long. Tương trọng kính thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cố tòng như, hắn nắm lấy cổ áo kéo y cuối người xuống, để mặt y kệ sát mặt mình, nở nụ cười như mang theo men say. Sao thế? Hai tay cố tòng như nóng lên, không dám nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt của tương trọng kính, cố gắng ép bản thân tập trung vào chính sự tu sĩ tu luyện nếu có tâm ma ác hẳn sẽ bị mê muội nhập ma, hơn nữa linh lực sinh ra từ địa mạch của cửu châu vốn không được tinh khiết, như vậy nhiều năm qua tại sao không có người nào nhập ma, linh dược ngày càng phát huy công hiệu, tương trọng kính dần mê mang không còn sức để suy nghĩ, cọ mặt vào lòng bàn tay cố tòng nhứ, lẩm bẩm nói theo, đúng đúng, sao lại như vậy, cố tòng nhứ không thể tin nổi nói, ngươi không say rượu, nhưng lại say thuốc hả, tương trọng kính mê mê mang mang, đúng đúng, không say rượu nhưng lại say thuốc, ngộ hen, cố tông nhớ, không chỉ say, mà còn bắt chước vẹt nhại giọng. Toàn bộ đệ tử của khứ ý tông vẫn đang đi tìm khúc hành, trên dưới tông môn đều rối loạn bất an. Vân Nhiễn Lý đeo mặt nạ nghênh ngang đi về từ thị trấn nhỏ dưới núi, trên đường về thấy đệ tử của khứ ý tông ai cũng vác cái mặt kinh hoảng lo sợ, hắn chia cho Phượng Hoàng một viên hồ lô, dễu cực nói, chỉ là một tên ngu xuẩn thôi mà, mất thì mất, có đáng để bọn hắn phải huy động lực lượng lớn như thế không? Tiểu Phượng Hoàng phun ra hai hạt sơn tra, Bi Bô nói, có lẽ bọn họ vẫn còn hy vọng, nhưng không chừng tông chủ đó đã chết. Vân Nghiễn Lý ăn nốt viên hộ lô cuối cùng, cầm cái xiên cua quơ, nói cũng phải, ba ngày nay, Vân Nghiễn Lý rảnh rỗi không có gì làm nên đi dạo chơi một vòng ở thị trấn nhỏ dưới núi Khứ Ý Tông, sau khi chơi chán chê thì bắt đầu thấy không hứng thú nữa. Vẫn nhiên Lý đoán chừng lúc này tương trọng kính chắc là đã tỉnh, cũng không đi về bằng đường núi trái lại ỷ vào tu vi phóng người đạp lên nhánh cây bay một đường từ sườn núi lên đỉnh núi tiểu phượng hoàng xuề cánh bay theo hắn nửa đường không biết nhìn thấy gì mà chíp một tiếng khạc ra một đống lửa suýt chút nữa làm tóc vân nghiễn lý cháy xém vân nghiễn lý đã sớm quen với chuyện này mũi chân nhẹ nhàng đậu trên cành cây gần đó nhìn theo tầm mắt của phượng hoàng khứ ý tông tọa lạc trên đỉnh núi phía bắc là một tòa lầu phá dở vân nghiễn lý không biết đường nên cứ nhắm thẳng một đường mà bay tới đỉnh núi trong lúc vô tình xông vào bãi đất trống hoang vu bên cạnh tòa lâu. Trên đất trống toàn là cỏ dại mọc ung tùm, bởi vì lâu rồi không ai đến đây nên nơi này ẩm ướt rét lạnh, giống như lối vào địa ngục hoang tuyên. Lúc này trên đất trống mọc đầy cỏ dại, có một nam nhân mặc áo cà sa trắng đang đứng chấp hai tay, linh lực thuần khiết chí cực vần quanh người hắn làm chuỗi Phật Châu trên tay hắn khẽ dập dần theo. Ở trước mặt hắn có một sinh vật hình thù kỳ quái đang nằm trên đất, nhìn giống như người rồi lại không giống người, trông có vẻ giống hung thú nhưng lại thấp thoáng thấy một cánh tay người nằm rũ trong bụi cỏ. Sinh vật kỳ quái kia nằm im không nhúc nhích, cũng không phát hiện hơi thở. Hòa thượng nhắm mắt niệm Phật, có lẽ là đang siêu độ. Tu vi của vân Nghiễn lý cao thâm, ẩn nấp thân hình dưới cành cây rậm rạp, thờ ơ cầm chơi xiên que trong tay. Trong trí nhớ của vân Nghiễn lý, hình như hòa thượng kia tên là Tố Nhất. Tố Nhất siêu độ xong, hắn im lặng đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới dậm bước rời khỏi. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, Vân Nghiễn Lý mơ hồ thấy trong con ngươi của hòa thượng kia phản phất như có ba cánh hoa nở rộ. Vân Nghiễn Lý chờ tối nhất đi khuất thì mới cùng Phượng Hoàng tung người nhảy đến chỗ tối nhất vừa đứng hồi nãy, đưa mắt nhìn thứ không biết là gì đang nằm trên đất. Phải nói đó là một cục thịt đang bị cái gì đó ăn mòn, tay chân lớn nhỏ không đồng đều, xung quanh cục thịt còn có một đoàn xương đen dày đặc, thật giống một đàn ruồi bay quanh thi thể khiến người khác buông nôn. Vân Nghiễn Lý nhíu mày nhìn, trên cục thịt kia tản ra mùi tanh tự suýt chút nữa thúi chết hắn, không lâu sau cục thịt kia bỗng sưng phù lên rồi tan thành bãi máu đen thấm vào trong đất. Tiểu phượng hoàng đáp xuống đất, nhưng cái đầu tỏ ý kêu vẫn nghiễn lý nhìn một nhúm tóc tai bẩn thiểu bên cạnh. Vâng nghiễn lý nhíu mày, tóc trắng. Trí nhớ của hắn không tệ, ba ngày trước quả thật có một người tóc trắng trong đám tân khách, cũng là người đã nhắc tới chuyện tội nhân cửu châu. Nhớ lại lúc đó người tóc trắng kia miễn cưỡng xem như anh Tuấn. Vân Nghiễn Lý lại nhìn bãi máu đen trong giống thi thể dưới đất, nghĩ kiểu gì cũng khó có thể liên tưởng hai cái này là cùng một người. Vân Nghiễn Lý không ở lại lâu, để Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa đốt sạch bãi máu đen và tóc tai trên đất, sau đó vận dụng linh lực bay đến Khứ Ý Tông. Một lát sau, Vân Nghiễn Lý đã có mặt trong Khứ Ý Tông, đi bộ đến chỗ ở của Tương Trọng Kính. Cửa phòng của Tương Trọng Kính khép hờ, có lẽ là đã tỉnh, Vân Nghiễn Lý nghĩ vậy liền không khách khí trực tiếp đẩy cửa đi vào. Người cửu châu còn mỏng manh hơn cả giấy, không tới chỗ cấm địa kia, vân nhiễn lý vừa chăm chọc vừa đi vào, còn chưa nói hết thì thấy tương trọng kính bị một con rồng đen cuốn quanh ngổn ngang trên giường nhỏ. Vân nhiễn lý, tương trọng kính nằm nghiêng trên giường nhỏ, tóc dài bù xù che khuất nửa khuôn mặt của hắn, thấp thoáng có thể nhìn thấy hắn đang dán má vào vẫy rồng, còn ra vẻ say mê cọ tới cọ lui, thân thể rồng đen cong queo uống lượng, gần như cuốn đầy nửa người tương trọng kính đầu của ác long vừa vặn tựa vào hõm cổ của tương trọng kính chỉ cần hé miệng cắn nhẹ một cái là lập tức người này xuống suối vàng rồng đen phát hiện có người đi vào y mở to mắt lộ ra thụ đồng uy nghiêm nhìn thẳng vào hắn vân nghiễn lý thấy cảnh tượng này không hiểu sao trong lòng bùng cháy một ngọn lửa vô hình xiên que được hắn cầm trong tay chơi bỗng chốc bị ngọn lửa cuốn quanh men theo đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén ma long mau cút ra khỏi người hắn vân nghiễn lý lạnh lùng nhìn y cố tòng nhíu vất vả lắm mới có thể dỗ tương trọng kính ngủ say khi vân nghiễn lý nói ra những lời này làm tương trọng kính bị đánh thức hắn mơ màng lẩm bẩm gì đó muốn ngẩng đầu lên xem là ai đến cố tòng Nhứ còn nhớ tương trọng kính không muốn để vân nghiễn lý thấy mặt lập tức hóa thành người áp mặt tương trọng kính vào lòng mình không cho hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía vân nghiễn lý nếu ta không cút ngươi tính làm gì tư thế này của y hoàn toàn muốn chiếm người làm của riêng gần như ôm trọn thân thể vô lực của tương trọng kính, trên khuôn mặt tuấn Mỹ tràn ngập lãnh ngạo kiêu căng. Đối với chân lông, tất cả con người trên thế gian này đều là kiến hôi dung dế, ngay cả người của Vân Trung Châu cũng không ngoại lệ, đây là niềm kiêu ngạo từ trong xương tủy của chân lông, nhìn đời bằng nửa con mắt. Người có thể làm chân lông đối xử khác biệt chỉ có thể là chủ nhân nuôi nấng y từ ngàn năm trước, và cả tương trọng kính sớm chiều chung sống với y suốt 60 năm. Mặc dù tương trọng kính cực kỳ đáng ghét, nhưng túng lại vẫn dành một chỗ đặc biệt trong lòng cố tòng nhứ. Còn Vân Nhiễn Lý cũng tâm cao khí ngạo không kém, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào mặt, ngón tay chợt căng cứng, hắn im lặng không nói nhiều trực tiếp nhào tới bổ một kiếm về phía cố tòng nhứ. Cố tòng nhứ cười lạnh, không hề xem luồng linh lực tấn công tới chỗ mình ra gì, y nhấc tay nhanh như cắt đeo khăn che mặt lên cho tương trọng kính, mà kiếm ý mang theo ngọn lực kia cũng đã đến sát nút trước mặt y thân thể của chân long cực kỳ cứng rắn hơn bất kỳ loại linh khí nào. Nếu lúc trước cố tổng nhứ chỉ còn một đoạn long cốt thì có lẽ phải dốc hết sức đánh nhau với vân nghiễn lý, nhưng trong ba ngày qua y đã luyện hóa xong đoạn long cốt có chứa linh lực của chủ nhân mới tìm về, tu vi bị kìm hãm được phục hồi lại phân nửa. Cố tổng nhứ không hề chớp mắt giơ tay lên, nằm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy kiếm ý mang theo lửa dữ dội kia, mái tóc dài được cột sơ sài bị khí thế hung hăng của kiếm ý thổi bay lơ lửng sau lưng. Vân Nhiễn Lý không ngờ y có thể dùng một tay chặn lại được kiếm ý của mình, ngón tay của hắn siết chặt chui kiếm, lạnh lùng nhìn y, cố tòng như thông thả chặn lại kiếm ý, trên tay không hề bị thương chút nào, y còn rủ mắt nhìn hồi lâu, sau đó cười như không cười nhìn Vân Nhiễn Lý, linh lực của người Vân Trung Châu các ngươi quả nhiên không giống địa mạch cửu châu, y nhắm mắt hấp thu linh lực của Vân Trung Châu trong tay vào cơ thể, sau đó cảm thấy phong ấn trên Nguyên Anh có dấu hiệu nới lỏng ra một chút giống hệt như lúc ở đại điển Ngự thú bây giờ cố tòng nhứ mới có thể xác định linh lực của vân trung châu quả thật có thể giải trừ phong ấn của tương trọng kính cố tòng nhứ suy nghĩ đến đây y nhẹ nhàng đặt tương trọng kính nằm ngay ngắn trên giường sau đó quay đầu nhìn vân nghiễn lý y phải nghĩ cách làm cho vân nghiễn lý xuất ra nhiều linh lực để phá giải phong ấn thân thể mới luyện hóa được hai đoạn long cốt này thật sự còn rất vướng tay vướng chân khó chịu vô cùng vân nghiễn lý lạnh lùng nhìn cố tòng nhứ đôi mắt đảo qua đảo lại một vòng từ hồ nghĩ tới nghĩ đó liền bật cười, không ngờ ở cái nơi càng cổ linh lực như cửu châu vẫn có ma long tồn tại, mà lại là một con rồng bị phong ấn vây khốn, cố tổng như có thể khách khí với tương trọng kính nhưng với người khác thì càng không, y rủ tay xuống, nằm ngón tay hóa thành móng rồng sắc bén, ánh mắt y nhìn chầm chầm vân nghiễn lý giống như đang nhìn một mâm thức ăn ngon, vân nghiễn lý không hề sợ hãi, hắn nhấc hai ngón tay lên đặt hờ trước mắt, nếu nhìn kỹ có thể thấp thoáng thấy trong con ngươi hiện lên một màn nước mỏng hình như đó là một loại linh khí, phía trên màn nước là pháp trận chằng chịt phức tạp, lúc nó vận hành, con mắt của Vân Nghiễn Lý hơi đỏ lên. Giống mắt của tộc Uchiha thế, phụ tôn của ta sợ ta chết ở Cửu Châu, đặc biệt đưa hàm thính cho ta, Vân Nghiễn Lý thản nhiên nói, hàm thính không chỉ có thể giải trừ nguy cơ trong tương lai gần cho ta, cũng có thể cho ta thấy một vài thứ bí mật mà ngươi không muốn cho người khác biết, vậy à. Trong mắt cố tồng như chỉ toàn là sát ý lạnh lẽo, y lạnh lùng nói, Thế ngươi có nhìn thấy nguy cơ một lát sau ta chặt đầu ngươi xuống không? Có lẽ Vân Nghiễn Lý cảm thấy lời này của y quá mắc cười, hắn há miệng cười to, chỉ bằng thân thể được luyện hóa từ hai đoạn long cốt mà muốn giết ta. Mơ Mộng Hảo Huyền, móng vuốt của Cố Tông như thoáng cứng đờ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra thờ ơ nhìn hắn, xem ra linh khí gọi là hàm thính đó thật sự không tầm thường. Vân Nghiễn Lý nở nụ cười gian xảo, từ tốn nói, "Ta không chỉ nhìn ra thân thể ngươi được ngưng tụ từ hai đoạn long cốt" mà ta còn nhìn ra trên người ngươi có một nửa khế ước sinh tử bị cưỡng ép giữ lại bằng thần hồn của ngươi con ngươi của cố tòng như co rụt lại y không còn nghe gì vào tai nữa bất thình lình toàn bộ cơ thể của y tự như mũi tên rời cung lao thẳng về phía vân nghiễn lý móng vuốt sắc bén của chân long hung hăng cào một phát trực tiếp đánh nát linh kiếm biến từ xiên que thành bụi vân nghiễn lý lùi về sau vài bước thấy con rồng này thật sự muốn giết mình hắn lập tức vung tay triệu hồi linh kiếm ra chăm chọc thẹn quá hóa giận, chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi còn hao phí thần hồn giữ lại khế ước sinh tử vô dụng đó làm gì, để nhìn vật nhớ ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng hắn sẽ cải từ hồi sinh, bên tai cố tổng như truyền đến từng đợt ông ông, lời lẽ chanh chua cay nghiệt của vân nghiễn lý giống như tiếng sấm chui vào trong tai y, chủ nhân đã chết, khế ước sinh tử vô dụng, cải tử hồi sinh, ác long nghiến chặt trăng, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh lúc này hiện lên một tầng máu, ma đồng uy nghiêm lạnh lùng, lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ của y cũng lần lượt hiện lên từng miếng vẫy rồng sát ý hiện ra thực thể quấn quanh người y tiểu phượng hoàng bị dọa sợ khiến lông tóc dựng đứng hết lên cho dù là cùng dòng linh thú quý hiếm nhưng nó thật sự bị uy áp và sát khí của chân lông làm hít thở không thông nếu thiếu tôn nhà nó thật sự chọc giận ma lông sợ rằng sẽ không có trái ngon mà ăn thiếu tôn thiếu tôn ngài làm ơn im miệng lại đi tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui trên vai hắn ngài không thấy hắn sắp ma hóa sao? Chọc hắn tức giận ngài được lợi gì chứ? Vân nhiễn lý quá tự phụ ngạo mạn, lúc nãy bị cố tòng dưới đè đầu, bây giờ xem như đã trả thù thành công, vốn không hề bận tâm đến hậu quả. Hắn khoanh tay cười lạnh nói, bổn tôn chủ ta đây vui vẻ là được, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng suýt chút nữa dùng chân nắm đầu hắn lắc lắc, xem có phải bên trong toàn là nước không. Cơn thịnh nộ của ác long đã đến cực hạn, nếu hóa thành hình rồng quẩy đuôi đại náo thì toàn bộ khứ ý tông chắn chắn sẽ sụp tanh bành, huống chi là một ma lông đã mất đi thần trí. Phượng Hoàng hốt hoảng muốn chết, ngay lúc này, tương trọng kính nằm im lặng nãy giờ trên giường nhỏ đột nhiên nhỏ giọng lầu bầu gì đó, tùy âm lượng nhỏ khó có thể nghe nhưng cố tổng như lại nghe rõ vào tai. Hắn nói, canh ba, cố tổng như vốn đang đứng bên bờ vực ma hóa bỗng chốc trung lên, sắc đỏ như máu trong mắt y nhanh chóng tan đi hết, trên khuôn mặt đầy vẫy rồng cũng khôi phục lại làn da sáng loáng sát ý quanh thân chớp mắt tiêu tán vân nghiễn lý đang chờ cố tổng như hoàn toàn nổi điên thấy thế liền nhíu mày kinh ngạc nhìn y rồng sắp ma hóa có thể dễ dàng khôi phục thần trí như thế sao hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha